Thiên Sĩ Tuyết Sư bay rất nhanh, gần một ngày đã đến trung tâm phạm vi thế lực của Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên kêu Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp xuống một đỉnh núi, cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư đi quá rêu rao, hắn sẽ đi bộ đến Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên thu Thiên Sĩ Tuyết Sư vào không gian thú nang, hắn bước đi hướng Quỷ Vũ Tông. Tuy Quỷ Vũ Tông nằm trên núi nhưng bốn phía vì có Quỷ Vũ Tông nên rất phồn hoa, hình thành một tòa thành lớn tên là Thành Quỷ Vũ, có ngàn vạn cư dân. Trong phạm vi vạn dặm, Thành Quỷ Vũ là chỗ náo nhiệt nhất, trung tâm kinh tế, mậu dịch, phạm vi thế lực của Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên sớm tìm hiểu rõ tất cả, Quỷ Vũ Tông nằm trong Thành Quỷ Vũ, cường giả như mây, toàn là địa bàn trung tâm nhất Quỷ Vũ Tông. Vù vù vù, tiếng xé gió xẹt qua đầu Lục Lâm Thiên, mấy con yêu thú phi hành khổng lồ bay ra khỏi Thành Quỷ Vũ trước mặt. Lục Lâm Thiên ngước lên nhìn, yêu thú phi hành toàn là đẳng cấp tam cấp, không uổng là địa bàn của Quỷ Vũ Tông. Phi Linh Môn muốn đuổi kịp thế lực Quỷ Vũ Tông hiện tại phải mất thời gian dài. Lục Lâm Thiên đi ra đỉnh núi, nhìn chăm chú Thành Quỷ Vũ phía trước. Dãy kiến trúc liên miên không tới cuối, các đường cái có nhiều thương nhân, vũ giả tới lui cực kỳ náo nhiệt. Vì không khiến người chú ý, mặc dù Tiểu Long phản đối nhưng Lục Lâm Thiên vẫn bỏ nó vào không gian thú nang. Lục Lâm Thiên đi vào thành, hắn thầm ngạc nhiên, nhiều người mặc chiến giáp canh gác ở cổng thành, thực lực là đẳng cấp vũ sĩ. Trong đó có mấy người Lục Lâm Thiên liếc sơ xem xét thậm chí là vũ sư, chắc đều là đệ tử của Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên mọi thứ trong thành Quỷ Vũ. Vừa vào trong tiếng ồn ào đập vào mắt, con đường rộng rãi người đến người đi, xung quanh có nhiều kiến trúc hùng vĩ. Đường rộng rãi, nguyên thành Quỷ Vũ cho cảm giác hùng vĩ vô cùng. Người đi đường không dứt, tiếng giao bán inh ỏi. Thành Quỷ Vũ bao la mênh mông, rất to lớn. Trong tòa thành này Quỷ Vũ Tông là bá chủ tuyệt đối, nơi này là thiên hạ của Quỷ Vũ Tông. Trên đường cái Lục Lâm Thiên thấy toàn là đệ tử Quỷ Vũ Tông mặc giáp đi tới đi lui như đang tuần tra. Đương nhiên trong thành Quỷ Vũ còn có một số thế lực nhỏ khác, nhưng so sánh với Quỷ Vũ Tông thì bé nhỏ không đáng kể, chỉ có thể sinh tồn bám vào Quỷ Vũ Tông, như phù du, ngưỡng mộ Quỷ Vũ Tông. Mọi thứ trong thành Quỷ Vũ đều là của Quỷ Vũ Tông. Sau khi Lục Lâm Thiên đến thế giới khác, hắn chưa từng đến chỗ náo nhiệt như vậy. Tuy Trấn Thanh Vân cũng rất náo nhiệt nhưng so với thành Quỷ Vũ thật là con kiến với con voi, không cùng đẳng cấp. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ hèn gì Nam Thúc hay nói Lục Gia không là gì, tính cả đại Lục Linh Vũ này thì Lục Gia đúng chẳng là cái gì. Lục Lâm Thiên đi trong con đường thông suốt bốn phương tám hướng gần một canh giờ mới bớt hào hứng. Hắn ngước đầu nhìn cửa hàng tên Thiên Dược Môn. Đây là cửa hàng bán đan dược, tài liệu luyện khí, dược liệu. Lục Lâm Thiên đi vào trong, hắn muốn xem cửa hàng trong Quỷ Vũ Tông đẳng cấp thế nào. Lục Lâm Thiên khá bất ngờ, cửa hàng này không phải tiệm lớn nhất thành Quỷ Vũ, nhưng bên trong có nhiều đan dược tứ phẩm, tài liệu luyện khí hiếm có. Bên cạnh một quầy hàng có hai thanh niên mặc hoa phục đang xung xoe bên cạnh một thiếu nữ xinh đẹp. Biểu muội nhìn món này thế nào? Khối hàn ngọc thạch ngàn năm là thứ tốt cho linh sư các người. Một nữ, một nam nhân trung niên đứng sau lưng thiếu nữ xinh đẹp, toàn thân tràn ngập khí thế như có như không. Trong cửa hàng có nhiều nam nhân liếc trộm thiếu nữ xinh đẹp, nam nhân trung niên bộ dạng quản sự đứng bên quầy cũng cúi đầu liếc trộm. Nữ nhân quá xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, da trắng bóc, tóc đen dài, quan trọng là nàng mặc hở hang. Thân trên mặc giáp da bó sát bao hai bánh bao. Đùi thon dài, mông vêu săn chắc. Hai bên eo dắt đoạn kiếm nửa thước hao văn tinh mỹ, vừa đẹp vừa cuồng dã. Nam nhân nhìn nàng một lần sẽ luyến tiếc không nỡ rời đi. Đặc biệt cặp chân dài trắng săn chắc, nam nhân nào thấy cũng sẽ muốn bóp thử. Thiếu nữ xinh đẹp chính là Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh nói với phụ nhân trung niên. Vương trưởng lão nói cho biểu ca biết đi, lần trước ta muốn hàn ngọc thạch bao nhiêu năm tuổi. Phụ nhân trung niên mỉm cười trả lời. Hàn ngọc thạch lần trước tiểu thư ném đi hình như là 5.000 năm. Thanh niên mặc hoa phục mới vừa nói chuyện biểu tình cực kỳ khó xem, ném mạnh khối ngọc thạch màu trắng vào người nam nhân trung niên quản sự. Thanh niên mặc hoa phục tức giận nói. Hàn ngọc thạch rác rưởi gì, mới có 1.000 năm mà dám lấy ra bán. Lần sau ta mà thấy sẽ đập bể tiệm của ngươi. Nam nhân trung niên sợ hãi mặt tái xanh nói. Vâng thưa đới thiếu gia. Nam nhân trung niên đứng sau lưng Lữ Tiểu Linh lên tiếng. Tiểu thư, chúng ta về đi, trưởng môn còn đang chờ tiểu thư. Nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta không chịu trách nhiệm nổi.
Lữ Tiểu Linh chừng nam nhân trung niên. Lưu trưởng lão, ta đã nói là chờ đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông thì ta sẽ về. Thật không hiểu các người làm sao tìm được ta, nếu sớm biết vậy ta đã không đi thành Quỷ Vũ. Phụ nhân trung niên nói. Tiểu thư, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta mau về đi. Nếu tiểu thư thích chơi chờ vào môn rồi kêu đệ tử chơi với tiểu thư được không? Lữ Tiểu Linh phồng má chừng phụ nhân trung niên, định nói chuyện chợt liếc mắt thấy bóng áo xanh. À, Lục Lâm Thiên đang xem xét một tài liệu luyện khí, dùng để luyện chế khôi lỗi không tệ. Lục Lâm Thiên chợt cảm giác có ánh mắt từ xa nhìn mình đăm đăm, hắn liếc nhanh hướng đó. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm thì thào. Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh hét to. Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, mau bắt hắn lại. Nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên nghi hoặc hỏi. Tiểu thư muốn bắt ai? Chợt hai người biến sắc mặt, có hai bóng người lao vào Lữ Tiểu Linh. Nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên hét to một tiếng. Tiểu thư cẩn thận, có người đánh lén. Hai người lao tới trước, chân khí bộc phát đánh nhau với hai kẻ kia. Lữ Tiểu Linh bất chấp tất cả chỉ lo đuổi theo Lục Lâm Thiên. Tên trộm đi, đừng chạy. Lục Lâm Thiên thầm than. Thật là oan ra ngõ hẹp. Lục Lâm Thiên nhanh chóng bỏ chạy, lao ra ngoài Thiên Dược Môn. Khóe mắt thấy Lữ Tiểu Linh bám theo không bỏ, Lục Lâm Thiên tăng tốc chạy nhanh hơn. Lữ Tiểu Linh hét lên. Tên trộm, không được chạy. Lữ Tiểu Linh cắm đầu rượt theo, nhưng nàng chạy không nhanh bằng Lục Lâm Thiên. Trên đường cái, Lữ Tiểu Linh trơ mắt nhìn Lục Lâm Thiên chạy xa. Cho bản tiểu thư mượn ngựa của ngươi dung đỡ. Lữ Tiểu Linh giật lấy con ngựa cột trước cửa tử quán đuổi theo Lục Lâm Thiên. Biểu muội, Tiểu Linh tiểu thư. Hai thanh niên mặc hoa phục ngây người tại chỗ, một lúc sau phản ứng lại co giò đuổi theo. Lục Lâm Thiên ngoái đầu thấy Lữ Tiểu Linh vẫn rượt theo, lòng hắn chìm xuống. Chạy ra ngoài thành. Lục Lâm Thiên cắm đầu chạy ra ngoài thành Quỷ Vũ, ở trong tòa thành khó ẩn thân. Lữ Tiểu Linh giơ roi giục ngựa đuổi theo. Giá. Một lát sau ngựa chạy tới cổng thành, thấy Lục Lâm Thiên đã lao ra ngoài, Lữ Tiểu Linh đuổi theo ngay. Một lát sau hai thanh niên mặc hoa phục chạy tới cổng thành, thấy Lữ Tiểu Linh giục ngựa khuất xa thì biến sắc mặt. Thanh niên vũ sư ngũ trọng bên trái kéo lại một thanh niên mặc giáp. Mau đi thông báo mọi người đuổi theo. Tuân lệnh thiếu gia. Mọi người ở gần cổng thành vội vã chạy theo ngay. Lục Lâm Thiên lao ra cổng thành thấy Lữ Tiểu Linh vẫn rượt theo sau lưng, hắn vội vỗ không gian thú nang. Thiên sĩ tuyết sư. Một luồng sáng trắng bay ra. Ground. Thiên sĩ tuyết sư xuất hiện giữa không trung. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Lâm Thiên nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư. Lục Lâm Thiên cười to bảo. Ha ha ha, Lữ Tiểu Linh, chậm rãi đuổi theo đi, ta đi trước. Thiên sĩ tuyết sư bay nhanh tới trước. Ngựa làm sao đuổi kịp nó. Lữ Tiểu Linh tức giận chửi. Ngươi tên lừa gạt, ăn cướp, tưởng ta không đuổi kịp ngươi sao? Ta sẽ không tha cho ngươi. Lục Lâm Thiên cưỡi thiên sĩ tuyết sư bỏ xa Lữ Tiểu Linh, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lục Lâm Thiên ra lệnh thiên sĩ tuyết sư đáp xuống một sơn mạch gần đó, định chờ mấy canh giờ sau sẽ quay về Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên không ngờ Lữ Tiểu Linh cũng đến Quỷ Vũ Tông, thật là oan ra ngõ hẹp. Lục Lâm Thiên cất đi thiên sĩ tuyết sư, quan sát sơn mạch xung quanh, rất gần với thành Quỷ Vũ. Hắn mới vào thành đã bị đuổi ra, thật xui xẻo. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi trở về, xác định Lữ Tiểu Linh không đuổi kịp thiên sĩ tuyết sư, hắn không ngốc luôn cắm đầu chạy trốn. Lục Lâm Thiên vượt qua một đỉnh núi, thành Quỷ Vũ xa xa đập vào mắt. Lục Lâm Thiên cười khổ, đang định tiến lên bỗng nét mặt xa sầm, nhanh chóng thụt lùi. Xoẹt. Một bóng trắng khổng lồ nhảy ra, chảo quang sáu cạnh sắc bén cắm phập xuống vị trí Lục Lâm Thiên vừa đứng. Đất cát bay lên, thủng một cái lỗ to. Lục Lâm Thiên nét mặt xa sầm nói. Ngân Linh Huyễn Thử, là Lữ Tiểu Linh. Đây không phải yêu thú nào khác, là Ngân Linh Huyễn Thử lần trước đi cùng thiên sĩ tuyết sư, hiện là linh thú hộ thân của Lữ Tiểu Linh. Một tiếng quát vang lên sau lưng Lục Lâm Thiên. Đồ lừa đảo, ăn cắp, mau trả thiên sĩ tuyết sư lại cho ta. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Lữ Tiểu Linh, làm sao nàng đuổi theo kịp? Lục Lâm Thiên xoay người lại, Lữ Tiểu Linh ăn mặc hở hang đập vào mắt nàng, dụ dỗ nam nhân phạm tội. Lữ Tiểu Linh đắc ý cười nói. Hừ, người nghĩ có thiên sĩ tuyết sư thì chạy nhanh rồi sao?
Bản tiểu thư có cách riêng của bản tiểu thư. Lữ Tiểu Linh đổi nét mặt tức giận mắng. Hãy mau trả Thiên Sĩ Tuyết Sư lại cho ta, nếu không thì ta sẽ không tha cho ngươi, đến chân trời góc biển quyết bắt ngươi. Ha ha ha. Lục Lâm Thiên cười tà. Tiểu thư, ta rất thuần khiết, dù tiểu thư đuổi theo ta thì chưa chắc thành công. Lữ Tiểu Linh phản ứng lại, mặt đỏ hồng. Ngươi! Lữ Tiểu Linh dậm chân hét to một tiếng. Tiểu Huyễn, bắt hắn lại. Ngân Linh Huyễn thử hú lên. Chít chít. Ngân Linh Huyễn thử hóa thành luồng sáng lao hướng Lục Lâm Thiên, thân thể to lớn mấy chục thước cùng ới tiếng xé gió rít gào. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ngân Linh Huyễn thử của nàng thực lực không đủ. Lúc này Ngân Linh Huyễn thử vẫn chỉ là trung kỳ nhị giai, Lục Lâm Thiên không sợ nó. Lục Lâm Thiên quát to. Khai Sơn Trưởng. Lục Lâm Thiên nhanh như tia chớp vỗ trưởng ấn chứa năng lượng màu vàng đất, trưởng ấn bao phủ không gian xung quanh đánh vào Ngân Linh Huyễn thử khổng lồ. Vù vù vù. Ngân Linh Huyễn thử há to mỏ nhọn nhe hai răng nanh nhọn phun ra phong nhẫn. Phong nhẫn không bị trưởng ấn ảnh hưởng ầm ầm ập hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên giật mình kêu lên. Linh thú đúng là khác hẳn. Giữa linh thú và yêu thú công kích khác nhau, linh thú công kích có tác dụng trực tiếp vào linh hồn người, giống như linh giả. Lục Lâm Thiên quát to. Tán. Màn sáng vô hình phủ quanh thân Lục Lâm Thiên, Ngân Linh Huyễn thử phun phong nhẫn bắn vào màn sáng, tan rã. Lữ Tiểu Linh hét lên. Lừa đảo. Hãy xem bản tiểu thư dạy ngươi bài học. Linh lực ngưng tụ lại tạo thành một thanh trường kiếm chém vào Lục Lâm Thiên, linh lực cuồng bạo tràn ngập, dòng không khí rít gào xẹt qua. Lữ Tiểu Linh có tu vi linh sư tam trọng, trong thế hệ trẻ nàng xem như cường giả. Lục Lâm Thiên nhanh chóng thụt lùi lại, lúc này không có người ngoài, hắn không sợ Lữ Tiểu Linh. Lục Lâm Thiên nghiêng người né tránh công kích của nàng. Lữ Tiểu Linh lại hét to. Hừ! Ngươi dám bỏ ta lại một mình trong Lan Lăng Sơn. Linh lực tuôn ra, Lữ Tiểu Linh nhanh chóng kết thủ ấn, không gian vặn vẹo. Linh lực cuồng bạo hóa thành các sợi tơ xuyên thấu không gian ập hướng Lục Lâm Thiên. Biểu tình Lục Lâm Thiên trầm trọng, Lữ Tiểu Linh là linh sư tam trọng, không dễ chọc. Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn, vốn định thi triển đao hồn kỹ nhưng chợt nhớ đao hồn kỹ rất bá đạo, nếu hắn sử dụng đao hồn kỹ thì Lữ Tiểu Linh sẽ bị thương. Lục Lâm Thiên đổi thủ ấn. Thiên thủ liệt cương ấn. Năng lượng thuộc tính thổ trong không khí phô thiên cái địa tụ lại, toát ra lực lượng cuồng bạo như thủy triều tụ vào trưởng ấn của Lục Lâm Thiên. Một trưởng ấn vàng đất bắn lên cao hóa thành mấy trưởng ấn mơ hồ như từng đợt tàn ảnh ghép thành hoa sen. Trưởng ấn chấn mở, vô số linh lực ngưng tụ thành sợi tơ trong không gian, vang tiếng nổ kinh thiên động địa. Kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời. Bùm! Một bóng áo xanh xuyên thấu không gian kéo một chuỗi tàn ảnh. Trưởng ấn đập trúng vai Lữ Tiểu Linh, lực lượng cường đại chút xuống. Lữ Tiểu Linh bị đau hét lên. A, à, rồi nàng ta bị đánh bay đi. Dầm bịch, tiếng rớt xuống nước, gần đó có một cái ao cạn, dòng nước trong vắt. Lữ Tiểu Linh bị đánh rớt vào trong ao. Thấy chủ nhân bị đánh bay, Ngân Linh Huyễn thử lại lao hướng Lục Lâm Thiên. Chít chít, Lục Lâm Thiên mắng. Xúc sinh, linh thú nhị giai trung kỳ thì Lục Lâm Thiên không sợ. Kết thủ ấn, năm hỏa ảnh chỉ xẹt qua dòng không khí bắn hướng Ngân Linh Huyễn thử. Cùng lúc đó Lục Lâm Thiên ngoái đầu nhìn hướng cái ao cạn. Người đâu? Lục Lâm Thiên không thấy bóng dáng Lữ Tiểu Linh đâu nữa. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Chắc sẽ không chết chìm chứ. Lục Lâm Thiên không định giết Lữ Tiểu Linh, nàng ngây thơ không dành sự đời, hắn cướp Thiên Sĩ Tuyết Sư của nàng, nếu còn giết người thì thật vô đạo đức. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm ao cạn, tuy cái ao không sâu nhưng cũng không quá cạn, mặt nước trong suốt nhưng khó thấy đáy. Bì bõm! Một bóng người trồi lên ao ăn nước, Lữ Tiểu Linh phun nước ra, dường như nàng vừa bị sặc. Lục Lâm Thiên như chúng sét đánh, quá nóng bỏng trào máu mũi. Người Lữ Tiểu Linh ướt đẫm nước, da trắng như ngọc, tóc dài màu đen xóa ra ướt nước dính vào vai ngọc. Vóc dáng thon dài yểu điệu, eo nhỏ một bàn tay ôm hết. Giáp ra nửa người trên bao cặp ngực, còn lại hoàn toàn trong suốt. Chết người hơn là giáp ra ướt nước dán ngực Lữ Tiểu Linh như thể ngọn núi sắp vươn ra ngoài giáp. Cái loại như ẩn như hiện này làm Lữ Tiểu Linh vốn đã nóng bỏng càng quyến rũ hơn. Trong khoảnh khắc đó lần đầu tiên Lục Lâm Thiên mất kiểm soát dâng trào xúc động của nam nhân. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng xé gió lao vê upsilon tê qua,
Ngân Linh Huyễn thử né thoát năm hỏa ảnh chỉ của Lục Lâm Thiên lại tấn công hắn. Lục Lâm Thiên mới nảy ý ra thì Ngân Linh Huyễn thử đã siêu nhanh lao tới, muốn né cũng không kịp. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt hét to. Thanh Linh khải giáp. Lục Lâm Thiên vội bày ra khải giáp Thanh Linh. Rầm. Lực lượng cường đại đỡ upsilon.ng mạnh, móng vuốt sắc bén của Ngân Linh Huyễn thử bấu vào khải giáp Thanh Linh, hỏa hoa tung tóe. Cơ thể to lớn của Ngân Linh Huyễn thử bị đẩy lùi, Lục Lâm Thiên thì bị hất văng ra, tình cờ sao rơi vào trong ao nước. Lực lượng công kích của Ngân Linh Huyễn thử không mạnh, Lục Lâm Thiên có Thanh Linh khải giáp nên không bị tổn thương thực chất. Nhưng Lục Lâm Thiên lỡ trượt chân bị đánh bay đi, lực lượng của Ngân Linh Huyễn thử không mạnh nhưng cũng không yếu. Lục Lâm Thiên rớt xuống, hắn bản năng vươn hai tay chống đỡ. Con người khi bị té sẽ thói quen dùng tay chống đất. Bùm bõm. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Lục Lâm Thiên rơi xuống nước phát hiện đôi tay bóp trúng hai cục mềm mại. Lục Lâm Thiên ngây người, tay hắn đang đặt trên ngực Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh mắng. Đồ lừa đảo, háo sắc. Lữ Tiểu Linh hét ầm lên, kết thủ ấn, linh lực tuôn ra. Năng lượng khổng lồ chấn động ao nước sôi trào. Lục Lâm Thiên không cách thoát khỏi công kích gần trong gang tấc, đôi tay kết ấn, linh lực bao phủ trước mặt. Đòn công kích của Lữ Tiểu Linh đa số nhằm vào linh hồn, Lục Lâm Thiên không dám khinh thường. Bùm bùm bùm. Vang tiếng nổ điếc tai nhức óc, trong ao nước cạn sóng nước tung tóe, tiếng nổ liên miên không dứt, ầm ầm vang vọng chân trời. Lục Lâm Thiên đối lý, hắn sờ ngực người ta, xấu hổ không dám ở lại. Ta đi trước, mới rồi ta không cố ý. Lục Lâm Thiên nương thế nhảy vọt ra sau trốn. Ngay lúc này chợt vang tiếng quát to. Tiểu tử muốn chết. Một bóng người xé gió lao tới trước mặt Lục Lâm Thiên, không khí vặn vẹo. Lực lượng không gian trói buộc vô hình bao phủ người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt nói. Cường giả vũ xuất. Chân khí bộc phát, Lục Lâm Thiên cố gắng chống trả nhưng lực lượng rời núi lấp biển dè người hắn, không thể nhúc nhích. Lực lượng cường đại rất khủng khiếp, kinh khủng đến nỗi Lục Lâm Thiên không thể đối kháng lại. Lực lượng làm Lục Lâm Thiên nhớ đến lúc trước trong hiệp cốc hai cường giả Thiên Tinh Tông vây công thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, đẳng cấp lực lượng cũng ngang ngửa người này, chắc chắn là cường giả vũ xuất tấn công hắn. Bùm bùm bùm. Không gian vặn vẹo tan vỡ, các vệt rách dài. Lục Lâm Thiên cảm giác có lực lượng cường đại chút xuống thân thể mình, hắn không thể chống cự lại. Lục Lâm Thiên phun ra búng máu. Té cái bịch xuống đất. Một phụ nhân trung niên mặc váy dài màu xanh, xuất hiện ở giữa không trung, chính là một trong hai người đã đi theo Lữ Tiểu Linh trong cửa hàng. Lữ Tiểu Linh thấy người đến thì vui vẻ reo lên. Vương trưởng lão đến hay lắm. Nhìn Lữ Tiểu Linh ướt sũng nước, phụ nhân trung niên giật mình kêu lên. Sao tiểu thư biến thành thế này? Bộ dạng của Lữ Tiểu Linh chỉ còn kém không lõa thể, đường đường là đại tiểu thư sao có thể như vậy? Lữ Tiểu Linh trả lời. Ta không sao. Lữ Tiểu Linh đi hướng Lục Lâm Thiên nằm dưới đất, nói. Để xem tên lừa đảo này đã chết chưa? Phụ nhân trung niên kinh ngạc hỏi. Lừa đảo, tiểu thư bị hắn lừa cái gì? Lữ Tiểu Linh lắc đầu phản bác ngay. Vương trưởng lão, không, ta làm gì bị hắn lừa? Phụ nhân trung niên ánh mắt kỳ dị nhìn Lữ Tiểu Linh, gặn hỏi. Có khi nào tiểu thư bị tiểu tử này lừa? Lữ Tiểu Linh sừng sốt, gò má hơi hồng. Vương trưởng lão nghĩ bậy bạ gì vậy, hắn dám sao? Lữ Tiểu Linh nhớ đến lúc nãy bị tên lừa đảo sờ chỗ kia, vẻ mặt nàng ngại ngùng. Lữ Tiểu Linh đến gần Lục Lâm Thiên, đạp mạnh một cái, quát to. Tên lừa đảo, chết chưa? Lục Lâm Thiên không nhúc nhích, khóe môi dính máu. Phụ nhân trung niên nói. Tiểu thư, người này chỉ mới là vũ sư, chúng một trưởng của ta sợ là đã chết. Lữ Tiểu Linh bối rối nói. Sao vương trưởng lão giết hắn làm gì? Ta không hề muốn hắn chết. Phụ nhân trung niên nói. Tiểu thư, chỉ là một tiểu tử, chết thì chết thôi. Nói vậy nhưng phụ nhân trung niên vẫn dến bên cạnh Lục Lâm Thiên, ngồi xổm xuống sờ người hắn kiểm tra. Phụ nhân trung niên nói. Cơ thể của tiểu tử này rất mạnh, trúng một đòn công kích của ta nhưng không chết, chỉ bị khí huyết công tâm, mạng sống không đáng lo. Phụ nhân trung niên kiểm tra Lục Lâm Thiên xong lòng thầm kinh thán, tuy vừa rồi nàng không dốc hết sức nhưng vũ phách bình thường chết chắc, vũ sư nho nhỏ vẫn sống, bị thương không quá nặng làm nàng rất bất ngờ. Phụ nhân trung niên lo lắng nói với Lữ Tiểu Linh.
Tiểu thư, chúng ta mau về nhanh, nơi này đã rất nguy hiểm, chúng ta phải trở lại ngay. Vương trưởng lão, ta đã nói rồi, chờ kết thúc đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông thì ta sẽ về. Lưu trưởng lão đâu rồi? Lữ Tiểu Linh sờ soạng người Lục Lâm Thiên, lấy đi một túi không gian, một không gian thú nang. Lữ Tiểu Linh xem xét rồi cất hai cái túi. Phụ nhân trung niên trả lời. Lưu trưởng lão đuổi theo hai người kia, ta không yên tâm nên đến tìm tiểu thư. May mắn ta đến kịp, không thì tiểu thư đã chịu thiệt. Lữ Tiểu Linh lấy hết đồ trên người Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Được rồi, chúng ta đi về trước. Phụ nhân trung niên nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, hỏi. Tiểu tử tính xử lý tiểu tử này thế nào? Lữ Tiểu Linh nghiến răng, tức giận nói. Tên lừa đảo này dám khi dễ ta. Ta sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy. Không hành hạ hắn chết đi sống lại làm sao gỡ bỏ mối hận trong lòng ta. Lữ Tiểu Linh nhếch môi cười đắc ý. Phụ nhân trung niên nói. Được rồi, chúng ta mang hắn về, chỗ này không an toàn. Phụ nhân trung niên điểm vài chân khí vào người Lục Lâm Thiên, mang hắn rời đi. Khi Lục Lâm Thiên tỉnh dậy, mở mắt ra thấy đang nằm trong góc đại điện, nằm dưới đất. Trong đại điện có một nam nhân trung niên. Phụ nhân trung niên, Lục Lâm Thiên đã gặp bọn họ trong Thiên Dược Môn. Phụ nhân trung niên chính là cường giả Vũ Xuất đánh Lục Lâm Thiên bị thương. Lữ Tiểu Linh cũng có mặt, hai nam nữ trung niên rất cung kính với nàng. Lữ Tiểu Linh đổi trang phục nóng bỏng mặc váy dài màu xanh biếc, tăng phần khí chất. Lục Lâm Thiên phát hiện chân khí toàn thân bị phong tỏa, không thể nhúc nhích, vết thương khá nặng. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Chết tiệt, chuyến này tàn đời. Rơi vào tay Lữ Tiểu Linh e rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Lục Lâm Thiên nhướng mày, giả bộ còn hôn mê. Thực lực của nam nữ trung niên là Vũ Xuất, Lục Lâm Thiên không biết cụ thể đẳng cấp tới đâu. Lục Lâm Thiên nghe nam nhân trung niên nói. Tiểu thư có bị sao không? Tại sao mang một người trở về? Người này có lai lịch thế nào? Phụ nhân trung niên đáp. Người có xích mích với tiểu thư, có chút bản lĩnh, tu vi vũ sư. Mới rồi trúng một đòn của ta nhưng không chết. Nam nhân trung niên tức giận nói. Người này dám gây chuyện với tiểu thư sao? Thật là gan to bằng trời, nếu như bị trưởng môn biết việc này sẽ trách tội chúng ta bảo vệ không chu đáo. Ta thấy hay là giết tiểu tử này đi. Nam nhân trung niên giơ tay phải lên, chân khí tuôn ra, trưởng ấn ngưng tụ trong bàn tay gã. Lữ Tiểu Linh kéo nam nhân trung niên lại, sợ gã vỗ trưởng xuống thật. Lưu trưởng lão khoan giết hắn, nếu muốn giết hắn thì ta đã không mang hắn trở lại, ta muốn dạy tiểu tử này bài học rồi mới giết, ai kêu hắn dám chọc vào ta. Nam nhân trung niên nói. Vậy được rồi, chặt tứ chi của tiểu tử này đi, miễn cho hắn tổn thương tiểu thư. Lục Lâm Thiên chửi thầm. Chết tiệt, bản công tử có thù với ngươi sao? Nam nhân trung niên thật độc ác, khi nào có cơ hội Lục Lâm Thiên thầm thề sẽ chặt tứ chi của gã ra. Lục Lâm Thiên chỉ dám tưởng tượng này nọ, tiếp tục giả bộ hôn mê. Thấy nam nhân trung niên định ra tay, Lữ Tiểu Linh ngăn lại. Lưu trưởng lão khoan đã, để ta tự mình làm là được. Nam nhân trung niên bực tức nói. Được rồi, tiểu tử này dám chọc vào tiểu thư, ta sẽ cho hắn biết thủ đoạn của ta. Dám chọc tiểu thư, ta sẽ cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Biểu tình kia như thể Lục Lâm Thiên có thù giết phụ thân hắn vậy. Biểu tình của nam nhân trung niên chỉ hận không thể băm nát Lục Lâm Thiên ra ngay tại chỗ. Lữ Tiểu Linh lấy ra hai túi không gian, là không gian thú nang, túi không gian nàng lục được trên người Lục Lâm Thiên. Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, các người nhìn xem có thể mở ra hai túi không gian này không? Nam nhân trung niên nhận lấy không gian thú nang, phụ nhân trung niên thì cầm túi không gian. Để ta xem thử. Ánh sáng lóe lên trên người hai trưởng lão. Kết thủ ấn cưỡng ép mở túi không gian ra. Sau khi túi không gian nhận chủ thì chỉ có chủ nhân mới mở ra được, nhưng nếu gặp cường giả mạnh hơn mình rất nhiều thì túi không gian sẽ bị miễn cưỡng mở ra, tuy hành động khá mạo hiểm, sơ sẩy một cái là túi không gian sẽ bị hủy. Một lát sau, phụ nhân trung niên mở ra túi không gian của Lục Lâm Thiên. Tiểu thư, đã mở túi không gian, chỉ có một thanh bội kiếm, đẳng cấp rất thấp, và ba viên đan dược nhị phẩm. Lục Lâm Thiên chỉ tượng trưng bỏ ít đồ trong túi không gian. Lữ Tiểu Linh nhướng mày nói. Nghèo vậy sao? Lữ Tiểu Linh hỏi nam nhân trung niên. Lưu trưởng lão mở cái này ra được không?
Nam nhân trung niên cầm không gian thú nang, loay hoay mãi vẫn không mở được. Tiểu thư, không gian thú nang này rất quái dị, ta không thể mở ra. Lục Lâm Thiên nói thầm trong bụng. Hừ, không gian thú nang khác với túi không gian, thực lực của ngươi mạnh mấy cũng không mở được. Lục Lâm Thiên âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết cắn nuốt chân khí phong tỏa kinh mạch huyệt đạo của mình, nhưng là do cường giả vũ xuất phong tỏa kinh mạch nên trong một lúc khó thể cắn nuốt hết. Phụ nhân trung niên cầm không gian thú nang. Để ta thử. Nhưng phụ nhân trung niên loay hoay nửa ngày cũng không thể mở ra. Lữ Tiểu Linh thấy hai người không mở ra được thì lấy không gian thú nang về. Thôi, ta sẽ tìm cách sau. Nam nhân trung niên nói. Tiểu thư, chúng ta thật sự nên trở về thôi, chỗ này quá nguy hiểm, hôm nay suýt gặp rắc rối. Nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta trở về không cách nào ăn nói với trưởng môn. Chúng ta về ngay bây giờ đi. Lữ Tiểu Linh hỏi. Lưu trưởng lão, hôm nay mấy người đó là ai? Tại sao tấn công ta? Đôi mắt ngây thơ lóe tia sắc bén. Nam nhân trung niên trả lời. Hiện giờ chúng ta chưa biết đó là ai. Theo trưởng môn nói thì mấy chục năm gần đây bọn họ đột nhiên xuất hiện, thế lực bí ẩn. Lần trước bọn họ tìm tới trưởng môn, bởi vì trưởng môn không đồng ý yêu cầu của bọn họ nên mới muốn tấn công tiểu thư để ức chế trưởng môn. Phụ nhân trung niên nhướng mày nói. Tiểu thư, Lưu trưởng lão, đới trường vân của Quỷ Vũ Tông đến. Lữ Tiểu Linh nhướng cao chân mày nói với hai người. Hai vị trưởng lão, hai người này phiền quá. Hãy nói là ta sắp nghỉ ngơi, kêu bọn họ về đi. Nam nhân trung niên đồng ý. Hai con ếch muốn ăn thịt thiên Nga, không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng. Quỷ Vũ Tông nho nhỏ mà muốn nhúng chàm tiểu thư, để ta đuổi họ đi. Phụ nhân trung niên góp lời. Quỷ Vũ Tông có chút quan hệ với trưởng môn, đới trường an là biểu huynh của tiểu thư, ngươi đừng thêm phiền. Nam nhân trung niên chậm rãi nói. Chỉ bắt quàng làm họ, tính ra thì không thân bao nhiêu. Nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên rời khỏi đại điện. Lục Lâm Thiên nghe ba người đối thoại, lòng thầm ngạc nhiên. Lữ Tiểu Linh có lai lịch gì mà không thèm để Quỷ Vũ Tông vào mắt? Lữ Tiểu Linh có lai lịch quá lớn, phen này Lục Lâm Thiên chọc vào tổ ong. Nhưng thì ra Lữ Tiểu Linh và Quỷ Vũ Tông có quen biết, hèn gì nàng xuất hiện trong thành Quỷ Vũ. Lục Lâm Thiên âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết cắn nuốt chân khí phong kinh mạch huyệt đạo của mình, chợt có mùi thơm xộc vào mũi. Lữ Tiểu Linh ngồi xổm cạnh Lục Lâm Thiên. Lữ Tiểu Linh thì thầm. Đồ lừa đảo, ta biết ngươi đã tỉnh rồi, vừa rồi thấy ngươi lén hí mắt ra, còn muốn lừa ta sao? Lữ Tiểu Linh đạp mạnh vào mông Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mở bừng mắt ra, há mồm muốn chửi. Nàng! Lục Lâm Thiên đổi sắc mặt. Hắn mà chọc giận nữ nhân này sẽ ăn quả đắng. Đại trượng phu có được giãn được, dáng nhịn một lúc thì hơn. Lữ Tiểu Linh tức giận nói. Ta thế nào, kẻ lừa đảo, tại sao ngươi lừa lấy đi thiên sĩ tuyết sư của ta? Lữ Tiểu Linh hung tợn nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Lục Lâm Thiên nói ngược lại. Ta lừa lấy thiên sĩ tuyết sư của nàng, chẳng lẽ nàng không biết lý do sao? Nàng không hiểu nỗi khổ của ta. Lữ Tiểu Linh nhìn biểu tình của Lục Lâm Thiên, kinh ngạc nói. Ngươi lừa ta còn bảo là có nỗi khổ, ý gì đây? Lữ Tiểu Linh khó hiểu nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thầm nhủ. Nguy rồi, không biết nói tiếp thế nào. Lục Lâm Thiên cái khó ló cái khôn, nhếch môi cười tà. Lục Lâm Thiên thay đổi sắc mặt, biểu tình buồn bã, cúi đầu khe khẽ thở dài. Lục Lâm Thiên mở miệng nói. Bởi vì ta thích nàng. Lữ Tiểu Linh run rẩy, suýt té ngửa ra sau, vẻ mặt ngạc nhiên, đầu óc trống rỗng. Giây lát sau Lữ Tiểu Linh phản ứng lại, nàng chỉ vào Lục Lâm Thiên lắp bắp nói. Đồ háo sắc, ngươi nói cái gì? Còn nói nữa là ta giết ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn phản ứng của Lữ Tiểu Linh thì mừng thầm, vẻ mặt chân thành tha thiết, đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn Lữ Tiểu Linh chăm chú. Lục Lâm Thiên vô cùng chân thành nói. Nàng biết không? Lần đầu tiên gặp nàng thì ta đã thích nàng, lúc cùng nàng đi Lan Lăng Sơn ta biết ngay đời này trừ nàng ra sẽ không thích nữ nhân khác. Chuyện khiến ta hạnh phúc nhất đời là cõng nàng đi trong Lan Lăng Sơn. Ta muốn cõng nàng đi suốt đời, nhưng ta biết nàng rất đẹp, nàng như tiên nữ. Ta biết mình không xứng với nàng, mà nàng sẽ không thèm để mắt đến ta. Vì sau này có thể gặp lại nàng,
vì sau này được nàng ngẫu nhiên nhớ tới nên ta mới cướp đi thiên sĩ tuyết sư của nàng. Tất cả chỉ vì ta thích nàng. Ta biết nàng sẽ không thích ta, nên ta không dám thổ lộ, sợ nói ra rồi sẽ bị nàng giết, nàng nói ta cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lục Lâm Thiên nói dối không đỏ mặt, lòng thầm nghĩ. Lục Lâm Thiên, người thật vô sỉ, lừa gạt một thiếu nữ ngây thơ, tồi tệ vô sỉ hạ lưu. Lục Lâm Thiên tự tìm lý do bào chữa cho mình. Ta cũng bị bất đắc dĩ, vì giữ mạng nhỏ, Phật tổ sẽ tha thứ cho ta. Lữ Tiểu Linh á khẩu ngây người, ngơ ngác nhìn Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt Lữ Tiểu Linh đỏ đến tận cổ, Lục Lâm Thiên có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh. Lục Lâm Thiên thầm cười tà, dùng chiêu này đối phó thiếu nữ ngây thơ quả là trăm phát trăm trúng. Đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn Lữ Tiểu Linh chằm chằm, Lục Lâm Thiên cảm thấy dù Lương Triều Vĩ nếu so về ánh mắt thì không tình cảm bằng hắn. Lữ Tiểu Linh nhìn thấy đôi mắt chết người của Lục Lâm Thiên đang chằm chằm mình, nàng hoảng loạn quay đầu đi, người run rẩy không dám nhìn thẳng vào hắn. Lữ Tiểu Linh vội vã nói. Ngươi hạ lưu, tóm lại ta sẽ không thích ngươi, tại sao ngươi bỏ một mình ta lại lan lăng sơn? Hôm sau ta mới đi xuống, buổi tối thật đáng sợ, ta sợ không dám đi. Ta hận ngươi, ta sẽ không có quan hệ gì với ngươi. Lục Lâm Thiên nói tiếp. Ta biết nàng sẽ không thích ta. Ta chưa từng mơ được nàng thích. Ta biết nàng sẽ giết ta, nên trước khi chết ta nổi lên can đảm thổ lộ tình này định chôn giấu dưới đáy lòng suốt đời. Lữ Tiểu Linh hỏi dồn. Vậy tại sao ngươi vừa thấy ta liền chạy? Lữ Tiểu Linh chợt nhận ra nàng lỡ miệng, mặt đỏ hồng không dám nhìn thẳng đôi mắt chết người của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên buồn bã nói. Bởi vì ta quá kinh ngạc. Lúc rời khỏi Lan Lăng Sơn ta đã thề lần sau gặp lại dù nàng muốn giết ta thì ta sẽ lấy hết can đảm nói cho nàng biết ta thích nàng. Nhưng khi gặp nàng rồi ta mới biết mình không có can đảm thốt thành lời. Giờ thì tốt rồi, ta đã nói ra, cũng nhẹ lòng. Lại đây, hãy giết ta đi, ta không xứng thích nàng. Nếu thích nàng là tội lỗi thì ta đã là tội không thể thứ. Đây là tội của ta, nàng giết ta đi. Một lát sau, mặt Lữ Tiểu Linh đỏ hồng hỏi Lục Lâm Thiên. Ngươi nói thật không? Lục Lâm Thiên kiên định nói. Thật còn hơn chân châu. Lữ Tiểu Linh không dám nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, cúi đầu nói. Cho ngươi biết, ta sẽ không thích ngươi, nhưng ta cũng sẽ không giết ngươi. Sau này ngươi đừng thích ta nữa, cũng đừng mơ mộng. Ta không thèm thích kẻ lừa đảo, háo sắc nhà ngươi. Lục Lâm Thiên nghe xong hiểu rằng mạng nhỏ an toàn, tất cả nữ nhân. Đặc biệt thiếu nữ ngây thơ nếu biết có người thầm mến mình, nếu trước đó nàng hận người kia đến muốn giết chết mới thỏa lòng, khi biết người đó làm chuyện đáng hận là vì nàng, vậy cảm xúc chán ghét sẽ biến mất hết, dù không thích nhưng trong lòng vẫn sẽ cảm động áy náy. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Thì ra nữ nhân đều giống nhau. Tuy dùng cách này đối với thiếu nữ ngây thơ thì thật vô sỉ nhưng hiệu quả tốt nhất. Lục Lâm Thiên thừa dịp rèn sắt khi còn nóng. Ta sợ không thể ngừng thích nàng. Thôi nàng giết ta đi. Khi nào chết rồi ta mới thật sự ngừng thích nàng. Lục Lâm Thiên nghĩ đến không gian thú nàng còn trong tay Lữ Tiểu Linh, hắn phải tìm cách đòi về. Ngoài đại điện vang giọng nam nhân trung niên. Tiểu thư, hai con cóc kia đã đi rồi. Nghe giọng nam nhân trung niên, Lữ Tiểu Linh hăm dọa Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, cảnh cáo ngươi, không cho nói ra ngoài chuyện hôm nay, không được nói với người khác là ngươi thích ta. Ta sợ dù ta không giết ngươi thì hai vị trưởng lão cũng sẽ giết ngươi. Lữ Tiểu Linh nói xong toàn thân đỏ rực. Một nam một nữ trung niên đi vào. Thấy mặt Lữ Tiểu Linh đỏ hồng, nam nhân trung niên nghi hoặc hỏi. Tiểu thư, sao mặt đỏ vậy? Phụ nhân trung niên nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, lại nhìn tiểu thư nhà mình, vẻ mặt khó hiểu. Lữ Tiểu Linh bối rối nói. Không có gì, hơi nóng. Nam nhân trung niên chú ý đến Lục Lâm Thiên. À, tiểu tử này đã tỉnh. Nam nhân trung niên hung tợn chừng Lục Lâm Thiên. Ta thấy tiểu tử này bộ dáng lấm la lấm lét không phải người tốt. Tiểu thư, ta đề nghị giết hắn cắt đứt tai họa, miễn cho hắn trốn thoát. Lục Lâm Thiên tức giận thầm nghĩ. Mắt bị mù sao, ta thế này mà là bộ dáng lấm la lấm lét thì ngươi là đồ con chuột. Lục Lâm Thiên chỉ dám chửi thầm trong bụng. Hắn không dám chọc giận một cường giả vũ xuất. Lữ Tiểu Linh lớn tiếng với nam nhân trung niên. Lưu trưởng lão không được giết người này, nếu không ta sẽ không tha cho Lưu trưởng lão. Tuân lệnh tiểu thư. Nam nhân trung niên thầm bực mình,
vì sao tiểu thư bảo vệ tiểu tử này? Phụ nhân trung niên phát hiện điều gì, vẻ mặt khó hiểu. Phụ nhân trung niên nói, tiểu thư, ngày mốt là đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông, hai ngày này tiểu thư ở lại đây đừng đi đâu, chờ xong đại hội tông môn chúng ta trở về. Lữ Tiểu Linh nói với hai người, biết rồi, các người lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nam nhân trung niên nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Tiểu thư, còn tiểu tử này thì sao? Lữ Tiểu Linh nói, để hắn lại đây đi, dù sao bị vương trưởng lão hạ cấm chế cũng chạy không thoát. Phụ nhân trung niên nói, vậy được, tiểu thư hãy nghỉ ngơi, chúng ta ở ngay bên cạnh, có gì kêu ta một tiếng. Hai người rời khỏi đại điện. Lữ Tiểu Linh thấy hai người kia đi xa, nàng quay sang hỏi Lục Lâm Thiên. Ta còn chưa biết tên của ngươi, tên ngươi là gì? Lục Lâm Thiên trả lời. Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tăng tốc độ luyện hóa chân khí phong tỏa kinh mạch huyệt đạo. Mấy chân khí này là của cường giả vũ xuất, tuy là tùy tay điểm ra nhưng cũng rất khổng lồ. Lục Lâm Thiên vừa luyện hóa vừa phát hiện vết thương nhanh chóng lành lại trong quá trình luyện hóa chân khí, thật là niềm vui bất ngờ. Lữ Tiểu Linh liếc Lục Lâm Thiên. Được rồi, ta dìu ngươi vào phòng nghỉ ngơi, chờ ngươi lành vết thương ta sẽ thả đi. Vẻ mặt Lữ Tiểu Linh ngại ngùng, hoàn toàn quên là Lục Lâm Thiên cướp đi thiên sĩ tuyết sư của nàng. Lục Lâm Thiên không thể nhúc nhích, Lữ Tiểu Linh do dự một lúc, nàng ôm Lục Lâm Thiên vào ngực kéo vào phòng. Hương thơm chui vào mũi, Lục Lâm Thiên cảm nhận được cặp bánh bao mềm đang cọ vào mặt mình. Lục Lâm Thiên đang luyện hóa chân khí trong người, bị Lữ Tiểu Linh ôm làm lòng hắn lâng lâng suýt tẩu hỏa nhập ma. Lữ Tiểu Linh ném Lục Lâm Thiên xuống giường. Ngươi nghỉ ngơi trong phòng này đi, ta ở bên cạnh. Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Lâm Thiên lần cuối rồi đóng cửa phòng rời đi. Lục Lâm Thiên thở phào, nữ nhân này trẻ tuổi nhưng quá quyến rũ. Lục Lâm Thiên tăng tốc độ luyện hóa năng lượng chân khí. Thời gian trôi đi, Lục Lâm Thiên không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết trời tối lại sáng, chắc đã là ngày thứ hai. Lũ chân khí cuối cùng bị luyện hóa, giờ Lục Lâm Thiên có thể hoạt động tự do. Phụ nhân trung niên để lại chân khí trong cơ thể Lục Lâm Thiên bị hắn luyện hóa, vết thương lành 3-4 phần. Nhưng đòn công kích của cường giả vũ xuất tạo vết thương không nhẹ chút nào. Lục Lâm Thiên nhét một viên đan dược trị thương cao giai tam phẩm vào miệng, hắn phải tranh thủ chữa lành vết thương. Két két két. Cửa phòng mở ra, Lữ Tiểu Linh đi vào trong. Lữ Tiểu Linh hỏi. Lục Lâm Thiên, có đói không? Lục Lâm Thiên trả lời. Hơi hơi. Lữ Tiểu Linh nói. Lát nữa ta sẽ mang thức ăn cho ngươi. Phải rồi, thiên sĩ tuyết sư của ta đâu sao không thấy? Lục Lâm Thiên trả lời. Ta cũng không biết. Ta kêu nó tự đi kiếm ăn. Lữ Tiểu Linh rộng rãi nói. Ta tặng thiên sĩ tuyết sư cho ngươi đi, nhưng ngươi phải hứa một điều kiện với ta. Lục Lâm Thiên hỏi ngay. Tặng cho ta, điều kiện là gì? Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Mặc kệ nàng có tặng hay không, hiện tại thiên sĩ tuyết sư thuộc về ta. Lữ Tiểu Linh nghiêm túc nói. Chờ ngày mai đại hội tông môn quỷ vũ tông gì đó ta xem náo nhiệt xong thì ngươi theo ta về. Ngươi là linh giả, ta sẽ tìm cách kêu phụ thân thu ngươi làm đồ đệ, sau này ngươi đừng làm kẻ lừa đảo, ăn cắp nữa. Ánh mắt Lữ Tiểu Linh ngại ngùng xấu hổ. Lục Lâm Thiên nhảy cẫng lên. Cái gì, trở về với nàng? Lục Lâm Thiên tuyệt đối không muốn theo Lữ Tiểu Linh đi đâu. Chợt có tiếng quát vang lên. Tiểu tử, ai giải cấm chế cho ngươi? Một bóng người lao vào phòng. Lại vang lên tiếng quát. Tiểu thư cẩn thận. Nam nhân trung niên chạy đến bên cạnh Lữ Tiểu Linh. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài. Thảm rồi. Phụ nhân trung niên nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, kinh ngạc hỏi. Có thể giải cấm chế của ta, tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Lữ Tiểu Linh mở miệng nói. Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão đừng lo, hắn sẽ không tổn thương ta đâu. Lữ Tiểu Linh vội che trước mặt Lục Lâm Thiên. Thấy Lữ Tiểu Linh bảo vệ Lục Lâm Thiên. Nam nhân trung niên khó hiểu hỏi. Chẳng phải tiểu thư nói hắn là kẻ lừa đảo sao? Tại sao còn? Lữ Tiểu Linh nói nhanh. Lưu trưởng lão, đó là hiểu lầm, là ta hiểu lầm. Phụ nhân trung niên nhướng mày, lại hỏi Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Lục Lâm Thiên nhảy xuống giường, hành lễ với hai người. Tiểu tử tên Lục Lâm Thiên, không có lai lịch gì.
Xin kính chào hai vị trưởng lão. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ cách thoát thân, nhưng không gian thú năng còn trong tay Lữ Tiểu Linh, hơi rắc rối. Nam nhân trung niên hỏi. Ngươi làm sao quen tiểu thư nhà ta? Có mưu đồ gì sao? Ánh mắt nam nhân trung niên sắc bén theo dõi Lục Lâm Thiên. Ta! Lữ Tiểu Linh ngắt lời. Lưu trưởng lão, ta đã nói là hắn sẽ không làm tổn thương ta đâu, các người ra ngoài trước đi. Ngoài cửa phòng, nam nhân trung niên khó hiểu lầu bầu. Hôm nay tiểu thư thật kỳ lạ. Phụ nhân trung niên nói. Tiểu thư và tiểu tử này có cái gì đó kỳ kỳ. Nam nhân trung niên nóng nảy. Ý trưởng lão nói tiểu tử kia và tiểu thư. Hắn là ai? Có lai lịch gì? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga sao? Hắn không xứng đôi với tiểu thư. Ta phải đi hỏi xem tiểu tử này có lai lịch gì. Phụ nhân trung niên nói. Ngươi gấp gì? Ta thấy tiểu thư dường như hơi, thôi, có vẻ tiểu tử này không có ý đồ xấu với tiểu thư, chúng ta từ từ hỏi sau đi. Mặc kệ thế nào, hai ngày này bảo vệ tiểu thư an toàn là được. Đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông qua đi chúng ta liền trở về. Lữ Tiểu Linh nhìn hai trưởng lão ra ngoài cửa, chuyển sang hăm dọa Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, ta cảnh cáo ngươi không được nói cho hai vị trưởng lão biết ngươi thích ta, không thì hai trưởng lão sẽ nói cho phụ thân biết. Phụ thân ta sẽ giết ngươi. Lần trước có người nhìn ta lâu chút phụ thân liền kêu trưởng lão bằng hắn cho yêu thú ăn. Lục Lâm Thiên sửng sốt, thì ra Lữ Tiểu Linh vừa ngắt lời hắn vì sợ hắn nói ra chuyện thích nàng. Lữ Tiểu Linh khá đáng yêu. Lục Lâm Thiên đáp. À, biết rồi. Lục Lâm Thiên nói với Lữ Tiểu Linh. Hôm nay nàng lấy đi hai túi không gian của ta, có thể trả lại không? Lữ Tiểu Linh ngần ngừ. Cái này... Lữ Tiểu Linh móc ra một túi không gian đưa cho Lục Lâm Thiên. Ta đưa một cái cho ngươi, cái kia thì chờ ngươi trở về cùng ta rồi sẽ đưa sau. Lục Lâm Thiên nhăn mặt, Lữ Tiểu Linh đưa trả túi không gian là cái hắn thường chỉ đeo chơi, nàng giữ lại không gian thú nang. Lục Lâm Thiên có thể tự luyện chế ra không gian thú nang khác, nhưng bên trong đó có Tiểu Long, Thiên Sí Tuyết Sư, Thị Huyết Yêu Lang. Lục Lâm Thiên hỏi, nàng cho ta cái kia được không? Lữ Tiểu Linh kiên quyết nói. Không được, người theo ta về rồi ta đưa cho. Lục Lâm Thiên kháng nghị. Tiểu thư, ngày hôm qua nàng còn bảo sẽ cho ta đi, sao hôm nay bắt ta đi với nàng? Lữ Tiểu Linh hết cằm, ưỡn ngực bá đạo nói. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Tóm lại ta đã quyết định, người phải theo ta về. Lục Lâm Thiên tức giận ngứa răng, nàng này trở mặt nhanh như lật trang sách, nhưng hắn không có cách nào phản đối. Lục Lâm Thiên cào nhau. Vì sao nàng nói chuyện không giữ lời? Lữ Tiểu Linh hùng hồn nói. Bình thường ta toàn không giữ lời. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Lục Lâm Thiên làm Lữ Tiểu Linh rất vui vẻ, cười người run rẩy. Lữ Tiểu Linh hơ không gian thú nang của Lục Lâm Thiên chọc tức. Được rồi, ngươi cứ ở lại đây đi. Nhìn bộ dáng căng thẳng của ngươi chắc thứ này rất quan trọng với ngươi. Hừ, ta không sợ ngươi chạy nữa, ngoan ngoãn cùng ta về. Lữ Tiểu Linh cười đắc ý rời khỏi phòng. Lục Lâm Thiên khóc không ra nước mắt, không làm gì Lữ Tiểu Linh được. Bên cạnh nàng có hai siêu cường giả vũ xuất, tình huống mạnh hơn người, không thể không cúi đầu, Lục Lâm Thiên không thể làm gì được. Lữ Tiểu Linh ra khỏi phòng. Hai vị trưởng lão, chúng ta đi. Lữ Tiểu Linh, phụ nhân trung niên, nam nhân trung niên đi ra xa, không sợ Lục Lâm Thiên bỏ chạy. Biểu tình Lục Lâm Thiên rất khó xem. Cũng rất bất đắc dĩ. Lục Lâm Thiên ngẫm nghĩ lại hắn đang trong Quỷ Vũ Tông, ngày mai là đại hội tông môn của Quỷ Vũ Tông, không trễ thời gian bao nhiêu. Lục Lâm Thiên phải nhanh chóng cướp về không gian thú nang, hiện tại trị thương là ưu tiên nhất. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, cố gắng chữa lành vết thương trong người. May mắn cơ thể Lục Lâm Thiên đủ mạnh, chúng công kích của cường giả vũ xuất nhưng không chết xem như may mắn. Trong một gian phòng bên cạnh, hai nam nữ trung niên một người họ Lưu, một người họ Vương biểu tình khó hiểu. Trưởng lão họ Vương nói. Tiểu tử đó và tiểu thư có quan hệ không tầm thường. Tiểu tử này nhận một kích của ta mà không chết, còn giải mở cấm chế. Trông hắn chỉ khoảng 17, 8 tuổi, dường như tu vi vũ sư tứ trọng, rốt cuộc hắn là ai? Trưởng lão họ Lưu nói. Trong đại môn đại phái cổ vực không có người trẻ tuổi giống như vậy. Vương trưởng lão nói. Nhưng ta thấy giữa tiểu tử này và tiểu thư có chút mập mờ, mà thôi, sắp về rồi,
hắn là ai không còn quan trọng. Mấy canh giờ sau, Lục Lâm Thiên đang tu luyện, có hai người ăn mặc kiểu nha hoàn bưng nhiều đồ ăn vào phòng. Lục Lâm Thiên đoán là Lữ Tiểu Linh kêu người đưa thức ăn. Lục Lâm Thiên không ăn, liên tục điều tức, vết thương đang lành nhanh chóng, Âm Dương Linh Vũ Quyết vốn giúp đỡ nhiều trong việc trị thương, cộng với Lục Lâm Thiên dùng một viên đan dược tam phẩm hậu giai, lại dùng thuộc tính mộc phục hồi tăng phúc nhiều. Lục Lâm Thiên tập trung chữa thương, thời gian qua nhanh. Sau một ngày một đêm, sáng sớm hôm sau Lục Lâm Thiên ngừng điều tức. Lục Lâm Thiên thở hắt ra. Phù! Vết thương đã lành 7-8 phần. Tinh thần Lục Lâm Thiên cảm giác Lữ Tiểu Linh đang đến gần căn phòng. Lữ Tiểu Linh khẽ kêu và cũng bước vào phòng. Lục Lâm Thiên! Lục Lâm Thiên đứng dậy hỏi. Tiểu thư, hôm nay có thể trả túi không gian cho ta không? Ta cần dùng gấp đồ bên trong. Lữ Tiểu Linh không chịu. Không được, ta đã bảo là ngươi theo ta về rồi ta sẽ đưa cho. Lục Lâm Thiên nghẹn lời. Nàng! Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu đi vào phòng. Tiểu thư, các người ở đây hả? Người Quỷ Vũ Tông đến, kêu chúng ta đi qua. Trưởng lão họ Vương nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Tiểu tử, vết thương của ngươi đã lành hết chưa? Trưởng lão họ Vương cảm nhận khí thế từ người Lục Lâm Thiên, nàng đã kiểm tra vết thương của hắn, không chí mạng nhưng cũng rất nghiêm trọng, không ngờ hắn lành mau vậy. Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử không có sở trường gì khác, chỉ có thân thể không tệ, đã khiến trưởng lão chê cười. Lữ Tiểu Linh hưng phấn nói. Lục Lâm Thiên, cùng ta đi xem đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông đi, nghe nói rất náo nhiệt, có so tài tỷ võ. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Rồi, ta đi cùng tiểu thư. Dù sao Lục Lâm Thiên cũng phải tham gia đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông, coi như tiện đường. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu luôn nhìn Lục Lâm Thiên và Lữ Tiểu Linh với ánh mắt kỳ lạ. Sáng sớm tiểu thư đến phòng tiểu tử này, hai vị trưởng lão rất khó hiểu. Tiểu tử này có sức hấp dẫn lớn thật, mấy năm gần đây tiểu thư chưa từng để ai vào mắt. Đoàn người bước ra cửa phòng, đến đại điện hôm qua. Lục Lâm Thiên nhướng mày, không ngờ gặp người quen tại đây. Có mấy người đứng trong đại điện, trong đó có Đỗ Vân Sơn mà Lục Lâm Thiên gặp mặt hai lần. Bên cạnh Đỗ Vân Sơn có hai thanh niên mặc hoa phục từng gặp trong Thiên Dược Môn cùng vài cường giả Quỷ Vũ Tông khác. Đỗ Vân Sơn cung kính hành lễ với ba người. Tiểu Linh tiểu thư, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, xin mời ba vị, tông chủ đang chờ. Đỗ Vân Sơn thấy Lục Lâm Thiên đứng sau lưng ba người, nghi hoặc và kinh ngạc hỏi. Lục trưởng môn sao cũng ở đây? Lục Lâm Thiên mỉm cười chào. Chào Đỗ trưởng lão. Lục Lâm Thiên trả lời. Ta và Lữ tiểu thư vốn quen nhau, hôm trước vô tình gặp nên đi chung. Đỗ Vân Sơn kinh ngạc lặp lại. Lục trưởng môn và Tiểu Linh tiểu thư biết nhau. Đỗ Vân Sơn rất ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên đã thay đổi. Lục Lâm Thiên chợt cảm giác hai luồng khí lạnh nhìn chăm chú vào mình, là hai thanh niên mặc hoa phục. Lục Lâm Thiên đã sớm quan sát khí thế của hai người, một là vũ sư tứ trọng, một là vũ sư ngũ trọng. Hôm trước Lục Lâm Thiên nghe đối thoại của ba người Lữ Tiểu Linh, hắn suy đoán hai thanh niên mặc hoa phục này chắc là Đới Trường An, Đới Trường Vân. Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu ngạc nhiên liếc qua Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn. Ba người không biết việc này. Một thanh niên mặc hoa phục tiến lên nói. Biểu muội, hôm trước Vương trưởng lão nói biểu muội mệt mỏi, biểu muội có sao không? Đã khỏe hơn chưa? Thanh niên mặc hoa phục liếc mắt Lục Lâm Thiên đầy thị uy. Lữ Tiểu Linh trả lời. Biểu ca, ta không sao, nghỉ ngơi một ngày đã khỏe rồi. Một thanh niên mặc hoa phục khác cũng tiến lên nói. Về người hôm trước đánh lén Tiểu Linh tiểu thư thì chúng ta đã phái người lùng sục khắp thành. Khiến Tiểu Linh tiểu thư bị sợ hãi, thật ngại quá, chúng ta sẽ nhanh chóng bắt hai người kia. Trưởng lão họ Lưu nói. Vậy sao? Hai người kia là cường giả vũ xuất, e rằng các người không bắt được. Đỗ Vân Sơn tiếp lời. Lưu trưởng lão nói đúng, chỉ trách chúng ta không phòng ngừa trước, làm Tiểu Linh tiểu thư bị sợ hãi. Đỗ Vân Sơn rời đề tài. Mời các vị, Lục trưởng môn đến thì hay, ta còn tưởng Phi Linh môn bị gì chờ mãi không thấy, không biết vị tiền bối kia có cùng đi không. Lục Lâm Thiên nói. Đại trưởng lão đang trong lúc đột phá, không rảnh đi được. Xin thứ lỗi. Đỗ Vân Sơn nhíu mày. À, Đỗ Vân Sơn bình tĩnh nói.
mời tiểu linh tiểu thư, tông chủ đang chờ. Đới Trường An, đới Trường Vân vây quanh bên Lữ Tiểu Linh xung xoe. Biểu muội, hôm nay náo nhiệt lắm đấy, có rất nhiều người đến. Lục Lâm Thiên cười thầm trong bụng, lúc đến đây Lục Lâm Thiên đã tìm hiểu tất cả thế lực của Quỷ Vũ Tông. Quỷ Vũ Tông có tông chủ và phó tông chủ, nghe nói tông chủ đới Đường thực lực vũ xuất tam trọng, phó tông chủ đới Cương Tử là đệ đệ của đới Đường, cũng là vũ xuất tam trọng. Trong Quỷ Vũ Tông có nhiều cường giả vũ tướng, thế lực siêu mạnh. Đới Trường An, đới Trường Vân là nhi tử của đới Đường, đới Cương Tử. Lục Lâm Thiên không biết giữa bọn họ có quan hệ gì với Lữ Tiểu Linh. Thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông có Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn, La Sát Môn. Lục Lâm Thiên có tìm hiểu mấy thế lực này, chỉ có La Sát Môn là yếu nhất, trong bốn sơn môn khác đều có cường giả vũ tướng. Mọi người cùng đi ra khỏi đại điện, Lục Lâm Thiên thế mới phát hiện hai ngày nay hắn luôn ở trên sườn núi. Trong thành Quỷ Vũ Tông nằm trên ngọn núi to đùng nằm ngay chính giữa. Từ sườn núi nhìn xuống dưới bốn phía là dãy kiến trúc bao la vô bờ. Trên ngọn núi có kiến trúc cung điện vây quanh ngọn núi to, cung điện uốn lượn kéo dài lên trên, hùng vĩ đồ sộ như quỷ phủ thần công, rất là rung động. Mọi người đi dọc theo đường lát đá thênh thang uốn lượn lên trên. Đới Trường An, đới Trường Vân vây quanh Lữ Tiểu Linh nhưng nàng thường xuyên ngoái đầu nhìn Lục Lâm Thiên. Một lát sau mọi người lê y đỉ y hát núi. Một tòa sơn môn hùng vĩ đập vào mắt Lục Lâm Thiên. Trên sơn môn treo tấm biển vàng to lớn khắc ba chữ Quỷ Vũ Tông. Ba chữ bá khí ngút trời, sau sơn môn có con đường lớn thẳng tắp lên trên. Vách đá xung quanh không phải vách núi mà chất bằng ngọc thạch, trông xa hoa lộng lẫy. Lục Lâm Thiên thầm than. Không uổng là Quỷ Vũ Tông. Đứng trước Quỷ Vũ Tông so với trước cửa Phi Linh Môn hoàn toàn khác nhau. Đứng trước Quỷ Vũ Tông cảm giác như mình lùn đi. Đỗ Vân Sơn lên tiếng. Tiểu Linh tiểu thư. Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, xin mời đi theo ta. Đỗ Vân Sơn đưa mọi người vào trong sơn môn. Dọc đường đi Lục Lâm Thiên rất là kinh thán. Nhìn từ xa đỉnh núi trông khá nhỏ nhưng thật ra diện tích rộng lớn. Chắc là Quỷ Vũ Tông san bằng đỉnh núi rồi xây kiến trúc, một công trình khá lớn. Trong sơn môn, nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông thấy đám người Đỗ Vân Sơn, đới Trường An thì tôn kính hành lễ. Kính chào Đỗ trưởng lão, hai vị thiếu gia. Đới Trường An, đới Trường Vân đắc ý ra mặt. Lục Lâm Thiên xem xét thực lực các đệ tử Quỷ Vũ Tông. Trong trường sơn môn thì đẳng cấp phú sư, Lục Lâm Thiên chép miệng cảm thán thực lực Quỷ Vũ Tông đúng là không tầm thường. Đỗ Vân Sơn mở miệng nói. Tiểu Linh tiểu thư, Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, xin hãy đi theo bước chân của ta, đừng đi bậy. Trong sơn môn có một đại trận hộ sơn do Quỷ Vũ Tông ta bày ra, rơi vào trong đó sẽ khá rắc rối đấy. Lục Lâm Thiên kinh thán xem xét bốn phía, trong Thiên Linh Lục có miêu tả về trận pháp, có cả cách luyện chế. Trận pháp chia làm mấy loại, trong đó thường thấy nhất là nhân trận, thú trận, pháp trận. Nhân trận là nhiều người dựa theo cách huyền ảo dẫn động lực lượng thiên địa, phối hợp thuộc tính và thực lực nhóm người phát huy ra uy lực gấp mấy lần, thậm chí chục lần. Thú trận khá hiếm, cần dựa vào nhiều yêu thú phối hợp, thế lực bình thường không bày ra nổi, uy lực giống với nhân trận. Pháp trận là đồ vật trận pháp do linh giả luyện chế ra. Vũ giả thực lực cường đại có thể luyện chế pháp trận, nhưng khó khăn hơn linh giả rất nhiều. Dựa theo vị trí cố định dẫn động lực lượng thiên địa, phối hợp thuộc tính thiên địa hội tụ lại lực lượng tăng cường tự nhiên, hoặc ngưng tụ thành lực lượng tự nhiên cuồng bạo đạt đến hiệu quả uy lực cường đại. Tóm lại nhân trận, thú trận, pháp trận đều liên quan đến lực lượng thiên địa, các loại thuộc tính. Nếu muốn luyện chế trận pháp, linh giả bình thường đừng mơ. Người luyện chế ra được trận pháp rất thưa thớt, trên đại lục Linh Vũ đại sư trận pháp có địa vị cao hơn linh giả bình thường rất nhiều, nếu đại môn đại phái nào biết có đại sư trận pháp thì tranh đổ máu đầu cũng quyết lôi kéo vào môn phái cho bằng được. Một đại sư trận pháp giỏi bày ra đại trận có uy lực cực mạnh, hữu dụng hơn nhiều cường giả. Đại sư trận pháp có địa vị cao cả. Mọi người đều muốn trở thành trận pháp sư, nhưng điều này rất khó khăn, điều kiện khắc nghiệt làm người ta câm nín. Lúc này Lục Lâm Thiên đánh giá bốn phía, trận pháp của Quỷ Vũ Tông là pháp trận, khi chưa khởi động thì không lộ ra dấu vết gì. Một khi khởi động pháp trận không khí sẽ thay đổi hoàn toàn, rất kinh khủng. Kính chào Đỗ trưởng lão, chào hai vị thiếu gia. Đoàn người đi qua mấy con đường, Đỗ Vân Sơn dẫn cả đám đến quảng trường rộng rãi thoáng đạt.
Trên quảng trường có ngàn người, rất náo nhiệt. Đằng trước quảng trường có một đại điện, chỉ một tầng lầu nhưng diện tích rộng rãi, có thể chứa 200 người. Hai bên đặt 100 cái ghế, cửa rộng rãi đủ cho quan sát nguyên quảng trường. Lục Lâm Thiên đi theo mọi người đi qua quảng trường, cảm giác nhiều cặp mắt nhìn đoàn người chằm chằm. Hàng ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông, hơn phân nửa là vũ sư, xem khí thế thì có khoảng mấy chục vũ phách. Nhiều cặp mắt nhìn Lữ Tiểu Linh, hôm nay nàng mặc váy dài, không ăn mặc thiếu vải nhưng khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cao quý làm nhiều người muốn nhìn thật lâu. Đám người đến gần đại điện, bên trong truyền ra tiếng cười sang sảng. Tiểu Linh, nghe nói hôm trước gặp nguy hiểm, hôm qua ta bận công chuyện nên không đến thăm Tiểu Linh được, Tiểu Linh đừng trách di phụ. Mấy bóng người đi ra cửa đại điện. Người vừa nói chuyện khoảng 40 mấy tuổi, vóc dáng cao ngất, mắt sáng như đuốc, tóc ngắn màu đen, vô hình toát ra khí thế hùng hồn, sát khí lộ ra ngoài. Sát khí này không phải trải qua máu me giết chóc mà là khí chất đặc biệt hình thành của người ngồi bề trên lâu ngày. Lữ Tiểu Linh nói, di phụ, Tiểu Linh không sao, có hai vị trưởng lão ở bên cạnh Tiểu Linh không gặp nguy hiểm gì. Nam nhân hành lễ với trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Kính chào hai vị trưởng lão, tiếp đãi không chu đáo, xin hai vị trưởng lão đừng trách. Thái độ của nam nhân hết sức khách sáo. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu trả lễ. Đới tông chủ khách sáo rồi, chúng ta quấy rầy, làm phiền đới tông chủ. Nam nhân cười sang sảng. Có gì mà phiền, chúng ta là người nhà. Lục Lâm Thiên quan sát nam nhân, xem khí thế cường đại, đoạn đối thoại vừa rồi thì người này chính là tông chủ của Quỷ Vũ Tông, nổi tiếng như cồn trong cổ vực, đới đường. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Đây là cường giả vũ xuất, đới đường. Lúc này đới đường liếc mắt sang Lục Lâm Thiên. Vị này là... Đới đường thấy Lục Lâm Thiên đi theo sau Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu, gã khá là ngạc nhiên. Đỗ Vân Sơn giải thích nhanh. Tông chủ, vị này là Lục Lâm Thiên, môn chủ phi linh môn mà ta đã nói với người. Lục trưởng môn và Tiểu Linh tiểu thư quen biết nên đưa đi chung. Đỗ Vân Sơn nhấn mạnh câu cuối như cố ý cho đới đường nghe rõ ràng. Lục Lâm Thiên bình tĩnh tiến lên hành lễ. Tiểu tử Lục Lâm Thiên xin chào đới tông chủ. Đới đường cười nói. Giống như Đỗ trưởng lão nói, tuổi trẻ mà tài cao, không biết vị trưởng lão trong môn của Lục trưởng môn có đi cùng không? Sắc mặt đới đường thay đổi. Tiểu tử này thái độ không thấp không kiêu, ở trước mặt gã vẫn bình tĩnh ung dung, người bình thường không thể làm được. Đới đường không cách nào nhìn rõ đẳng cấp tu vi của thiếu niên này. Lục Lâm Thiên lại hành lễ. Đới tông chủ khích lệ, cảm tạ đới tông chủ cho phi linh môn ta tiếp nhận La Sát môn. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười tà, xoay người nói với Lữ Tiểu Linh. Linh Nhi, đồ năm nay ta tiến công cho đới tông chủ nằm trong túi không gian nàng giữ, mau trả cho ta đi, để ta còn đưa đồ tiến cống cho đới tông chủ. Lục Lâm Thiên thốt lời khiến Đỗ Vân Sơn, đới đường, nhiều người Quỷ Vũ Tông hóa đá. Trong đầu bọn họ suy đoán Lục Lâm Thiên và Lữ Tiểu Linh có quan hệ thân thiết đến mức này, đặt túi không gian trong tay nàng, còn gọi nàng một cách thân thiết như thế. Người Quỷ Vũ Tông biết thân phận của Lữ Tiểu Linh rất ghê gớm. Lữ Tiểu Linh chừng Lục Lâm Thiên. Ngươi! Lục Lâm Thiên đột nhiên gọi thân mật làm tim Lữ Tiểu Linh đập nhanh. Nếu bình thường thì Lữ Tiểu Linh không để bụng xưng hô, nhưng hiện tại trong lòng nàng thấp thỏm có tật giật mình, mặt ửng đỏ. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu giật mình. Xem bộ dạng của tiểu thư thì đúng là có quan hệ gì đó với Lục Lâm Thiên. Đặc biệt là trưởng lão họ Vương, nàng từng trải qua thời kỳ tiểu thư, thấy ngay tiểu thư đang xấu hổ, rõ ràng là biểu hiện của tình yêu chớm nở. Đới trưởng An, đới trưởng Vân ghen tị hâm mộ trừng Lục Lâm Thiên. Nếu không có mấy trưởng bối ở đây thì hai người đã làm thịt Lục Lâm Thiên rồi. Lục Lâm Thiên dịu dàng nói. Linh Nhi còn không chịu lấy ra. Lát nữa ta sẽ đưa lại túi không gian cho nàng giữ. Lục Lâm Thiên đầy tình cảm, khóe mắt cười gian liếc Lữ Tiểu Linh như đang nói, trước kia là nàng bảo ta có thể gọi là Linh Nhi. Mục đích của Lục Lâm Thiên rất đơn giản, hy vọng Lữ Tiểu Linh lấy ra không gian thú nang của hắn, vậy là có thể thừa dịp lấy lại không gian thú nang. Đới đường mở miệng nói. Phi Linh môn tiến cống khoảng 700 vạn kim tệ đúng không? Coi như tặng quà cho Linh Nhi, tuy hơi ít chút. Di phụ sẽ tặng thêm một phần quà lớn cho Linh Nhi. Ánh mắt đới đường thay đổi, chợt lóe sáng rồi trở về bình thường.
Lữ Tiểu Linh lấy lại tinh thần. Ngại quá, Tiểu Linh không dám nhận, xin đa tạ di phụ. Lữ Tiểu Linh hung tợn liếc xéo Lục Lâm Thiên, ánh mắt đắc ý như đang nói, sau này không gian thú nang của ngươi thuộc về ta. Lục Lâm Thiên đứt dây thần kinh, dùng cả chiêu này vẫn không lấy không gian thú nang về được. Lục Lâm Thiên nghĩ lại thầm buồn cười, nói một câu đỡ tốn 700 vạn kim tệ, lời to. Đới Đường khom người. Mời các vị vào trong. Đới Đường dẫn đám người Lữ Tiểu Linh đi vào đại điện. Lục Lâm Thiên quan sát đại điện, trong tầm mắt có nhiều người đã ngồi hai bên đại điện, khí thế thu dấu nhưng có áp khí vô hình bao phủ xung quanh. Lục Lâm Thiên liếc sơ thấy nhiều tu vi vũ tướng, tu vi vũ phách lại càng nhiều hơn. Cường giả, đối với hắn tuyệt đối là cường giả. Lục Lâm Thiên thầm cảm thán, quan sát, nhìn cách ăn mặc thì trong đại điện trừ người Quỷ Vũ Tông ra còn có người Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn. Trưởng môn và trưởng lão mỗi phái mang theo mấy đệ tử trẻ tuổi. Đoàn người đi vào đại điện, các cặp mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Người các môn phái Thiên Sơn Môn tò mò ai khiến Quỷ Vũ Tông chủ tự mình nghênh đón. Đới Đường đưa đám người Lữ Tiểu Linh lên ghế chính. Mời. Đỗ Vân Sơn chỉ vào hàng ghế 10 chỗ ngồi dưới đại điện, nói với Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, ta đã chuẩn bị chỗ ngồi phi linh môn. Lục Lâm Thiên bình tĩnh nói. Đa tạ Đỗ trưởng lão. Ghế phi linh môn gần cửa đại điện, cách hàng chính xa nhất. Các sơn môn Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn ngồi trên phi linh môn. Lục Lâm Thiên không để bụng, hắn định ngồi xuống ghế của mình. Lữ Tiểu Linh lên tiếng. Lục Lâm Thiên, ngươi ngồi cạnh ta đi. Đới Đường biến sắc mặt, hùa theo. Phải rồi, ta quên mất, đó là chỗ ngồi cũ của La Sát Môn, không thể để Lục Lâm Thiên tiểu huynh đệ ngồi chỗ đó được. Nhiều người trong đại điện nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Đám người có mặt tại đây toàn là các sơn môn, Quỷ Vũ Tông, có nghe nói chuyện phi linh môn tiêu diệt La Sát Môn, biết trưởng môn phi linh môn là một thiếu niên. Bọn họ tò mò nhìn Lục Lâm Thiên. Người một sơn môn nhìn Lục Lâm Thiên rồi xì sầm bàn tán, có vài người biểu tình âm trầm. Lục Lâm Thiên nhìn thấy hết, không lấy làm lạ. Lục Lâm Thiên xem ký ức linh sư tứ trọng tụ bảo môn biết mặt mấy người sắc mặt âm trầm kia, là người của Cửu Hoa Môn. Đứng đầu là nam nhân trung niên khuôn mặt thô dã âm trầm, hiện là môn chủ Cửu Hoa Môn, Mạc Thiên Vấn, tu vi vũ tướng ngũ trọng. Sau lưng Mạc Thiên Vấn là mấy trưởng lão Cửu Hoa Môn, đẳng cấp vũ phách. Có một người khí thế ngang ngửa Mạc Thiên Vấn, là cường giả vũ tướng. Lục Lâm Thiên không biết người Cửu Hoa Môn xì sầm cái gì nhưng nhìn sắc mặt của bọn họ, hắn đoán được chút ít. Lục Lâm Thiên cười thầm trong bụng, chắc Cửu Hoa Môn đã biết chuyện ở Trấn Hoa Môn. Đây mới chỉ là bắt đầu, Lục Lâm Thiên sẽ xử lý Cửu Hoa Môn từ từ. Bên trên đại điện, một nam nhân trung niên khuôn mặt giống Đới Đường ba phần, mặc áo đen tiến lên nói. Xin chào Tiểu Linh tiểu thư, chào hai vị trưởng lão. Sắc mặt Lục Lâm Thiên xa sầm thầm nghĩ. Lại là vũ xuất. Khí thế của người này không yếu hơn Đới Đường, chắc là cường giả vũ xuất của Quỷ Vũ Tông, Đới Cương Tử, đệ đệ của Đới Đường. Nghe nói hai người là huynh đệ cùng phụ khác mẫu. Đới Cương Tử hiện làm phó tông chủ của Quỷ Vũ Tông. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu đáp lễ. Phó tông chủ khách sáo, đã quấy rầy. Đới Cương Tử mỉm cười nói. Không có gì. Nụ cười của Đới Cương Tử mất tự nhiên. Lục Lâm Thiên rất kinh ngạc nhìn biểu tình của hai huynh đệ. Hay Quỷ Vũ Tông nội loạn, chính và phó tông chủ, cùng phụ khác mẫu, trong tình huống như thế nội loạn là chuyện bình thường. Lục Lâm Thiên theo Lữ Tiểu Linh ngồi ghế trên đại điện, đi chung với nàng khiến hắn nở mặt nở mày. Lục Lâm Thiên thấy người sơn môn khác nhìn hắn ngồi ghế trên thì biến sắc mặt, dường như khinh thường. Mọi người ngồi vào chỗ, trước mặt bầy hoa quả thức ăn vặt được các đệ tử Quỷ Vũ Tông bưng lên từ trước. Chủng loại nhiều, có mấy thứ Lục Lâm Thiên chưa từng thấy. Đới Đường mắt sáng như đuốc nhìn gần 200 người trong đại điện, lên tiếng. Các vị, hôm nay là đại hội tông môn một năm một lần của Quỷ Vũ Tông ta, các vị đều là người nhà, cảm tạ các vị luôn ủng hộ Quỷ Vũ Tông. Hôm nay chuẩn bị ít rượu nhạt, mọi người nhớ uống no say. Người các sơn môn lên tiếng. Đới Tông chủ khách sáo, chúng ta dựa vào Quỷ Vũ Tông mới có ngày nay. Sau này còn cần tiếp tục dựa vào Quỷ Vũ Tông. Đới Đường khách sáo vài câu rồi ra hiệu mọi người uống rượu thoải mái. Được rồi, mọi người cạn ly đi. Ăn uống linh đình,
thỉnh thoảng có đệ tử Quỷ Vũ Tông bưng đồ ăn ngon lên. Lục Lâm Thiên không khách sáo ăn uống thoải mái. Đới đường luôn khách sáo tán gẫu với trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Bên dưới đại điện thì thầm nhỏ to. Đới trường Vân, đới trường An cố ý ngồi sát bên cạnh Lữ Tiểu Linh. Lục Lâm Thiên phớt lờ những chuyện này, hắn chỉ lo cắm đầu ăn no bụng. Một lát sau Lữ Tiểu Linh không chịu nổi nặng nề, ăn uống khách sáo kiểu này không có chút sức hấp dẫn nàng. Lữ Tiểu Linh nói, chán chết, biểu ca đã nói là có so tài tỷ võ gì đó mà sao chưa thấy. Đới trường An vội nói, biểu muội, lát nữa bắt đầu ngay. Đới trường Vân nói chêm vào, Tiểu Linh tiểu thư, chút nữa sẽ rất náo nhiệt, ta cũng sẽ lên đài. Một lát sau, đới đường lên tiếng. Các vị, như mọi khi, hôm nay là ngày từ phục quan Quỷ Vũ Tông, có hoạt động khác, giờ chuẩn bị bắt đầu. Thanh âm xen lẫn chân khí rõ ràng chui vào tai mọi người. Đới đường dứt lời, các đệ tử trẻ trong đại điện phấn khởi, nhỏ giọng bàn tán, biểu tình hăm hở. Đới đường giơ tay ngăn tiếng ồn, quét nhìn mọi người, tiếp tục bảo. Lần này vẫn như mọi khi, các đại sơn môn mang đến nhiều đệ tử trẻ. Nhiều hơn mọi lần một chút, tu vi cũng rất khá, thật khiến người vui mừng. Quỷ Vũ Tông ta có nhiều người trẻ tuổi thế này về sau thực lực sẽ càng mạnh hơn. Hôm nay vẫn như cũ, các đệ tử trẻ tuổi so tài, hạng nhất được một viên đan dược tứ phẩm sơ giai, một quyển vũ khí hoàng cấp sơ giai, một binh khí do linh giả linh tướng luyện chế. Thật hậu hĩnh, không biết sẽ rơi vào tay ai. Đan dược tứ phẩm có giá trị 10 vạn kim tệ. Vũ khí hoàng cấp sơ giai mới quý. Đó là thứ có kim tệ cũng không mua được. Trong đại điện sôi trào, phần thưởng rất phong phú. Đệ tử trẻ tuổi toàn là vũ sư, đan dược tứ phẩm, vũ khí hoàng cấp sơ giai, binh khí do linh giả linh tướng luyện chế, mỗi món đều có giá trị lớn. Yên lặng. Đới đường tiếp tục bảo. Hạng 2 được một viên đan dược tứ phẩm sơ giai, một quyển vũ khí hoàng cấp sơ giai. Hạng 3 chỉ được một viên đan dược tứ phẩm sơ giai. Quy tắc không thay đổi. Sống chết có số, chứ mang yêu thú cùng chiến đấu ra không hạn chế gì khác. Đới đường dứt lời, đệ tử các sơn môn đã sôi trào sĩ khí, lạnh lùng nhìn nhau, hăng hái hăm hở. Phần thưởng có sức hấp dẫn rất lớn. Lục Lâm Thiên kinh ngạc thầm nghĩ. Phong phú thật, thì ra trong đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông còn có trò này. Giá trị đan dược tứ phẩm sơ giai trên 10 vạn kim tệ, vũ khí hoàng cấp sơ giai càng quý hơn, giá trị khoảng 100 vạn kim tệ. Nhưng dù có 100 vạn kim tệ chưa chắc mua được, vũ khí đến hoàng cấp là báu vật chấn tộc của một số gia tộc nhỏ. Binh khí do linh giả linh tướng luyện chế có giá trị khá lớn, dù không bằng vũ khí hoàng cấp sơ giai nhưng cũng đáng giá mấy chục gần 100 vạn kim tệ. Ba món cộng lại đứng hạng nhất được hơn 200 vạn kim tệ, sức hấp dẫn rất lớn đối với tu vi vũ sư. Đới đường nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi ý kiến. Lục Lâm Thiên tiểu huynh đệ, phi linh môn chỉ có một mình ngươi. Tính theo tuổi thì tuy ngươi là trưởng môn nhưng cũng xem như người trẻ tuổi. Ngươi định tự mình ra trận sao? Lục Lâm Thiên sửng sốt. Ta! Lục Lâm Thiên nuốt miếng thịt xuống, lau khóe môi. Đới tông chủ, ta không tham gia được không? Đới đường kinh ngạc nói. Không tham gia. Đới đường cười cười. Điều này không được quy định, nếu tiểu huynh đệ không muốn tham gia cũng không sao. Vậy ta! Lục Lâm Thiên không có hứng thú với chuyện này, vết thương mới lành 8, 9 phần, chưa khỏi hẳn, cộng với trong trường hợp này tốt nhất giấu tài, đừng háo thắng. Lục Lâm Thiên chưa kịp nói thì Lữ Tiểu Linh chen ngang. Sư phụ, Lữ Tiểu Linh cười gian liếc xéo Lục Lâm Thiên, cầm không gian thú nang của hắn nói. Ta đặc biệt thêm phần thưởng vào cuộc so tài, giá trị 700-800 vạn kim tệ. Ai đứng nhất ta sẽ thưởng cho người đó. Đới đường ngạc nhiên nói. Đương nhiên là được, Linh Nhi có nhã hứng thì không thành vấn đề. Đới đường nhìn đám người trong đại điện, cười nói. Tiểu Linh tiểu thư nói ai đứng nhất hôm nay sẽ được một báu vật có giá trị 800 vạn kim tệ. Trời, 800 vạn kim tệ, liều luôn. Hôm nay liều mạng. Đám người dưới đại điện kinh ngạc qua đi lại hưng phấn lên. Mấy trưởng lão, trưởng môn sơn môn cũng không ngồi yên. 800 vạn kim tệ là số tài sản kếch xù đối với bọn họ. Đới trường Vân nói với Lữ Tiểu Linh. Tiểu Linh tiểu thư, ta nhất định sẽ lấy được hạng nhất. Đới đường hỏi lại Lục Lâm Thiên. Tiểu huynh đệ mới nói gì? Vừa rồi Lữ Tiểu Linh ngắt lời Lục Lâm Thiên nên đới đường không nghe rõ ràng.
Lục Lâm Thiên cười nói. Đương nhiên ta sẽ tham gia. Tất cả sơn môn đều góp vui, phi linh môn không thể tụt hậu. Lục Lâm Thiên bực tức lườm Lữ Tiểu Linh, nữ nhân này lấy không gian thú nang của hắn làm phần thưởng. Tiểu Long, thiên sĩ tuyết sư đèo nằm trong không gian thú nang, Lục Lâm Thiên phải giành được hạng nhất, nếu không gian thú nang rơi vào tay người khác, bị cưỡng ép mở ra thì rắc rối. Đới Đường cười nói. Vậy thì tốt, ta cũng muốn được xem thực lực của tiểu huynh đệ. Lữ Tiểu Linh cười danh mãnh. Lục Lâm Thiên, người phải thắng đó. Lữ Tiểu Linh hơ không gian thú nang như đang nói, Lục Lâm Thiên, nếu ngươi không liều mạng thì túi không gian của ngươi sẽ thuộc về người khác. Lục Lâm Thiên bực dọc chừng Lữ Tiểu Linh, nữ nhân này thật nghịch ngợm, xem bộ dáng cố ý đẩy hắn lên sân liều mạng, không biết nàng định làm gì. Nghe nói Lục Lâm Thiên cũng lên sân, Đới Trường An, Đới Trường Vân hừ mạnh. Hừ, hai người hung tợn lườm Lục Lâm Thiên. Đới Đường cười sang sảng. Nếu vậy mọi người cùng ra quảng trường đi, ta thật muốn xem năm nay các môn các phái có bao nhiêu anh hùng thiếu niên. Đới Đường đứng dậy nói với trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Hai vị trưởng lão cũng đi theo giúp vui. Thịnh huống một năm một lần của Quỷ Vũ Tông đương nhiên chúng ta muốn chiêm ngưỡng. Hai trưởng lão vốn không hứng thú gì nhưng nghe nói Lục Lâm Thiên đồng ý tham gia thì nổi hứng. Trưởng lão họ Vương. Trưởng lão họ Lưu biết tiểu thư lấy túi không gian kia ra làm phần thưởng không phải túi không gian của nàng mà nó thuộc về Lục Lâm Thiên. Hai trưởng lão muốn nhìn xem thực lực của Lục Lâm Thiên thế nào. Đoàn người đi ra quảng trường, Lục Lâm Thiên vẫn sóng vai đi bên Lữ Tiểu Linh, chợt cảm giác có luồng khí lạnh tập trung vào người mình, hắn nhướng mí mắt nhìn. Ra là người Cửu Hoa Môn. Lục Lâm Thiên thầm than ngắn thở dài. Thật sự có rắc rối đây. Cửu Hoa Môn, Đới Trường An. Đới Trường Vân có nhiều địch ý với Lục Lâm Thiên. Người Cửu Hoa Môn hằn học vì vụ tụ bảo môn, Đới Trường An và Đới Trường Vân thì do Lữ Tiểu Linh hồng nhan họa thủy mà ra. Trên quảng trường bên ngoài đại điện, vị trí chính giữa về phía sau một chút đã bày ra mấy cái ghế, khoảng mười mấy cái ghế. Đới Đường, Đới Cương Tử, Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu, mấy trưởng lão Quỷ Vũ Tông ngồi. Trưởng môn Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn ngồi một bên, trưởng lão thì chỉ đứng, không có chỗ ngồi. Quanh quảng trường đứng hàng ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông, ai nấy cực kỳ hưng phấn, bình thường không có náo nhiệt thế này để xem. Đỗ Vân Sơn nói với Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, mời lên sân. Trước kia La Sát Môn mỗi năm không được thành tích gì, hy vọng năm nay Phi Linh Môn sẽ có được thành tích không tệ. Đỗ Vân Sơn dẫn Lục Lâm Thiên đến giữa quảng trường. Lục Lâm Thiên nhướng mày hỏi. Đỗ trưởng lão, quy tắc cụ thể của cuộc so tài là gì? Không ai cho Lục Lâm Thiên biết quy định so tài đại hội tông môn, đám người Chu Ngọc Hậu chưa đi Quỷ Vũ Tông bao giờ nên không biết. Đỗ Vân Sơn hướng dẫn. Mặc kệ sinh tử, trừ mang yêu thú ra sân còn lại không bị hạn chế điều gì. Quy tắc thì Lục trưởng môn mới tham gia nên không biết. Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn và Phi Linh Môn theo quy định đều có thể phái 5 đệ tử thế hệ trẻ ra. Quỷ Vũ Tông phái 10 đệ tử thế hệ trẻ, so tài vòng thứ nhất cuối cùng 10 người ở lại. Đợt so tài thứ hai 10 người rút thăm so đấu, cuối cùng còn lại 5 người. 5 người cuối cùng sẽ do Quỷ Vũ Tông bày một trận pháp cỡ nhỏ, người nào xông ra trước tiên là xếp 3 hàng đầu. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Còn phải xông trận. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đa tạ Đỗ trưởng lão giảng giải. Đỗ Vân Sơn đứng trước ghế Đới Đường, cao giọng quát. Các thanh niên của các môn các phái tham gia so tài tập trung lại đây. Những người trẻ tuổi trong các môn KCP hái nhanh chóng bước lên, xoa tay chuẩn bị chỗ tài. Lục Lâm Thiên quét mắt qua, mỗi môn phái đều có 5 đệ tử thế hệ trẻ tiến lên. Hàng ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông hò hét, có 8 thanh niên bước ra. Thanh niên dự thi toàn có thiên phú cao trong số người trẻ tuổi, đẳng cấp tu vi thấp nhất là vũ sư nhất trọng, thực lực mạnh nhất xem khí thế thì cỡ vũ sư lục trọng. Trong 8 người Quỷ Vũ Tông tham gia có một thanh niên là vũ sư lục trọng. Đới Trường An đứng cạnh Lữ Tiểu Linh, gã hứa hẹn. Biểu muội, ta cũng đi lên, ta nhất định sẽ giành được hạng nhất. Đới Trường An đầy upsilon liếc Đới Trường Vân đứng một bên. Đới Trường Vân thề thốt. Tiểu Linh tiểu thư, ta cũng sẽ lấy hạng nhất về. Đới Trường Vân liếc xéo Đới Trường An. Hai thanh niên mặc hoa phục đi lên giữa quảng trường,
lướt qua người Lục Lâm Thiên thì hính mũi hừ mạnh. Lục Lâm Thiên quét mắt qua, có 31 người trong sân. 8 người Quỷ Vũ Tông đi lên, cộng thêm Đới Trường An, Đới Trường Vân là 10 người. Sơn môn khác như Cửu Hoa môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn đều là có 5 đệ tử. Lục Lâm Thiên nhận ra người trong Cửu Hoa môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn, mới rồi bọn họ trò chuyện trong đại điện thì hắn đã chú ý xem xét các môn phái. Người Cửu Hoa môn lạnh lùng nhằm vào Lục Lâm Thiên, 3 môn phái khác không mấy chú ý đến hắn. Nhìn thực lực tổng thể thì người Quỷ Vũ Tông mạnh hơn, tu vi toàn là Vũ Sư Tứ Trọng, Ngũ Trọng. Đới Trường An, Đới Trường Vân là Vũ Sư Lục Trọng. 4 sơn môn khác tu vi từ Vũ Sư Nhất Trọng đến Tứ Trọng, thiên phú như thế không tệ trong thế hệ trẻ nhưng so với người Quỷ Vũ Tông thì yếu hơn nhiều. Đỗ Vân Sơn quét mắt mọi người một cái. Mọi người nghe kỹ đây, các người vào sân bất luận sinh tử, trừ mang yêu thú ra sân còn lại không bị hạn chế gì. Hiện tại hối hận còn kịp, có thể rút lui. Đã ra sân là sống chết do số, nếu nhận thua thì tự ra quảng trường, không thì sống chết đừng trách ai, đã hiểu chưa? Đám người đồng thanh kêu lên. Rõ. Cả đám hăm hở xoa tay, không ai muốn rút lui. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống. Người trong cổ vực ác thật, chỉ là so tài mà đã bất luận sinh tử, cầm mạng ra liều. Qua vòng thứ nhất e rằng trong 30 người sẽ có khá nhiều thành xác chết không hồn. Trong cổ vực khắp nơi là giết chóc, mọi người thói quen những điều này. Chỉ có cường giả mới sinh tồn được, nơi đây dựa vào thực lực, giết chóc mà sống. Lục Lâm Thiên đánh giá đẳng cấp của mọi người, hắn ước chừng thực lực của mình là Vũ Sư Tứ Trọng nhưng dư sức sống sót tới cuối. Chỉ sợ có người chuyên môn nhằm vào hắn, đặc biệt là người Cửu Hoa môn, tập thể vây công thì sẽ rất rắc rối cho hắn. Lục Lâm Thiên không thể lộ ra thân phận linh giả, vũ giả ngũ hệ quá sớm. Nhưng Lục Lâm Thiên phải thắng trận chiến, không gian thú nang nằm trong tay Lữ Tiểu Linh, hắn phải thắng phần thưởng đó. Đầu óc Lục Lâm Thiên suy nghĩ nhiều đường. Đỗ Vân Sơn lên tiếng. Lấy quảng trường làm giới hạn, vòng thứ nhất hỗn chiến. Khi nào còn 10 người đứng thì tự động kết thúc, chúc các vị may mắn. Bây giờ bắt đầu. Đỗ Vân Sơn nói xong biến mất khỏi quảng trường. Vù vù vù. Sát ý dâng trào, chân khí vận chuyển nhanh. Trong khi Lục Lâm Thiên suy tư thì các bóng người chuyển động trên quảng trường, tiếng ồn ào trộn rộn. Đã có lực lượng va chạm, chân khí cường đại tiếp xúc, một chuỗi tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C. Cụ ọc so tài bắt đầu ngay, không có thời gian làm nóng người, chính thức tiến vào trạng thái sống mái với nhau, đại chiến sinh tử. Mọi người trong quảng trường biết rõ cuộc chiến này không chết không ngừng. Cùng lúc đó một bóng người lao ra, bóng người áo trắng vọt tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Chết đi. Tiếng xé gió xuyên thấu không gian, hoa lửa tung tóe, một luồng kiếm quang chém thẳng vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhanh chóng thụt lùi, thuộc tính phong phối hợp với thuộc tính thổ tăng vào tốc độ, người ngoài không nhìn ra được. Đệ tử của Cửu Hoa môn. Thanh niên mặc áo ngắn màu xanh là đệ tử Cửu Hoa môn, Vũ Sư Tam Trọng. Nhát kiếm chém tới, chân khí có thuộc tính hỏa nóng cháy hùng hồn, kiếm quang với kình khí nóng rực cắt vỡ dòng không khí liên miên không dứt. Kiếm quang vạch đường cong giữa không trung chém xuống đầu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Nếu các người đã muốn thăm dò ta vậy ta sẽ cho ngươi nhìn đã mắt. Đám người trên quảng trường tràn ngập sát ý, tính cách khát máu giấu trong lòng Lục Lâm Thiên bị ký. Trước khi có đủ thực lực đối kháng với địch thủ thì phải nhẫn nhịn, khi đã có đủ sức mạnh thì không cần kiềm nén nữa. Lục Lâm Thiên ra sân, Quỷ Vũ Tông, Cửu Hoa Môn đều muốn biết thực lực của hắn như thế nào. Lục Lâm Thiên thừa dịp này giết một người dân trăm người. Trong cổ vực càng nhẫn nhịn càng bị ăn hiếp, chỉ có giết chóc, tuyệt đối giết chóc mới khiến người run sợ. Lục Lâm Thiên lùi nhanh rồi lại vọt lên. Vũ Sư Tam Trọng, muốn chết. Với Vũ Sư Tam Trọng thì Lục Lâm Thiên dùng sức mạnh bình thường đã đủ để đối phó. Thoáng chốc kiếm quang chém xuống trước mặt Lục Lâm Thiên, gần như xẹt qua sát người hắn. Kiếm quang chém mạnh xuống mặt đất ngay trước người Lục Lâm Thiên. Hoa lửa bắn tung. Mặt đất bị chém rách một vệt dài. Trên quảng trường, có hơn một nửa người Quỷ Vũ Tông, cả sơn môn nhìn kỹ Lục Lâm Thiên. Thân phận của Lục Lâm Thiên không tầm thường, một phi linh môn mới nổi, không ai hiểu biết. Bọn họ muốn nhìn trưởng môn phi linh môn biểu hiện qua đó tìm hiểu nhiều hơn về phi linh môn. Lữ Tiểu Linh cười tủm tỉm nhìn Lục Lâm Thiên, vẻ mặt khó hiểu lẩm bẩm.
Kẻ lừa đảo rõ ràng là linh giả, sao bây giờ là vũ giả? Lúc thì vũ giả có khi là linh giả, sao kỳ vậy? Ngay khi nhát kiếm của thanh niên đệ tử Cửu Hoa Môn Vũ Sư Tam Trọng chém xuống mặt đất trước người Lục Lâm Thiên thì hắn khom lưng, nhanh chóng đánh ra thủ ấn. Khai Sơn Trưởng. Trưởng ấn màu vàng đất nhanh chóng ngưng tụ, Lục Lâm Thiên như mũi tên rời dây cung vọt hướng Vũ Sư Tam Trọng Cửu Hoa Môn. Bùm. Trưởng ấn giáng xuống, vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C. Không có gì bất ngờ, tốc độ và khả năng phản ứng của Lục Lâm Thiên phối hợp kín không kẽ hở. Đây là trải qua cả đợt rèn luyện trong sơn mạch Vũ Đô. Lục Lâm Thiên đối diện bầy thiểm điện hắc báo nổi tiếng về tốc độ, hắn một chọi 15 con chứ nói gì một vũ sư tam trọng. Tiếng nổ vang điếc tai, trưởng ấn vỗ vào người vũ sư tam trọng. Trước trưởng ấn có kình khí vô hình bắn ra đâm vào ngực vũ sư tam trọng. Thanh niên mặc áo ngắn màu xanh biến sắc mặt, vào lúc này gã không kịp nghĩ nhiều, hét chói tai. Chân khí thuộc tính hỏa cường đại bộc phát từ người vũ sư tam trọng. Hình thành cương khí màu đỏ trước mặt gã. Nhưng đã muộn, tuy Khai Sơn Trưởng chỉ là vũ kỹ tinh cấp nhưng Lục Lâm Thiên dựa vào tu vi mạnh hơn thanh niên mặc áo ngắn màu xanh. Huống chi thực lực của Lục Lâm Thiên không đơn giản tính bằng đẳng cấp. Với thực lực hiện tại của Lục Lâm Thiên tuy không lọt vào mắt cường giả thật sự nhưng trong đẳng cấp vũ sư đã là rất mạnh. Lục Lâm Thiên tùy tay vỗ Khai Sơn Trưởng vũ kỹ tinh cấp, Khai Sơn Trưởng là bộ vũ kỹ đầu tiên hắn luyện tập. Quen thuộc đến nhàm, uy lực lớn lao. Cho nên thanh niên mặc áo ngắn màu xanh bối rối dựng hộ thân cương khí, hai lực lượng vừa đỡ Upsilon.NG chạm thì hộ thân cương khí nhanh chóng tan vỡ ngay. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, kinh khí cuồng bạo đập mạnh vào ngực thanh niên mặc áo ngắn màu xanh. Phập xoẹt. Tất cả diễn ra trong vòng 2 giây. Thanh niên mặc áo ngắn màu xanh Cửu Hoa Môn phun búng máu, cơ thể như diều đứt dây té cái bịch ra xa hơn chục thước. Máu phun ra lẫn nội tạng vụn, tắt thở. Lục Lâm Thiên dốc hết sức vỗ trưởng đoạt mạng. Đám người ngây ngẩn. Vũ sư tứ trọng sao? Nhìn khí thế từ người Lục Lâm Thiên thì bọn họ đoán được ngay tu vi của hắn. Đám cường giả ngồi trên cao, đới đường, đới cương tử, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu không nhìn đẳng cấp tu vi của Lục Lâm Thiên mà là thực lực tổng thể. Tốc độ rất nhanh, năng lực phản ứng phối hợp tốc độ hoàn mỹ, tiểu tử này không phải người bình thường. Bọn họ nhướng mày, rất là bất ngờ. Có người kinh ngạc cũng có người tức giận. Trưởng môn Cửu Hoa Môn, Mạc Thiên Vấn và đám trưởng lão biểu tình cực kỳ khó xem. Đệ tử trong sơn môn không đỡ nổi một chiêu của Lục Thiểu Du. Các tia khí lạnh của đám người Cửu Hoa Môn rơi vào người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không rảnh cảm giác khí lạnh từ đám người Cửu Hoa Môn, sau khi hắn giết Vũ Sư Tam Trọng thì bốn đệ tử Cửu Hoa Môn khác bao vây hắn. Hai Vũ Sư Nhị Trọng. Một vũ sư tam trọng, một vũ sư tứ trọng. Bốn người bao vây Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập sát ý. Đám người hỗn chiến xung quanh trông thấy cảnh này, có người lưỡng bại câu thương thì bọn họ được lợi nên không quấy rầy, quay đi kiếm đối thủ khác. Chiến ý trong Lục Lâm Thiên đang đốt cháy. Xem bộ dáng thì đã thương lượng từ trước phải không? Định vây công ta sao? Cùng chết hết đi. Lục Lâm Thiên đã quyết định giết một người dân trăm người, hắn không cần che giấu gì nữa. Lục Lâm Thiên vừa nói xong chợt lao lên. Bốn đệ tử Cửu Hoa Môn di chuyển nhanh. Cùng hành động. Trong quảng trường không có quy tắc gì, vây công không tính trái quy định. Xoẹt. Vũ sư tứ trọng Cửu Hoa Môn công kích trước, chân khí thuộc tính thủy đột nhiên bộc phát. Vũ sư tứ trọng hóa thành cái bóng mơ hồ vọt nhanh tới trước Lục Lâm Thiên, tốc độ mau đến cực độ. Phải công nhận trong thế hệ trẻ thì thực lực của người này không tệ. Chỉ tính tốc độ thế này tu vi cùng đẳng cấp hiếm ai sánh bằng. Vốn cách nhau không xa, chỉ khoảng mấy chục thước là đến nơi. Vũ sư tứ trọng lao vào Lục Lâm Thiên, cột nước màu lam bắn về phía hắn. Cột nước kích động dòng không khí gợn sóng tựa như mũi tên rời cung xuyên thấu dòng không khí thẳng hướng Lục Lâm Thiên. Chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên tuôn ra, ánh sáng vàng lóe dưới chân hắn. Lục Lâm Thiên nhanh như tia chớp thụt lùi mấy bước, thủ ấn nhanh chóng biến đổi. Lại chém ra một Khai Sơn Trưởng. Kinh lực cuồng bạo chấn vỡ dòng không khí, tiếng xé gió sắc bén vang lên không dứt. Bùm! Hai lực lượng đỡ Upsilon.NG vào nhau đè ép không gian nổ đi đùng, kinh khí khuếch tán lan tràn. Vù vù vù! Vũ sư tam trọng Cửu Hoa Môn ập tới từ sau lưng Lục Lâm Thiên. Luồng kiếm quang kèm theo kinh khí nhanh như tia chớp rạch một vệt trong không khí đâm mạnh vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười khẩy nói.
hỏa ảnh chỉ. Tay thủ ấn, năm ngón tay phải co duỗi bắn ra năm kình khí nóng cháy, Lục Lâm Thiên lần nữa dốc hết sức ra. Vù vù vù. Năm hỏa ảnh chỉ xuyên thấu dòng không khí, một hỏa ảnh chỉ chạm vào kiếm quang của Vũ Sư Tam Trọng giấy lên hỏa hoa, kiếm quang bị đánh bật. Bốn hỏa ảnh chỉ chứa lực lượng cuồng bạo bắn vào người Vũ Sư Tam Trọng. Xèo xèo. Bốn lỗ máu hiện ra, Vũ Sư Tam Trọng chưa kịp phản ứng lại đã té ngã dưới đất, không kịp dựng lên hộ thân cương khí. Lục Lâm Thiên không ngừng lại bởi vì còn hai Vũ Sư Nhị Trọng đang ngưng tụ quyền ấn, trưởng ấn oanh kích sau lưng hắn. Lục Lâm Thiên cảm nhận kinh khí cường đại ập đến từ sau lưng, Lục Lâm Thiên khom người, chân khí bộc phát dưới chân, hắn nhảy vọt lên. Lục Lâm Thiên lộn mèo giữa hư không, chân khí tụ tập quanh thân, xoay người đáp xuống. Lục Lâm Thiên như chim ó vồ mồi, mười ngón búng nhanh, mười chỉ ấn nóng cháy xuyên thấu dòng không khí kèm theo kình phong nhanh như tia chớp giáng xuống. Hai Vũ Sư Nhị Trọng tung đòn công kích bị hụt, quyền và trưởng đánh trúng vị trí Lục Lâm Thiên vừa đứng. Mặt đất rung rinh, hai tiếng nổ vang lên. Bùm bùm bùm. Kình khí tứ tán, đá vụn bay đầy. Hai Vũ Sư Nhị Trọng định thụt lùi thì kình khí nóng cháy cuồng bạo đổ ập xuống đầu hai người. Vù vù vù. Trong chớp mắt lửa tứ tán, nhiệt độ tăng cao. Mười hỏa ảnh chỉ nhanh như tia chớp bắn ra xuyên qua dòng không khí đè xuống người hai Vũ Sư Nhị Trọng. Vù vù vù. Tiếng xé gió ầm ĩ, thân thể hai người có thêm mấy lỗ máu. Đám người đối đường, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu ngồi trên ghế đều biến sắc mặt, bọn họ không ngờ Lục Lâm Thiên là vũ giả song hệ. Thổ, hỏa, vũ giả song hệ. Lục Lâm Thiên di chuyển nhanh, chân khí tụ tập quanh thân, mắt nhìn chằm chằm Vũ Sư Tứ Trọng Cửu Hoa Môn cuối cùng. Ngươi cũng đi chết đi. Chân khí tuôn ra từ cơ thể Lục Lâm Thiên, lần này hắn chủ động công kích. Lục Lâm Thiên lao xuống dưới, chân khí bộc phát. Khí thế áp lực sinh ra bao trùm không gian. Áp lực đó làm Vũ Sư Tứ Trọng biến sắc mặt, chính mắt thấy bốn đồng môn không chống trả cái nào đã bị giết làm lòng gã run sợ. Vũ Sư Tứ Trọng ngây người giây sau lấy lại tinh thần, chân khí thuộc tính thủy bộc phát, thủ ấn liên tục thay đổi. Màn nước khổng lồ trăm thước bao phủ quanh thân Vũ Sư Tứ Trọng, màn nước cuồng bạo tụ lại hóa thành vòng xoáy to ầm ầm ập hướng Lục Lâm Thiên. Lực lượng cuồng bạo khuếch tán đè ép dòng không khí vặn vẹo. Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lúc này Vũ Sư Tứ Trọng dốc hết sức đánh trả. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Đệ tử Cửu Hoa Môn, thực lực đến thế là cùng. Vũ Sư Tứ Trọng, cùng đẳng cấp tu vi không đáng Lục Lâm Thiên xem trọng. Lục Lâm Thiên định giết người Cửu Hoa Môn thì hắn sẽ giết sạch tránh cho để lại tai họa ngầm. Chân khí dâng trào tuôn ra từ người Lục Lâm Thiên. Khí thế đè lên Vũ Sư Tứ Trọng, dù chỉ dùng thực lực bình thường. Lục Lâm Thiên dựa vào độ rộng đan điền khí hải, kinh mạch dẻo dai cũng đã mạnh hơn cùng đẳng cấp tu vi rất nhiều. Thoáng chốc chân khí trong cơ thể Lục Lâm Thiên tăng vọt, vạt áo xanh không gió tự bay, chân khí không ngừng khuếch tán, tốc độ siêu nhanh. Chớp mắt khí nóng khuếch tán quanh thân Lục Lâm Thiên, quyền ấn tràn ngập lửa nóng oanh kích. Lục Lâm Thiên quát to. Nộ diễm quyền. Chân khí bùng nổ, quyền ấn to oanh kích. Lực lượng cuồng bạo đốt cháy dòng không khí đợi Upsilon.NG mạnh vào vòng xoáy to đã đến trước mặt. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang điếc tai từ vị trí hai lực lượng cuồng bạo đợi Upsilon.NG chạm nhau. Vòng xoáy tăng tốc độ xoay tít, nổ tung. Tiếng nổ đinh tai nhức óc quanh quẩn trong quảng trường. Đám người đang đánh nhau không kiềm được liếc mắt nhìn. Chân khí khuếch tán, không gian bạo động, nền đất quảng trường nứt rạn. Thanh niên Vũ Sư Tứ Trọng lảo đảo thụt lùi. Khí huyết sôi trào trong người. Lực lượng cường đại mà Vũ Sư Tứ Trọng không tưởng tượng được đổ ập xuống người gã, cố nuốt ngược ngụm máu xuống họng. Thanh niên dương mắt nhìn, không còn thấy bóng dáng đối thủ đâu. Người đâu rồi? Vũ Sư Tứ Trọng cảm giác không ổn, vội vàng thụt lùi. Chợt một bóng áo xanh xẹt qua. Chết đi! Lục Lâm Thiên nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt Vũ Sư Tứ Trọng làm thanh niên biến sắc mặt. Không chỉ Vũ Sư Tứ Trọng. Nhiều cường giả ngồi ghế trên lộ biểu tình giật mình. Lục Lâm Thiên đeo bao tay sắc bén, ngón tay co lại, chảo ấn bắn ra năm chỉ ấn nóng rực bẻ gãy nghiền nát hộ thân cương khí của Vũ Sư Tứ Trọng, xuyên thủng LIG ngực thanh niên. Răng rác, tiếng xương gãy vụn vang lên, Lục Lâm Thiên bắn ra khí lạnh, chảo ấn kéo mạnh móc nội tạng ra khỏi LIG ngực thanh niên. Thứ trắng đỏ nồng nạc mùi máu, mùi tanh ghê mũi lan tỏa trên quảng trường. Thanh niên hét thảm. A,
Vũ sư tứ trọng té xuống đất, mặt đất lênh láng máu đỏ. Chân khí của Lục Lâm Thiên tập trung vào bàn tay, chân khí thuộc tính hỏa bốc cháy đốt vết máu dính trên bao tay bạch ngọc tinh ti bốc hơi sạch. Mọi người hút ngụm khí lạnh nhìn, thủ đoạn tàn nhẫn làm đám người sống trong cổ vực phải run sợ. Các đệ tử Quỷ Vũ Tông trợn to mắt nhìn. Độc ác quá. Trong lòng bọn họ rất giật mình. Đám người đang đánh nhau trên quảng trường vốn có mấy người định đỡ Upsilon, C nước béo cò tấn công Lục Lâm Thiên, sau khi thấy cảnh này thì lùi lại ngay, không dám dây vào hắn nữa. Ghế trên, đám người đối đường, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biểu tình khác nhau nhưng đều bị Lục Lâm Thiên rung động. Bọn họ không xem trọng thực lực của Lục Lâm Thiên, nhưng khí thế sát phạt, sát khí từ người hắn làm bọn họ rung động. Thực lực khá, còn là vũ giả song hệ, cộng với khí sát phạt. Sắc mặt đới đường xa sầm, nếu tiểu tử này có cơ hội thì tương lai sẽ thanh thang. Trong cửu hoa môn, Mạc Thiên Vấn biến sắc mặt nghiến răng. Khốn kiếp! Năm đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất môn phái lúc này bị Lục Lâm Thiên giết chết, hỏi sao Mạc Thiên Vấn không tức giận. Đôi mắt Mạc Thiên Vấn đầy oán hận, chỉ muốn xông lên giết Lục Lâm Thiên. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhìn nhau, chuyển sang xem Lục Lâm Thiên, ánh mắt tràn ngập rung động, khó tin. Bùm bùm bùm. Trên quảng trường liên tục vang tiếng nổ đi đùng, xác chết nằm đầy đất. Lục Lâm Thiên đeo bao tay bạch ngọc tinh ti, sát khí bộc lộ. Lục Lâm Thiên đứng yên tại chỗ nhưng không ai dám đến gần. Mọi người đã thấy Lục Lâm Thiên chớp mắt giết 5 người, ai dám trêu chọc hắn. Lục Lâm Thiên nhướng mày, nhìn khắp quảng trường từ 31 người bây giờ chỉ còn lại 14 người. Trong đó có 8 người Quỷ Vũ Tông, 2 người Thiên Sơn Môn, 1 người Thiên Nhất Môn, 1 người Vân Sơn Môn, 5 người Cửu Hoa Môn đều bị giết hết rồi. Trong 10 người Quỷ Vũ Tông mới có 2 người bị giết. Dường như 10 người phối hợp với nhau tàn sát 3 môn phái khác, về thực lực tổng thể thì đệ tử từ trưởng lão mạnh hơn một chút, sử dụng vũ khí cũng cao hơn. Người 3 môn phái khác không thể chống lại. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang vọng không dứt, lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Lục Lâm Thiên quét mắt qua. Một vũ sư tứ trọng Thiên Nhất Môn giết một đệ tử Quỷ Vũ Tông, sau lưng bị đới trưởng An Vỗ trưởng giết chết. Đới trưởng Vân ở một bên không cam lòng tụt hậu. Chết đi. Chân khí cuồng bạo khuếch tán, đới trưởng Vân cũng giết một vũ sư tam trọng của Thiên Sơn Môn. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, biểu muội là của ta. Người đến là đới trưởng An. Lục Lâm Thiên mở miệng nói. Vậy sao, không liên quan gì ta. Lục Lâm Thiên phớt lờ đới trưởng An. Đới trưởng An lạnh lùng nói. Ta muốn giết ngươi. Đới trưởng An lạnh băng nhìn Lục Lâm Thiên, chân khí bộc phát. Bùm bùm bùm. Đằng trước lại vang tiếng nổ điếc tai. Trong Quỷ Vũ Tông có một vũ sư lục trọng một kiếm giết chết vũ sư tứ trọng của Thiên Sơn Môn. Chợt vang lên tiếng quát. Vòng thứ nhất kết thúc. Đỗ Vân Sơn bước vào quảng trường, lúc này chỉ còn lại 10 người. 6 người Quỷ Vũ Tông. Một người Thiên Sơn Môn, một người Thiên Nhất Môn, một người Vân Sơn Môn. Nghe tiếng Đỗ Vân Sơn, đới trưởng An hừ mạnh. Hừ, đới trưởng An hậm hực lui xuống. Lục Lâm Thiên hờ hững liếc đới trưởng An, mắt lóe tia sáng lạnh, sau đó quay đầu nhìn trong sân. 31 người chỉ còn lại 10 người, dưới đất có 14 cái xác. 7 người khác dường như bị thương nặng chạy ra ngoài quảng trường xem như nhận thua. Trong Quỷ Vũ Tông có mấy chục đệ tử bước ra dọn dẹp xác chết trên quảng trường, không ai thương tiếc người chết, chỉ mừng cho 10 người sống. Đỗ Vân Sơn nhìn 10 thí sinh, nói. 10 người sẽ tham gia đợt thứ 2, vòng này quyết định bằng rút thăm, chia 5 tổ. Ống thẻ trong tay ta có 5 đôi thẻ tre màu đen, đỏ, trắng, lam, lục. Rút chúng thẻ tre giống nhau dựa theo thứ tự đen, đỏ, trắng, lam, lục lên sân so tài. Quy tắc không thay đổi. Bất luận sinh tử, mãi khi nào đối phương rời khỏi quảng trường hoặc bị giết thì người còn lại được tính là thắng. Thắng 5 người liền vào vòng thứ 3. Đỗ Vân Sơn nhìn Lục Lâm Thiên một lúc lâu. Đỗ Vân Sơn đưa ra một ống thẻ đã phong kín, cao nửa thước. Mọi người lần lượt xếp hàng rút thẻ tre từ trong ống ra. Lục Lâm Thiên xòe tay nhìn thẻ tre. Màu trắng, người thứ 3 lên sân. Lục Lâm Thiên lấy thẻ màu trắng là thí sinh thứ 3 vào sân. Hắn chuyển sang nhìn người xung quanh. Lúc này mọi người đều xòe tay nhìn thẻ tre. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm tay một vũ sư lục trọng ngoài đới trường Vân Quỷ Vũ Tông ra. Là hắn. Người này cầm thẻ tre màu trắng.
Vũ sư Lục Trọng ngước nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lóe tia sáng lạnh. Đỗ Vân Sơn mở miệng nói. Đã rút thăm xong, theo thứ tự ai cầm thẻ màu đen thì bắt đầu so tài đi. Đệ tử Quỷ Vũ Tông đã dọn dẹp quảng trường sạch sẽ. Ghế trên, Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi trưởng lão họ Vương bên cạnh mình. Vương trưởng lão thấy Lục Lâm Thiên có thể vào top 5 không? Trưởng lão họ Vương trả lời. Tiểu thư, cái này khó nói, tiểu thư cứ nhìn thì biết. Đám người đối đường thì thầm gì đó với trưởng lão cạnh mình, lại đưa mắt nhìn quảng trường. Vù vù vù. Hai bóng người nhảy lên giữa quảng trường. Một người mặc trường sam màu trắng, Vũ sư Tam Trọng, là đệ tử của Thiên Sơn Môn. Người khác mặc đồ đen, vóc dáng cao to, Vũ sư Tứ Trọng, là đệ tử Quỷ Vũ Tông. Hai người lên sân, các trưởng môn, trưởng lão các phái ngồi trên ghế châu đầu ghé tai. Chỉ có Cửu Hoa Môn là ai nấy biểu tình cực kỳ khó xem. Năm đệ tử bị một người giết, đại hội tông môn lần này Cửu Hoa Môn mất hết mặt mũi. Hai thanh niên bước ra chào nhau rồi tấn công ngay. Đệ tử Quỷ Vũ Tông là vũ giả thuộc tính hỏa, đệ tử Thiên Sơn Môn là vũ giả thuộc tính thủy chấm SAI người đánh nhau, vang tiếng nổ đi đùng, kinh khí cuồng bạo tuôn ra. Lục Lâm Thiên đánh giá cẩn thận cuộc so tài. Đệ tử Quỷ Vũ Tông chiếm ưu thế rõ rệt. Về thực lực thì thanh niên mặc đồ đen mạnh hơn đối thủ một bậc, vũ kỹ cũng tốt hơn chút. Vừa bắt đầu đệ tử Thiên Sơn Môn đã bị ức chế. Hai người đánh nhau làm nhiều người xung quanh thảo luận sôi nổi. Dãy ghế trên, trưởng môn các phái xì sầm bàn tán. Đới đường nói với một nam nhân mặc trường bào màu xám cạnh mình. Tôn trưởng môn, đệ tử Thiên Sơn Môn năm nay không tệ. Nam nhân mặc trường bào màu xám khẽ thở dài. Đới tông chủ nói đùa, so với đệ tử Quỷ Vũ Tông thì còn kém xa. Mắt nam nhân mặc trường bào màu xám tràn đầy cười khổ. Người này là Tôn Tử Sơn trưởng môn Thiên Sơn Môn, gã nhìn ra được đệ tử Thiên Sơn Môn không đánh lại đệ tử Quỷ Vũ Tông. Năm nay Thiên Sơn Môn lại không có hy vọng gì. Năm ngoái trong đại hội tông môn toàn là Quỷ Vũ Tông hùng bá hai hàng đầu, môn phái nào được hạng ba dã là giỏi. Nhìn hai người đánh nhau, Lục Lâm Thiên thầm than. Đệ tử Thiên Sơn Môn sắp thua, hèn gì phần thưởng đại hội tông môn phong phú vậy, e rằng Quỷ Vũ Tông có tính toán riêng. Tính theo thực lực thế hệ trẻ Quỷ Vũ Tông thì top 3 chắc chắn nằm trong tay Quỷ Vũ Tông. Quỷ Vũ Tông ra phần thưởng phong phú vì biết đệ tử trong môn sẽ chiếm được nên chẳng quan tâm, và còn mục đích khác. Đại hội tông môn mỗi năm một lần các môn phái đều phái ra người trẻ tuổi mạnh nhất xuất chiến. Quỷ Vũ Tông có nhiều người trẻ tuổi nhất, số người vào sân cũng nhiều nhất. Đệ tử các môn phái hoặc chết hoặc bị thương nặng, vậy là 5-10 năm sắp tới Quỷ Vũ Tông tuy Quỷ Vũ Tông tổn thất một ít đệ tử nhưng so với sơn môn khác không còn người nối nghiệp, không có thực lực đối kháng lại Quỷ Vũ Tông, chỉ có thể quỳ dưới chân Quỷ Vũ Tông, không thể cấu thành uy hiếp, Quỷ Vũ Tông hoàn toàn yên bụng. Nghĩ đến đây Lục Lâm Thiên hút ngụm khí lạnh, Quỷ Vũ Tông tính kế âm thầm, các môn phái còn tưởng rằng vớt phát được của hời nhưng thật ra đã rơi vào bẫy của Quỷ Vũ Tông. Đệ tử Quỷ Vũ Tông chiếm ưu thế tuyệt đối, gã là vũ giả thuộc tính hỏa. Thuộc tính hỏa thì công kích mạnh mẽ. Đệ tử Thiên Sơn Môn là vũ giả thuộc tính thủy, về mặt tiết tấu công kích chậm hơn một chút, cộng với thực lực thấp hơn đối thủ một tầng. 10 chiêu qua đi, thế công của đệ tử Thiên Sơn Môn chậm dần, kiệt sức bất lực. Một lát sau, đệ tử Quỷ Vũ Tông bắt được sơ hở của đối thủ thoáng chốc bùng nổ công kích sắc bén. Chân khí nóng cháy ngưng tụ ngọn lửa thực chất hóa bắn ra, nhanh như tia chớp xuyên thủng phòng ngự của đối thủ đập mạnh vào ngực đệ tử Thiên Sơn Môn thủy hệ. Đệ tử Thiên Sơn Môn mặt tái xanh, khóe môi tràn máu, người té mạnh xuống đất. Vù vù vù. Khi đệ tử Thiên Sơn Môn vùng vẫy bỏ dậy thì một tiếng xé gió lại vang lên. Đệ tử Quỷ Vũ Tông vỗ trưởng ấn nóng rực xuống, đệ tử Thiên Sơn Môn tắt thở. Trên quảng trường, Đỗ Vân Sơn mỉm cười tuyên bố kết quả. Quỷ Vũ Tông Lâm Bình thắng. Quỷ Vũ Tông chiến thắng đều nằm trong dự tính của các trưởng lão, cho nên mọi người không mấy kinh ngạc khi Quỷ Vũ Tông thắng. Trên khán đài, Tôn Tử Sơn trưởng môn Thiên Sơn Môn nhíu mày. Chuyến này Thiên Sơn Môn không vớt phát được gì ngược lại mất mấy đệ tử. Đỗ Vân Sơn nói. Trận thứ hai lên đi. Đỗ Vân Sơn dứt lời, một bóng người nhảy vào giữa quảng trường. Một bộ hoa phục, biểu tình kiêu căng, là nhi tử của đới cương tử phó tông chủ Quỷ Vũ Tông, đới Trường Vân, thực lực vũ sư Lục Trọng. Trong đám người trẻ tuổi hôm nay đới Trường Vân đủ tài năng ngạo thị toàn trường.
Đới Trường Vân lên đài không lâu sau một bóng áo lam ủ rũ bước ra. Lục Lâm Thiên có chú ý đến người này, là đệ tử của Vân Sơn Môn, một thiếu nữ mặc váy dài màu lam, bộ dạng thanh tú, phong thái anh tư, tu vi vũ sư tứ trọng. Đới Trường Vân cười to bảo, vì nàng là nữ nhân nếu bây giờ đầu hàng thì ta tha cho, nếu không thì ta sẽ không khách sáo. Vũ sư tứ trọng không lọt vào mắt Đới Trường Vân. Thiếu nữ áo lam biến sắc mặt, ngoái đầu nhìn trưởng môn Vân Sơn Môn ngồi sau lưng. Trưởng môn Vân Sơn Môn nhẹ gật đầu. Thiếu nữ áo lam thập hào, dứt khoát nói. Được rồi, ta đầu hàng. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Trưởng môn Vân Sơn Môn khá thông minh. Được trưởng môn Vân Sơn Môn đồng ý thiếu nữ mặc váy màu lam mới đầu hàng, thực lực cách xa cỡ này dưới tình huống bình thường không có khả năng chiến đấu. Lục Lâm Thiên ngoái đầu nhìn trưởng môn Vân Sơn Môn, hắn từng chú ý người này, tên Dư Hán Tường, vũ tướng tứ trọng, xem như siêu cường giả trong cổ vực. Đệ tử Vân Sơn Môn đầu hàng, Mạc Thiên Vấn của Cửu Hoa Môn cười châm biếm. Ha ha ha, không ngờ Vân Sơn Môn trực tiếp đầu hàng, không có chút gan dạ nào. Mấy sơn môn này thường hay âm thầm đấu đá nhau như cơm bữa. Dư Hán Tường hừ mạnh đáp lễ. Thực lực không đủ thì chỉ còn đường đầu hàng. Chúng ta làm sao bằng Cửu Hoa Môn? Thực lực yếu, 5 người vây công một cuối cùng bị giết trong chớp mắt, khâm phục. Mạc Thiên Vấn hầm ừ không nói nên lời. Hừ, thiếu nữ váy lam Vân Sơn Môn nhanh chóng lui xuống. Đỗ Vân Sơn tuyên bố. Trận thứ 2, Đới Trường Vân thắng. Ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông hò reo. Đới thiếu gia giỏi quá. Thanh âm như sóng, Đới Trường Vân lâng lâng trong niềm vui. Đới Trường Vân đắc ý liếc Đới Trường An, Lục Lâm Thiên, nhảy ra ngoài vòng quảng trường. Đỗ Vân Sơn lên tiếng. Trận thứ 3, lên. Lục Lâm Thiên thì thào. Rốt cuộc đến lượt ta. Vù vù vù. Một bóng người nhảy lên đài trước Lục Lâm Thiên, xoay tròn một vòng xinh đẹp, chân khí dao động. Tiêu sái đáp xuống giữa quảng trường. Là vũ sư lục trọng khác của Quỷ Vũ Tông. Nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông hét chói tai. Tam sư huynh cố lên. Nhiều thiếu nữ cuồng nhiệt si mê, thanh niên này có sức hiệu triệu khá lớn trong số đệ tử trẻ tuổi của Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi vào quảng trường, vạt áo xanh phần phật. Lục Lâm Thiên bình tĩnh đứng trong sân, vũ sư lục trọng tuy đẳng cấp hơn tu vi của hắn nhưng bình thường vũ sư lục trọng chưa đủ tạo uy hiếp lớn với Lục Lâm Thiên. Nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông dường như ghét Lục Lâm Thiên, bọn họ gieo hò. Tam sư huynh, một chiêu nghiền nát người phi linh môn đi. Bọn họ hoàn toàn không để Lục Lâm Thiên vào mắt. Trên khán đài, Lữ Tiểu Linh hỏi phụ nhân trung niên ngồi cạnh mình. Vương trưởng lão nói xem Lục Lâm Thiên có thể thắng không? Lữ Tiểu Linh luôn nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, ra chiều suy tư. Trưởng lão họ Vương do dự một lúc sau nói thật. Vũ giả song hệ tuy bất phàm nhưng ít nhất phải đến vũ phách mới hoàn toàn phát huy thực lực vốn có. Đến đẳng cấp vũ phách thì vũ giả song hệ mạnh hơn vũ giả đơn hệ nhiều. Hiện tại Lục Lâm Thiên mới có tu vi vũ sư tứ trọng, tuy rằng lực phản ứng và tốc độ không tệ, nhưng nói chung vũ sư tứ trọng và lục phẩm cách biệt 2 tầng. Nếu gặp phải vũ sư ngũ trọng thì vấn đề không lớn, nhưng vũ sư lục trọng chỉ sợ cơ hội thắng không lớn. Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói. Vậy sao, Vương trưởng lão, chúng ta đánh cuộc đi. Nếu Lục Lâm Thiên thắng thì các người không được giục ta về ngay, nếu hắn thua thì ngày mai ta theo các người trở về. Trưởng lão họ Lưu xen lời. Tiểu thư, mặc kệ thế nào tóm lại tiểu thư phải sớm theo chúng ta về, nếu không trưởng môn sẽ tự mình đến đón tiểu thư. Lữ Tiểu Linh phồng má chừng hai trưởng lão rồi lại không biết làm sao. Hừ, giờ phút này, tất cả trưởng môn, trưởng lão môn phái đều nhìn chằm chằm chính giữa quảng trường. Đôi mắt Mạc Thiên Vấn lạnh băng, hận không thể cổ vũ đệ tử Quỷ Vũ Tông vũ sư lục trọng giết Lục Lâm Thiên ngay. Trên quảng trường, thanh niên vũ sư lục trọng khinh thường nhìn Lục Lâm Thiên, không thèm để hắn vào mắt. Nếu ngươi đầu hàng bây giờ còn kịp, không thì không kịp nữa. Phi linh môn nho nhỏ, người trở về làm tiểu trưởng môn đi. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn thanh niên vũ sư lục trọng, mắt lóe sát ý. Sau lưng Cửu Hoa Môn chắc chắn là Quỷ Vũ Tông, hôm nay hắn sẽ cho Quỷ Vũ Tông chút cảnh cáo, không thì Quỷ Vũ Tông còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lục Lâm Thiên có đánh chết người này thì Quỷ Vũ Tông cũng không nói gì được. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nếu ngươi đầu hàng, ta nể Quỷ Vũ Tông sẽ tha mạng cho ngươi. Lục Lâm Thiên mặt không biểu tình,
sát khí vô hình khuếch tán. Dưới quảng trường, đám đệ tử Quỷ Vũ Tông hò reo. Tam sư huynh mau đánh đi, một chiêu giết chết tiểu tử đó. Trên khán đài, đám cường giả Quỷ Vũ Tông đới đường nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Cường giả Quỷ Vũ Tông chỉ biết trong Phi Linh môn có cường giả linh xuất, môn phái khác tạm thời không biết gì. Đệ tử Quỷ Vũ Tông Vũ Sư Lục Trọng lạnh lùng quát. Cho mặt mà không biết điều, tự ngươi tìm cái chết. Chân khí bộc phát từ người đệ tử Quỷ Vũ Tông, khí thế hung bạo khuếch tán. Chân khí vàng đất tuôn trào, thanh niên là vũ giả thổ hệ. Chân khí như vầng sáng bao phủ nguyên người Vũ Sư Lục Trọng, áp lực sinh ra từ chân khí lan tràn. Đệ tử Quỷ Vũ Tông đứng gần quảng trường thoáng chốc nín thở, chân khí trong người chảy chậm lại. Lục Lâm Thiên không nhúc nhích gì nhưng trong đan điền khí hải chân khí cuộn trào, chân khí cường đại chảy nhanh trong kinh mạch dày rộng. Sát khí vô hình trên người Lục Lâm Thiên càng đậm đặc hơn. Vù vù vù. Đệ tử Quỷ Vũ Tông Vũ Sư Lục Trọng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, ánh mắt kiêu căng tự tin giờ giảm bớt, áp lực vô hình bao phủ gã, làm gã thấy hơi cứng người. Vũ Sư Lục Trọng đã là mũi tên trên dây buộc phải bắn ra, lao nhanh như tia chớp hướng tới Lục Lâm Thiên. Vũ Sư Lục Trọng Quỷ Vũ Tông từ khi nào trong tay cầm thanh trường thương, khí thế rời núi lấp biển ập đến. Trường thương đâm mạnh, mấy thương ảnh xé rách dòng không khí, thương ảnh cắt vỡ không gian, thế công liên miên bất tận đâm hướng Lục Lâm Thiên. Mạc Thiên Vấn Cửu Hoa Môn ngồi trên khán đài kinh ngạc nói. Đây là phá vân thương vũ kỹ hoàng cấp sơ giai của Quỷ Vũ Tông đúng không? Tu vi Vũ Sư Lục Trọng, tu luyện đến trình độ này thật là hiếm thấy. Tôn Tử Sơn của Thiên Sơn Môn mở miệng nói. Phá vân thương có uy lực siêu phàm, đệ tử Phi Linh Môn sẽ khó khăn đây. Thực lực như bọn họ nhìn ra được đệ tử Quỷ Vũ Tông có tu vi Vũ Sư Lục Trọng, cộng thêm vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, có đủ sức đánh với Vũ Sư Thất Trọng. Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn tuy có chút thực lực, giết 5 đệ tử Cửu Hoa Môn. Nhưng mấy đệ tử Cửu Hoa Môn một người là Vũ Sư Tứ Trọng, mấy người khác toàn là Vũ Sư Nhị Trọng Tam Trọng. Lục Lâm Thiên giết các đệ tử Cửu Hoa Môn chưa đủ rung động mọi người. Thương ảnh phô thiên cái địa đổ ập xuống. Cách gần 10 thước thì thương ảnh đầy trời kèm theo kình phong sắc bén đỡ upsilon.ng vào gợn sóng quanh thân Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đột nhiên nhúc nhích. Lục Lâm Thiên mở mắt ra, sát khí hoàn toàn bộc phát. Sát khí vô hình cuồng bạo tuôn ra, không gian như đông lại. Thương ảnh dập trời ập đến, Lục Lâm Thiên nhanh chóng kết thủ ấn. Vảy giáp vàng bao trùm người Lục Lâm Thiên, ánh sáng vàng rực rỡ che đẩy cả người hắn. Đây là vũ kỹ phòng ngự, đẳng cấp không tầm thường. Đám người trên khán đài ánh mắt sắc bén, nhận ra ngay thanh linh khải giáp trên người Lục Lâm Thiên, bọn họ rất ngạc nhiên. Đới Đường, Đới Cương Tử, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhíu mày, nhìn chằm chằm khải giáp thanh linh trên người Lục Lâm Thiên. Trong mắt bọn họ có kinh ngạc, giật mình, vì không nhìn thấu được đẳng cấp thanh linh khải giáp. Lục Lâm Thiên trầm giọng quát. Thiên thủ liệt cương ấn. Mắt Lục Lâm Thiên bắn ra sát ý, thủ ấn đánh ra. Năng lượng thuộc tính thổ trong không khí tụ tập lại, toát ra lực lượng cuồng bạo như thủy triều tụ tập vào trường ấn. Năng lượng thuộc tính thổ hùng hồn tụ tập lại, khí thế Lục Lâm Thiên tăng vọt, trường ấn màu vàng đất phóng lên cao. Thương ảnh ập đến, Lục Lâm Thiên không lùi còn tiến lên trước. Trưởng ấn dơ cao hóa thành mấy trưởng ấn mơ hồ như tàn ảnh ghép thành đóa sen bao phủ giữa hư không trước mặt Lục Lâm Thiên. Hai bóng người ẩn trong kình khí cường đại lao nhanh vào đối thủ như mũi tên. Các đệ tử Quỷ Vũ Tông quanh quảng trường thực lực thấp chỉ nhìn thấy hai bóng người mơ hồ bay về Upsilon TD. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong khoảnh khắc thương ảnh dợp trời và trưởng ấn va chạm trực tiếp. Lực lượng ngút trời cùng với xung lực không gì sánh bằng đỡ Upsilon.ng mạnh vào nhau. Vang tiếng nổ điếc tai trong không gian. Kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời. Hai lực lượng va chạm, hoa lửa bắn tung tóe. Một vòng sóng năng lượng nhỏ bé khuếch tán hóa thành kình phong mãnh liệt xé rách dòng không khí, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Các cường giả trên khán đài kinh thán. Vũ kỹ hoàng cấp cao giai. Lục Lâm Thiên thi triển vũ kỹ đến đẳng cấp hoàng cấp cao giai. Trong kình khí cuồng bạo chỉ có vài cường giả là hắn rõ ràng thương ảnh dợp trời đỡ upsilon.ng phải trưởng ấn đầy trời thì bị đánh tan, kình khí hùng hồn tan tác. Lục Lâm Thiên phóng lên cao mặc cho những kình khí cuồng bạo ập vào người, trong trưởng ấn đầy trời vỗ ra một trưởng đỡ upsilon.ng mạnh vào một cây trường thương. Mặt Lục Lâm Thiên vặn vẹo dưới vảy giáp, sát khí dâng trào. Chết đi!
Răng rắc. Trường thương tan vỡ, kinh khí tiết ra ngoài đập vào ngực Vũ Sư Lục Trọng. Hộ thân cương khí dạn vỡ, ánh mắt Vũ Sư Lục Trọng ngây dại nhìn Lục Lâm Thiên, giờ gã mới biết thực lực của đối phương nhưng đã muộn rồi. Cảm giác sát khí trong mắt đối phương và sát khí vô hình, nỗi sợ hãi trào ra từ tận linh hồn, tim Vũ Sư Lục Trọng đập nhanh. Nhưng khi lực lượng cường đại ập xuống thì mọi cảm giác rời xa gã. Đệ tử Quỷ Vũ Tông Vũ Sư Lục Trọng phun ra búng máu xen lẫn mảnh nhỏ nội tạng. Phụt! Vũ Sư Lục Trọng bị đánh bay đi, không cam lòng khép mi mắt, thân thể như diều đứt dây bay theo kình khí cuồng bạo. Dầm bịch! Đệ tử Quỷ Vũ Tông Vũ Sư Lục Trọng rớt xuống quảng trường cách xa 50 thước, mặt đất rung rinh. Cơ thể đập xuống làm nền đá dày nứt rạn. Thân thể đệ tử Quỷ Vũ Tông Vũ Sư Lục Trọng đã hoàn toàn biến hình, không có cơ hội sống lại. Tất cả biến cố bất ngờ khiến ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông hút ngụm khí lạnh, lạnh lẽo từ phần đầu chạy xuống gan bàn chân. Vũ Sư Lục Trọng, chỉ một chiêu đã bị giết. Kinh khí cuồng bạo tan biến, một bóng sáng màu vàng xuất hiện. Chỉ có người tu vi vũ tướng trở lên mới thấy rõ cảnh chiến đấu trong kinh khí cuồng bạo, những người khá mơ hồ thấy hai bóng người. Ánh sáng vàng biến mất, bóng áo xanh đập vào mắt mọi người, chính là Lục Lâm Thiên. Thấy mặt Lục Lâm Thiên, tâm tình các đệ tử Quỷ Vũ Tông nặng trĩu. Đối phương bình yên, Vũ Sư Lục Trọng của Quỷ Vũ Tông bị Vũ Sư Tứ Trọng một chiêu nghiền nát. Giờ phút này, các trưởng lão, môn chủ các môn phái trên khán đài biểu tình ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên. Chính bọn họ cũng rất bất ngờ trước kết quả. Lữ Tiểu Linh đắc ý liếc trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Hừ, ta biết ngay kẻ lừa đảo không đơn giản. Mắt Lữ Tiểu Linh chứa ý cười. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhìn nhau, trợn to mắt. Đám người đối đường, đối cương tử nhíu mày suy tư. Lục Lâm Thiên thu về thanh linh khải giáp, ngoái đầu nhìn thẳng Đỗ Vân Sơn đứng ở phía xa. Đỗ Vân Sơn thừa người, sau đó tuyên bố. Trận thứ ba, phi linh môn Lục Lâm Thiên thắng. Biểu tình Đỗ Vân Sơn tràn đầy ngạc nhiên. Đới Trường An, đới Trường Vân lạnh băng nhìn Lục Lâm Thiên. Hừ, hai người không mong thấy điều này xảy ra. Lục Lâm Thiên hờ hững nhìn toàn trường, cảm nhận Lữ Tiểu Linh nhìn mình thì trừng mắt nhìn lại. Lữ Tiểu Linh bướng bỉnh cố ý loay hoay không gian thú nang của Lục Lâm Thiên. Hừ, Lục Lâm Thiên không biết nên nói cái gì, hắn không nhìn Lữ Tiểu Linh nữa. Tập trung điều tức thân thể. Lục Lâm Thiên giết Vũ Sư Lục Trọng khi đối thủ lơ là thì trong một chiêu cũng không khó khăn. Tin tưởng việc của này của hắn đã đem lại rung động đủ lớn cho Quỷ Vũ Tông. Đỗ Vân Sơn lên tiếng. Bắt đầu trận thứ 4 đi. Hai bóng người lập tức lao lên, là Đới Trường An và một đệ tử Thiên Nhất Môn Vũ Sư Tứ Trọng. Hai người ra sân, Đới Trường An tấn công dồn dập ngay. Từng đợt công kích như sóng đổ ập vào đối thủ. Thuộc tính hỏa hệ với nhiệt độ nóng cháy va chạm. Dường như vì Đới Trường Vân không chiến mà thắng, Lục Lâm Thiên một chiêu giết đối thủ ký Đới Trường An nên gã quyết tâm khoe tài trước mặt Lữ Tiểu Linh. Ngay từ đầu Đới Trường An đã trút xuống công kích cuồng bạo như mưa rào, thi triển ba loại vũ kỹ, một loại tinh cấp cao giai, hai loại hoàng cấp sơ giai. Bùm bùm bùm, lực công kích cuồng bạo kèm theo tiếng nổ đi đùng, Vũ Sư Tứ Trọng của Thiên Nhất Môn không thể đối kháng lại, liên tục thụt lùi. Đến chiêu thứ ba thì đệ tử Thiên Nhất Môn bị chúng một quyền ấn bay ra xa. Mắt Đới Trường An lóe tia sáng lạnh lao theo, dường như gã vận dụng vũ kỹ thân pháp, tốc độ nhẹ nhàng tựa hồn ma. Đới Trường An thẳng tay giết Vũ Sư Tứ Trọng của Thiên Nhất Môn. Lục Lâm Thiên hờ hững nhìn mọi thứ diễn ra. Đới Trường An là Vũ Sư Ngũ Trọng, thực lực của gã không chỉ có bấy nhiêu. Mới rồi Đới Trường An tấn công dồn dập nhưng gã còn chưa dốc hết sức. Gã là nhi tử của Đới Đường Quỷ Vũ Tông chủ, e rằng trên người giấu vũ khí bí mật nào đó. Đỗ Vân Sơn tuyên bố. Trận thứ 4, Đới Trường An thắng. Đới Trường An đắc ý đi xuống, nhưng lúc này các đệ tử Quỷ Vũ Tông không mấy hưng phấn, bọn họ còn chìm trong lạnh lẽo trận trước đệ tử Quỷ Vũ Tông bị giết trong một chiêu. Trận thứ 5 chỉ có hai đệ tử Quỷ Vũ Tông lên sân. Một người mặc trường sam màu trắng, một người mặc áo ngắn màu đen. Hai người cùng tu vi Vũ Sư Tứ Trọng, tuy là đệ tử đồng môn nhưng hai người không khách sáo, ra tay thì lực lượng tương đương, trong đòn công kích dồn dập chứa sát ý. Hai người đánh nhau tuy dữ dội nhưng trước mắt các đệ tử trên khán đài lại không đem đến nhiều bất ngờ. Cuối cùng đệ tử áo ngắn màu đen bắt lấy một sơ hở của đối thủ tấn công dồn dập giành chiến thắng. Tuy nhiên Vũ Sư Tứ Trọng mặc áo đen này cũng kiệt sức,
năm trận so tài, cuộc tỉ thí thứ hai đã kết thúc. Năm người cuối cùng vào vòng thứ ba trừ Lục Lâm Thiên Ngựa Ô, những người khác toàn là người Quỷ Vũ Tông. Trong vòng thi thứ hai các môn phái khác đã bị loại bỏ. Trưởng môn mấy sơn môn khác biểu tình cực kỳ khó xem. Đỗ Vân Sơn hỏi năm người. Vòng thứ ba bắt đầu, Quỷ Vũ Tông sẽ bày một trận pháp cỡ nhỏ gọi là Tam Hệ Ngũ Hợp Trận, do 15 vũ sư ngũ trọng bày ra. Năm người ở trong trận, dưới tình huống bình thường sẽ không nguy hiểm mạng sống nhưng khó tránh khỏi xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại rút lui còn kịp, đi vào trong ai ra trước là thắng, nghe rõ không? Lục Lâm Thiên hỏi. Đỗ trưởng lão, có phải trong trận này vẫn là bất luận sinh tử? Đỗ Vân Sơn trả lời. Về mặt lý luận là vậy. Lục Lâm Thiên thì thào. Tam Hệ Ngũ Hợp Trận. Trận pháp này dường như được ghi trong Thiên Linh Lục, đầu óc Lục Lâm Thiên lục tìm thông tin về Tam Hệ Ngũ Hợp Trận. Tam Hệ Ngũ Hợp Trận do năm vũ giả ba hệ thủy, hỏa, thổ bài bố. 15 vũ sư ngũ trọng phối hợp lực lượng thuộc tính, tác dụng thần dị của trận pháp sinh ra uy lực dù là vũ phách nhất trọng cũng sẽ bị vây khốn trong đó chờ chết. Lục Lâm Thiên thầm cười nhạt. Chỉ là trận pháp cấp thấp nhất. Tam Hệ Ngũ Hợp Trận chỉ là trận pháp cấp thấp nhất trong Thiên Linh Lục, mặc dù Tam Hệ Ngũ Hợp Trận có uy lực mạnh nhưng nó vẫn chỉ là trận pháp cấp thấp. Thiên Linh Lục có rất nhiều loại trận pháp tương tự, trong đó có một tên là Ngũ Hệ Ngũ Hợp Trận, tác dụng giống Tam Hệ Ngũ Hợp Trận nhưng uy lực mạnh gấp chục lần. Tam Hệ Ngũ Hợp Trận phối hợp ba thuộc tính thủy, hỏa, thổ. Ngũ Hệ Ngũ Hợp Trận cần có thuộc tính năm hệ thủy, hỏa, thổ, phong, mộc phối hợp với nhau. Thiên Linh Lục có ghi cách phá giải Tam Hệ Ngũ Hợp Trận, Lục Lâm Thiên nhớ kỹ. Muốn phá Tam Hệ Ngũ Hợp Trận không khó khăn gì, lòng Lục Lâm Thiên thầm hưng phấn. Trong Tam Hệ Ngũ Hợp Trận có vài thứ sẽ giúp ích rất lớn cho Lục Lâm Thiên, nếu hắn không đoán sai thì có lẽ sẽ nhận được niềm vui bất ngờ. Đỗ Vân Sơn lên tiếng. Nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu. 15 người nhảy vào giữa quảng trường. Ba loại thuộc tính thủy, hỏa, thổ lan tràn. 15 người xếp hàng. 15 vũ sư ngũ trọng đều là đệ tử Quỷ Vũ Tông. 15 người lên sân, bước chân huyền ảo xoay tròn quanh quảng trường. Ba loại năng lượng thuộc tính nhanh chóng dâng cao, năng lượng thủy, hỏa, thổ trong thiên địa tụ tập lại. 15 người càng chạy càng nhanh. Chốc lát sau ba loại năng lượng tỏa sáng bao trùm nguyên quảng trường, mơ hồ thấy bóng dáng 15 người. Cùng lúc đó, khí thế của 15 người tăng nhanh. 15 người thực lực vũ sư ngũ trọng giờ đã đến trình độ vũ sư lục trọng, kinh khủng nhất là khí thế trên quảng trường cuồng bạo tới nỗi tu vi vũ phách cũng bị ức chế. Dòng không khí trong quảng trường xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng vạn vẹo không gian. Cảm giác khí thể khuếch tán từ Tam Hệ Ngũ Hợp Trận, trưởng môn. Trưởng lão bón môn phái Cửu Hoa môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Tam Hệ Ngũ Hợp Trận thật là kỳ diệu quá, thực lực tổng thể cả 15 người tăng gấp 3 lần trở lên. Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu liếc nhau, mặt không biểu tình, mắt ba người cùng tập trung vào Lục Lâm Thiên. Đỗ Vân Sơn nói với 5 người. Bắt đầu đi, 5 người đi vào, ai ra trước là thắng. Vù vù vù. Bốn người nhảy vào trận pháp ngay, khuất trong ba năng lượng thuộc tính. Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia sáng, khóe môi cong lên, Lục Lâm Thiên tiến vào với bước chân huyền ảo. Trên khán đài, trưởng lão họ Lưu mở miệng nói. Không biết tiểu tử Lục Lâm Thiên có thể phá trận ra được không, muốn phá trận không chỉ có thực lực là được. Trưởng lão họ Vương nhìn trưởng lão họ Lưu, lạnh nhạt nói. Sao ngươi chú ý đến tiểu tử kia nhiều vậy? Nói vậy nhưng trưởng lão họ Vương cũng theo dõi Lục Lâm Thiên không rời. Trưởng lão họ Lưu châm chọc. Thì Vương trưởng lão cũng thế. Hai người nhìn nhau, trưởng lão họ Vương nói. Tiểu tử này không đơn giản. Lục Lâm Thiên đang ở trong Tam Hệ Ngũ Hợp Trận, bị năng lượng ba thuộc tính thủy, hỏa, thổ bao phủ. Ba năng lượng cường đại ức chế, không gian thay đổi. Lục Lâm Thiên ở trong không gian mênh mông, nơi đây tràn ngập sương mù ba năng lượng thuộc tính. Bao la rộng lớn. Lục Lâm Thiên ở trong trận, không có hành động gì, đánh giá bốn phía. Lục Lâm Thiên cảm giác ba năng lượng thuộc tính, trong người điều động năng lượng ba thuộc tính thủy, hỏa, thổ nên không thấy áp lực gì. Bản thân Lục Lâm Thiên là vũ giả toàn hệ, có thuộc tính ngũ hệ nên những lực lượng thuộc tính này không ức chế hắn được. Vù vù vù. Chợt vang tiếng xé gió, một mũi tên lửa nhanh như tia chớp xé rách hư không bắn tới. Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười.
Đúng là có nó. Tay Lục Lâm Thiên ngưng tụ thủ ấn quái dị đánh ra. Mũi tên lửa bay đến, tay phải Lục Lâm Thiên ngưng tụ lực cắn nuốt mạnh mẽ. Vòng xoáy to mấy thước tuôn ra từ lòng bàn tay Lục Lâm Thiên hút mũi tên lửa vào vòng xoáy. Vù vù vù. Ngay lúc đó, một mũi tên nước, một mũi tên đất xé gió bay tới, một trái một phải bọc đánh Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười khẽ. Đến đây, đa tạ tặng quà. Hai bàn tay Lục Lâm Thiên ngưng tụ vòng xoáy cuồng bạo, hai năng lượng bị hút vào vòng xoáy. Bùm bùm bùm. Năm người đi vào tam hệ ngũ hợp trận, trận pháp vang tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Bão năng lượng dữ dội bao phủ cả quảng trường, dưới vũ phách ngũ trọng không thể thấy rõ tình huống bên trong. Từ vũ phách ngũ trọng trở lên chỉ mơ hồ thấy mấy chục cái bóng xuyên toa trong trận pháp, từng đợt lực công kích đỡ upsilon.ng chạm vang tiếng nổ trầm đỡ upsilon, c. Năng lượng cuồng bạo tràn ra ngoài, đám người đứng xem lần lượt thụt lùi, kinh khí hung bạo vặn vẹo dòng không khí quanh quảng trường. Hiện tại quảng trường như vòi rồng đứng yên một chỗ, khí lưu cuồng bạo dâng lên cao. Cây cối phía xa bị khí lưu đè ép cành gãy lá rụng. Mảnh nhỏ lá cây và cho bụi đá vụn bị kéo vào vòng xoáy năng lượng như vòi rồng. Trong một góc trận pháp có bóng áo xanh làm tất cả cường giả ngạc nhiên. Các đợt công kích trong trận pháp không có tác dụng gì với người này, công kích rơi vào thân thể người này thì biến mất như chưa từng xuất hiện. Đám người trưởng lão, đối đường Quỷ Vũ Tông trên khán đài nhíu mày nhìn. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biểu tình khó hiểu. A, à, trưởng lão họ Vương lên tiếng. Lưu Dịch Hoành, người có nhìn ra cái gì không? Trưởng lão họ Lưu ngần ngừ. Kỳ lạ, trong tam hệ ngũ hợp trận chỉ có chỗ đó là cửa sống, chẳng lẽ tiểu tử này hiểu trận pháp? Trong tam hệ ngũ hợp trận, Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm, các năng lượng công kích bị hắn nuốt hết. Đây là năng lượng thuộc tính, Lục Lâm Thiên làm vũ giả toàn hệ, mỗi loại năng lượng thuộc tính đều bị hắn nuốt không chừa một chút gì. Cái gì là năng lượng thuộc tính? Tức là năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Vũ giả tu luyện tức là luyện hóa năng lượng này trở thành chân khí cho mình dùng, nếu chân khí tan biến sẽ hóa thành các loại năng lượng thuộc tính. Vũ giả các hệ có thể hấp thu chút ít năng lượng thuộc tính, chậm rãi tu luyện. Đệ tử thiên phú cực tốt vì sao tu luyện nhanh vậy? Đó là vì bản thân có thuộc tính cực tốt, có thể cộng minh với thuộc tính trong thiên địa tần suất cao nhất, khiến tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Vũ giả thiên phú bình thường, thuộc tính chắc chắn thì lực cộng minh thuộc tính trong thiên địa yếu hơn. Tốc độ tu luyện chậm chạp. Nếu thuộc tính của bản thân vốn rất kém, đến mức không thể cộng minh thuộc tính năng lượng trong thiên địa vậy nghĩa là không thể trở thành vũ giả. Vũ giả thổ hệ chỉ có thể hấp thu năng lượng thổ hệ hóa thành chân khí. Vũ giả thủy hệ chỉ có thể hấp thu năng lượng thuộc tính thủy hệ rồi luyện hóa nó. Lúc này trong trận pháp, ba loại năng lượng thủy, hỏa, thổ bị Lục Lâm Thiên hút vào cơ thể luyện hóa. Trong tu luyện khó khăn nhất là dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Mỗi vũ giả đều hy vọng có thể liên tục hấp thu năng lượng thuộc tính trong thiên địa mãi mãi để tu luyện. Giống như tu luyện bằng đan dược, có một số đan dược có thể trực tiếp tăng cường tu vi bởi vì trong đan dược chứa năng lượng có thể cho vũ giả trực tiếp hấp thu, không cần dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiên địa từ luyện hóa. Năng lượng thuộc tính tồn tại trong các góc thiên địa, nhưng là muốn hấp thu chúng thì mỗi lần chỉ có thể hấp thu một lượng ít ỏi. Càng ít nắm bắt được. Lục Lâm Thiên không thể tu luyện theo hệ thống chính quy thế này. Lục Lâm Thiên tu luyện âm dương linh vũ quyết, hấp thu lực lượng thuộc tính thiên địa rất chậm, muốn đột phá sẽ chậm hơn người khác gấp trăm lần. Năng lượng thuộc tính này trong thiên địa mới là năng lượng tinh khiết nhất. Từ mặt nào đó năng lượng này tinh thuần hơn cả chân khí, nhưng vũ giả không thể sử dụng trực tiếp, phải trải qua luyện hóa. Như Lục Lâm Thiên, hắn cắn nuốt chân khí của người khác nhưng không thể lập tức dùng ngay. Nhưng lúc này năng lượng tinh thuần nhất thiên địa ngưng tụ thành lực công kích liên miên bất tận ập đến, Lục Lâm Thiên không cần tu luyện, hắn sử dụng âm dương linh vũ quyết cắn nuốt là được. Tựa như lúc chiến đấu Lục Lâm Thiên trực tiếp cắn nuốt lực công kích của đối thủ. Trong người Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết chớp mắt biến những năng lượng thuộc tính thành chân khí của mình, tiện lợi hơn nuốt chân khí của người khác. Từng đợt công kích ập đến, Lục Lâm Thiên thu hết. Lục Lâm Thiên là vũ giả toàn hệ, bất cứ thuộc tính nào hắn cũng có thể thôn phệ được hết. Điều này tương đương với một vũ giả không cần tốn công sức dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiên địa đã trực tiếp có năng lượng thuộc tính liên tục nhập vào cơ thể mình. Lục Lâm Thiên cũng trong trường hợp này, năng lượng thuộc tính liên miên chui vào người hắn,
bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa rồi biến thành chân khí tinh khiết nhất. Năng lượng thuộc tính trong thiên địa hầu như không có tạp chất, luyện hóa sơ là sẽ biến thành chân khí tinh khiết nhất, nhanh hơn nuốt năng lượng chân khí của người khác nhiều. Cắn nuốt chân khí của người khác bên trong nhiều ít có ấn ký riêng của người ta, khi luyện hóa tuy nhanh nhưng vẫn cần thời gian. Nuốt một vũ sư tam trọng, hiện tại Lục Lâm Thiên cần 5 ngày, 1 tuần để tiêu hóa hết. Lục Lâm Thiên cắn nuốt 3 loại năng lượng thiên địa liên miên không dứt, bỏ bớt thời gian luyện hóa, gần như trực tiếp vận chuyển âm dương linh vũ quyết trong kinh mạch đi từng vòng hóa thành chân khí tinh thuần chảy vào đan điền khí hải. Năng lượng thuộc tính cực kỳ khổng lồ, Lục Lâm Thiên cắn nuốt hết làm kinh mạch chướng đau sắp nứt vỡ, nhưng chưa đến cực hạn, hắn cắn răng kiên trì. Kinh mạch của Lục Lâm Thiên vốn rộng dày hơn người khác nhiều, giờ kinh mạch phát huy tác dụng lớn nhất. Nếu kinh mạch của Lục Lâm Thiên bình thường e rằng lúc này không thể điên cuồng hấp thu 3 loại năng lượng thuộc tính thiên địa khổng lồ thế này. Vù vù vù. Từng đợt công kích năng lượng quả cầu nước, quả cầu lửa xuyên qua lục tâm đồng đổ ập xuống Lục Lâm Thiên. Thủ ấn thay đổi, hai vòng xoáy mở rộng trong bàn tay, Lục Lâm Thiên nhận hết tất cả công kích. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C vang vọng. Nguyên tam hệ ngũ hợp trận thay đổi từ lúc Lục Lâm Thiên cắn nuốt. Toàn bộ năng lượng tụ tập hướng hắn, năng lượng công kích cuồng bạo càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Những người khác trong tam hệ ngũ hợp trận nhẹ nhàng hơn nhiều, năng lượng công kích yếu dần, tất cả công kích tập trung vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ở trong trận pháp, bởi vì liên tục có năng lượng thuộc tính ập đến nên hắn quên đi nhiệm vụ phá trận. Còn thiếu chút nữa, tiếp tục. Lục Lâm Thiên chìm đắm trong bản quyền cắn nuốt, chân khí tăng nhanh trong đan điền khí hải. Lục Lâm Thiên vốn là vũ sư tứ trọng trung kỳ lúc này tiến bộ nhanh nghịch thiên, chốc lát sau đã là vũ sư tứ trọng hậu kỳ. Lục Lâm Thiên điên cuồng cắn nuốt, kiểu này tốt hơn nuốt chân khí nhiều. Vù vù vù. Tam hệ ngũ hợp trận, tất cả năng lượng thuộc tính cuồng bạo chuyển rời tập trung vào vị trí Lục Lâm Thiên. Năng lượng cuồng bạo ức chế bao phủ chỗ Lục Lâm Thiên đứng. Nói cách khác Lục Lâm Thiên đã thành trung tâm tam hệ ngũ hợp trận, nên trận pháp chỉ công kích một mình hắn. Không gian chỗ Lục Lâm Thiên đứng vặn vẹo, dòng không khí giạt ra, không gian bị cách ly khỏi quảng trường. Lực lượng cuồng bạo tăng theo cấp số nhân, mọi người cảm giác rõ ràng có lực lượng hùng mạnh đang lớn dần. Nếu lực lượng này bùng nổ thì uy lực tuyệt đối khủng bố. Ngay lúc này xuất hiện cảnh tượng làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhất là trưởng lão Quỷ Vũ Tông, Đới Đường, Đới Cương Tử, biểu tình cực kỳ khó xem. Trong quảng trường, tam hệ ngũ hợp trận hoàn toàn bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên. Bốn người Quỷ Vũ Tông bị bài trừ ra ngoài trận, năng lượng cuồng bạo xoay quanh Lục Lâm Thiên, hoàn toàn phớt lờ bốn người Quỷ Vũ Tông. Biểu tình của đám người thay đổi. 15 người bày trận là đệ tử Quỷ Vũ Tông, xuống tay với người Quỷ Vũ Tông còn nương tình chút, bọn họ ra tay ác với Lục Lâm Thiên phi linh môn một chút cũng không có gì đáng trách. Đổi lại môn phái khác cũng sẽ bất công như vậy, với đồng môn thì nhẹ tay. Nhưng có cần làm rõ ra mặt vậy không? Tình hình hiện tại hoàn toàn là tập trung công kích Lục Lâm Thiên, bốn người Quỷ Vũ Tông bị bài trừ ngoài tam hệ ngũ hợp trận, bình yên vô sự. Các cường giả Quỷ Vũ Tông mặt lúc xanh lúc tím, thầm trách 15 đệ tử không hiểu chuyện, dù muốn đối phó Lục Lâm Thiên phi linh môn cũng đừng rõ ràng như vậy. Bây giờ là 15 người vây công một người, còn phối hợp tam hệ ngũ hợp trận, dù thắng thì Quỷ Vũ Tông không còn mặt mũi nào. Đệ tử Quỷ Vũ Tông ngây người nhìn quảng trường, thầm nghĩ các sư huynh bày trận giỏi thật, tập trung đối ngoại, chỉ tấn công một địch thủ, nhưng làm như vậy hơi khó xem. Đới Trường An, Đới Trường Vân, hai đệ tử khác ngơ ngác nhìn nhau, thầm nhủ đệ tử trong môn không cần nhẹ tay đến mức này đi, ít ra nên chú ý mặt mũi, bài xích người lạ hơi quá. Giờ phút này, oan nhất là 15 vũ sư ngũ trọng bày chân. Đúng là bọn họ muốn xuống tay với Lục Lâm Thiên nặng chút. Nương tình đệ tử đồng môn một chút. Lúc bày trận bọn họ lén động tay chân, miễn là không quá đáng thì người bình thường tuyệt đối không nhìn ra. Nhưng khi đối phương vào trận pháp thì bọn họ không giở trò táy máy được nữa. Không biết có phải đối phương cố ý hay vô tình mà bước thẳng vào cửa sống duy nhất trong trận pháp, bọn họ muốn đổi vị trí cũng chịu thua. Hiện tại 15 người không kiểm soát được, chân khí nhanh chóng bị rút mất, toàn bộ công kích như đá chìm đáy biển bật vô âm tín. Trận pháp di chuyển, năng lượng trong trận không nghe theo điều khiển chỉ tập trung vào đối phương. Chân khí trong cơ thể 15 người bị sói mòn, bọn họ không thể thoát khỏi. Cả đám trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên. Bốn người Đới Trường An,
Đới Trường Vân nghe Đới Đường truyền âm. Bốn người mau vào trận. Bốn đệ tử Quỷ Vũ Tông lấy lại tinh thần cùng lao vào tam hệ ngũ hợp trận. Bùm bùm bùm. Nhưng bốn người xông lên lại bị năng lượng cuồng bạo hất văng ra, không cách nào vào trận pháp. Trưởng môn, trưởng lão trên khán đài cười thầm, nghĩ rằng 15 đệ tử Quỷ Vũ Tông bày trận thật đồng lòng, hợp sức đối ngoại, không tấn công đồng môn, thậm chí không cho đồng môn vào trận pháp. Trưởng lão, trưởng môn Cửu Hoa môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn chợt nhớ trước kia mỗi năm đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông có lẽ Quỷ Vũ Tông cũng làm như vậy, đệ tử bốn môn phái khác không lấy được thành tích tốt trong đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông bao giờ. Nghĩ đến đây người Cửu Hoa môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn sắc mặt âm trầm, có vẻ mấy năm nay bọn họ đã bị Quỷ Vũ Tông chơi một vố đau. Đám người Đới Trường An không thể vào trận pháp, lòng thầm thắc mắc. Bọn họ chửi thầm 15 đệ tử bày trận, có nương tay cũng làm quá rồi, giờ người mù đều nhìn rõ ràng. Trưởng lão họ Lưu ở bên cạnh Lữ Tiểu Linh biến sắc mặt nói. Tiểu tử này, không đơn giản. Trưởng lão họ Lưu hỏi Lữ Tiểu Linh. Tiểu thư, rốt cuộc tiểu tử này là ai? Xin tiểu thư đừng giấu. Trưởng lão họ Lưu nhìn ra được tam hệ ngũ hợp trận tuy tập trung công kích Lục Lâm Thiên nhưng hắn đứng trong trận pháp hoàn toàn không yếu thế, ngược lại mọi thứ nằm trong tầm khống chế. Một mình Lục Lâm Thiên, tu vi vũ sư tứ trọng đối kháng 15 vũ sư ngũ trọng bày trận pháp, thành tích này đủ làm người ta kinh thán. Lữ Tiểu Linh trả lời. Lưu trưởng lão, hắn tên Lục Lâm Thiên, trưởng môn phi linh môn gì đó, Lưu trưởng lão không nhớ sao. Biểu tình của Lữ Tiểu Linh có chút lo âu. Với thực lực của nàng khó nhìn ra sự thật trong tam hệ ngũ hợp trận. Lữ Tiểu Linh rất lo cho Lục Lâm Thiên. Trưởng lão họ Vương hỏi. Tiểu thư quen biết tiểu tử này thời gian rất dài. Trưởng lão họ Vương nhìn vẻ mặt lo lắng của tiểu thư nhà mình thì nhận ra manh mối. Nói tiểu thư và Lục Lâm Thiên không có gì mập mờ mới lạ. Trưởng lão họ Vương quan sát kỹ, cho rằng Lục Lâm Thiên ở trong trận tuyệt đối không phải người bình thường. Có lẽ là đệ tử đắc ý thế hệ trẻ của đại môn đại phái nào đó. Cái này, cũng không bao lâu. Lữ Tiểu Linh hỏi. Vương trưởng lão thấy tên lừa, Lục Lâm Thiên có gặp nguy hiểm gì không? Trưởng lão họ Vương bí hiểm nói với Lữ Tiểu Linh. Tiểu thư cứ yên tâm đi, tiểu tử này tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lữ Tiểu Linh nói. Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, nếu Lục Lâm Thiên bị nguy hiểm gì thì các người nhớ cứu hắn. Trưởng lão họ Lưu trợn to mắt nói. Tiểu thư, tại sao phải cứu tiểu tử này? Chẳng lẽ tiểu thư và hắn? Lữ Tiểu Linh chừng hai trưởng lão. Nếu các người không cứu người thì ta không theo các người về. Trưởng lão họ Vương an ủi. Tiểu thư yên tâm, nếu tiểu tử đó có nguy hiểm thì gã sẽ ra tay ngay, nhưng tiểu thư nhớ hãy theo chúng ta về. Bùm bùm bùm. Trong quảng trường có biến đổi. Khi bốn người Đới Trường An lần thứ ba xông vào tam hệ ngũ hợp trận lại bị hất văng ra, đánh bay thật xa. Vù vù vù. Trong tam hệ ngũ hợp trận, khí thế khổng lồ dâng cao, trong đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên đã chướng căng đầy chân khí. Kinh mạch phình ra vì bị chân khí khuếch trương, đau nhức nhối. Năng lượng thuộc tính hỏa tụ lại thành quả cầu lửa to mấy chục thước trước mặt Lục Lâm Thiên, nhiệt độ nóng cháy tăng vọt, lực lượng cuồng bạo xé gió đổ ập xuống, dòng không khí vặn vẹo. Lục Lâm Thiên chịu đựng kinh mạch đau đớn, thủ ấn thay đổi. Đến đây, năng lượng vô cùng cuồng bạo từ bàn tay phải hóa thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy xoay tròn kéo theo năng lượng xung quanh gợn sóng dập dềnh. Răng rác, tiếng dòng không khí nứt vỡ vang lên, vòng xoáy to nhanh chóng lan tràn, chỉ giây lát đã nuốt tọn quả cầu lửa khổng lồ. Cơ thể Lục Lâm Thiên bị năng lượng thuộc tính hỏa hóa thành chân khí hùng hồn trùng kích, tựa như thể hồ quán đính. Chân khí ập xuống lao vào kinh mạch. Lục Lâm Thiên thầm quát trong lòng. Áp xúc lại. Chân khí toàn thân Lục Lâm Thiên áp xúc đẩy vào đan điền khí hải. Bùm. Trong đan điền khí hải vang lên tiếng nổ trầm đỡ upsilon, C, khí thế trên người Lục Lâm Thiên tăng vọt, năng lượng thiên địa bàng bạc tụ tập lại tựa thủy triều nhập vào người hắn. Lục Lâm Thiên vừa đột phá, thân thể đang trong tình huống cần thấm nhuần. Năng lượng thuộc tính thiên địa bàng bạc trong tam hệ ngũ hợp trận ầm ầm thấm vào lỗ chân lông toàn thân Lục Lâm Thiên. Khí thế của Lục Lâm Thiên lại tăng vọt, tựa như nước sông cuồn cuộn lao nhanh, thế không thể đỡ. Khí thế cuồng bạo bắn lên cao, tất cả công kích trong trận pháp tan tác, xoay tròn bên cạnh Lục Lâm Thiên, cuối cùng hóa thành năng lượng thuộc tính thấm vào lỗ chân lông.
Đây là... Cảnh tượng này làm đám người trên khán đài kinh hoàng. Mấy trưởng lão quỷ vũ tông kinh ngạc đứng dậy, đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm quảng trường. Năng lượng cuồng bạo đó khiến các cường giả hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người kinh thán. Đột phá ngay trong tình huống này. Đột phá trong trận là hành động mà các cường giả trợn mắt há hốc mồm, nguy hiểm rất lớn, đổi lại bọn họ sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Lúc này 15 đệ tử quỷ Vũ Tông Vũ Sư Ngũ Trọng bày trận biểu tình ngạc nhiên, hoảng hốt. Mọi chuyện xảy ra trong trận pháp vượt tầm kiểm soát của bọn họ, chân khí đã sói mòn hết một nửa, không theo ý bọn họ nữa, hoàn toàn là thân bất do kỷ. Trưởng lão họ Vương thì thào. Tiểu tử này đột phá, dường như xuất hiện cơ hội gì đó, vẫn còn tiếp tục đột phá. Trưởng lão họ Lưu mở miệng nói. Tiểu tử này khiến ta rất bất ngờ. Lúc này còn dám đột phá, ta hơi thích hắn. Nhưng không biết tiểu tử này có nóng nảy ham lợi trước mắt không? Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn cho tu vi về sau, mong hắn đừng khiến ta thất vọng. Ánh mắt trưởng lão họ Lưu chú ý cười nhìn Lục Lâm Thiên, thầm nghĩ tiểu thư nhà mình nhìn chúng người thật không tầm thường. Trưởng lão họ Vương lườm trưởng lão họ Lưu. Ngươi thích làm chi, liên quan gì ngươi sao? Trưởng lão họ Lưu đắc ý nói. Lão nữ nhân. Không liên quan ngươi, ta đột nhiên cảm thấy tiểu tử này hợp khẩu vị, thế nào? Liên quan gì ngươi? Trưởng lão họ Vương trợn to mắt nói. Lưu Dịch Hoành, bớt đắc ý đi. Nếu không phải còn trong quỷ vũ tông thì trưởng lão họ Vương đã ra tay đánh người. Vù vù vù. Khí thế trên người Lục Lâm Thiên tăng vùn vụt. Lục Lâm Thiên đứng chính giữa năng lượng thuộc tính bàng bạc, hắn thân bất do kỷ cắn nuốt tất cả, tựa như trẻ sơ sinh tham lam hút sữa tươi từ mẫu thân. Lỗ chân lông toàn thân nhiều biết bao, tất cả bị năng lượng thuộc tính lấp đầy thấm vào người Lục Lâm Thiên. Khí thế trên người Lục Lâm Thiên cứ dâng cao, Lạc Khô Tồi Hủ tầng tầng phá mở, chớp mắt tốc độ nhanh còn hơn nghịch thiên lên đến Vũ Sư Ngũ Trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lục Lâm Thiên suy tư. Đột phá hay là không? Đây là một cơ hội chỉ gặp chứ không thể cầu, bỏ qua là không còn cơ may nào nữa. Mắt thấy chính mình sắp đột phá Vũ Sư Lục Trọng. Vừa đột phá Vũ Sư Ngũ Trọng đã tăng vọt thực lực. Đối với vũ giả thì không còn gì hấp dẫn hơn là đột phá. Nhưng Lục Lâm Thiên biết đột phá đi kèm mạo hiểm rất lớn. Nếu Lục Lâm Thiên thừa dịp này liên tục đột phá, mặc dù thực lực tăng vọt nhưng sẽ có di chứng. Đột phá quá nhanh, căn cơ vững chắc sẽ lung lay, tuy di chứng không lớn nhưng nó vẫn tồn tại. Đây là sự lựa chọn khó khăn, đột phá ngay trước mắt nhưng buộc lòng phải ức chế. Còn người ta muốn đột phá lại không thể làm được. Lục Lâm Thiên thầm rít gào dưới đáy lòng. Không có thể đột phá, bất cứ nhân tố nào dao động ta trở thành cường giả tuyệt đối không được phép tồn tại. Lục Lâm Thiên nhanh chóng đánh ra thủ ấn. Năng lượng thuộc tính thấm vào người Lục Lâm Thiên bị hắn mạnh mẽ bài trừ ra ngoài. Năng lượng cuồn cuộn tràn ra thân thể Lục Lâm Thiên, trận pháp bị lôi kéo, lực lượng cuồng bạo tụ tập trước mặt hắn. Năng lượng thuộc tính không ngừng vọt tới. Tụ tập, năng lượng bàng bạc vặn vẹo dòng không khí xoay tròn. Năng lượng hùng hồn xoay tít, không ngừng áp xúc, năng lượng khủng bố vô hình lặng lẽ khuếch tán. Có chuyện gì thế này? Cảm nhận hơi thở tràn ra từ tam hệ ngũ hợp trận, các cường giả trên khán đài biến sắc mặt. Hơi thở này làm bọn họ thấy rợn tóc gáy, lực lượng đã vượt qua đẳng cấp vũ sư. Trưởng lão họ Lưu cười to nói với Lữ Tiểu Linh. Tiểu tử giỏi, hắn thật sự chịu đựng được. Nghị lực, tâm trí như thế thật hiếm thấy. Tiểu thư, ta thích tiểu tử này, về sau sẽ không giết hắn. Gò má Lữ Tiểu Linh hây hồng dỗi nói. Lưu trưởng lão nói bậy bạ cái gì? Nhưng đôi mắt Lữ Tiểu Linh ngại ngùng chứa ý cười. Lực lượng cuồng bạo rít gào tàn phá quảng trường, khí lạnh làm ngàn đệ tử quỷ vũ tông run sợ bao phủ trên bầu trời. Một thanh âm trầm thấp, vô cùng bá đạo vang rõ to trong trận pháp. Tam hệ ngũ hợp trận. Thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, nhưng thiếu hai hệ, chỉ là trận pháp cấp thấp. Cộng với các ngươi đứng vị trí khác biệt nhiều, tam hệ ngũ hợp trận hoàn mỹ bị các ngươi bố trí không chịu nổi một kích. Phá! Trên quảng trường, năng lượng bàng bạc không ngừng áp xúc lại đã đến cực hạn. Không gian bắt đầu vặn vẹo, tiếp theo không gian vặn vẹo đó run rẩy, phình ra. Khí thế khủng bố khuếch tán. Răng rắc! Quanh không gian vặn vẹo kêu răng rắc, sóng năng lượng đáng sợ tràn ra. Không gian quảng trường sụp đổ từng tấc lộ ra các khe nứt nhỏ xíu, không gian sắp bị tiêu diệt. Mọi người kinh thán nhìn, mấy cường giả vũ xuất cũng há hốc mồm.
Có lẽ loại thực lực này không đáng lọt vào mắt bọn họ, nhưng thiếu niên áo xanh lấy một chọi 15, khí thế vô cùng bá đạo trong tam hệ ngũ hợp trận khiến bọn họ rung động. Nếu cho thời gian, thiếu niên sớm muộn gì sẽ sóng vai ngang ngửa họ. Bùm bùm bùm. Không gian không thể chịu nổi lực lượng khổng lồ này, thể năng lượng nổ tung, năng lượng khủng bố khuếch tán hóa thành kình khí vô cùng cuồng bạo. Năng lượng như gió lốc thổi quét, quảng trường rạn vỡ, nền đá bị xới tung hóa thành đá vụn đầy trời. Kình khí cuồng bạo bao phủ cả quảng trường, tiếng nổ đinh tai nhức óc như tiếng sấm vang vọng chân trời. Lực lượng cường đại hùng hồn khuếch tán, hóa thành cơn bão thổi quét. Trên quảng trường, trung tâm lực lượng, 15 vũ sư bị đánh bay, miệng hộc máu, mặt trắng bệch té bay ra vài trăm thước. Bùm bùm bùm. Bốn người đới trường An, đới trường Vân ở gần đó cảm giác lực lượng nổ tung, bọn họ vội vàng trốn đi nhưng vẫn bị dư âm gợn sóng đánh trúng. Bốn người dê y dỉ, khóe môi tràn ra máu tươi, hơi thở rối loạn. Tam hệ ngũ hợp trận nổ không chỉ đánh bay bọn họ còn tạo thành tổn thương lớn cho thân thể. Nhất là một vũ sư tứ trọng xếp cuối trong top 5, gã bị thương nặng nhất. Trên khán đài cũng bị kình khí cuồng bạo ập đến, đới đường biến sắc mặt, đứng bật dậy, vung ống tay áo. Kình khí vô hình khuếch tán va chạm với kình khí ập đến. Hai lực lượng cùng tan biến trong không trung. Đới đường ra tay rất đẹp, vừa đúng đánh tan năng lượng chứ không làm ra dao động dư thừa khác. Để làm được điều này cần phát ra lực lượng mức độ giống với kình khí ập đến, nếu không thì chẳng thể âm thầm đánh tan như vậy. Nắm bắt và khống chế lực lượng đến trình độ tinh diệu vô cùng, từ đó thấy được thực lực của đới đường. Khi mọi thứ lắng xuống, bóng áo xanh xuất hiện trên quảng trường. Sương mù mịt nhưng không thổi bay vạt áo của thiếu niên, khóe môi cong nụ cười lười biếng, sát khí vô hình lan tỏa. Mọi cặp mắt cùng nhìn Lục Lâm Thiên, mọi người không ngờ rằng trong tam hệ ngũ hợp trận do 15 vũ sư ngũ trọng tổ hợp lại bị Lục Lâm Thiên phá trận bằng cách mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát. Người tu vi thấp một chút ánh mắt hãi hùng nhìn Lục Lâm Thiên. 15 vũ sư ngũ trọng phối hợp trận pháp nhưng thua hoàn toàn trong tay thiếu niên này. Thiếu niên chỉ mới có thực lực vũ sư tứ trọng, quá rung động. Trưởng lão, trưởng môn các phái không thể tin. Là thật sao? Đột phá trong trận, trực tiếp phá hủy tam hệ ngũ hợp trận của Quỷ Vũ Tông, nói thẳng là trận pháp không chịu nổi một kích. Thực lực như thế, thái độ kiêu ngạo vô cùng, làm mọi người kinh thán. Lữ Tiểu Linh cười nói. Ha ha ha. Lừa đờ, Lục Lâm Thiên, ta biết ngay ngươi sẽ thắng. Bản tiểu thư xem trọng ngươi. Lữ Tiểu Linh mặc kệ mọi người có biểu tình gì, nàng chạy đến bên cạnh Lục Lâm Thiên trong quảng trường vui vẻ líu díu. Trưởng lão họ Lưu thì thào. Tiểu tử giỏi, làm ta toát mồ hôi lạnh. Trưởng lão họ Vương khẽ thở dài. Lưu Dịch Hoành, chẳng lẽ ngươi không nhận ra tiểu tử này cũng biết trận pháp sao? Lục Lâm Thiên nhìn Lữ Tiểu Linh chằm chằm, hỏi. Có thể đưa trả đồ của ta được chưa? Phá trận ra ngoài, Lục Lâm Thiên không có gì bất ngờ. Tam hệ ngũ hợp trận này có nhiều sơ hở, nếu không có những sơ hở đó Lục Lâm Thiên không có nhiều cơ may phá trận được, càng không thể hấp thu lực lượng thuộc tính để đột phá. Tất cả điều này chỉ vì tam hệ ngũ hợp trận của Quỷ Vũ Tông có nhiều sơ hở. Lục Lâm Thiên cưỡng ép phá trận là vì lực lượng bên ngoài. Năng lượng thuộc tính tụ tập lại sinh ra lực lượng cuồng bạo cộng với thực lực cá nhân Lục Lâm Thiên mới đủ sức phá trận. Nếu thật sự một chọi 15 thì Lục Lâm Thiên cũng làm được, nhưng hắn sẽ phải liều mạng. Đối mặt 15 vũ sư ngũ trọng, dù Lục Lâm Thiên ngay mặt đối đầu cũng không sợ. Lục Lâm Thiên có quân bài chưa lật đủ sức giết phũ phách, 15 vũ sư ngũ trọng thì lại càng dễ như chơi. Nhưng nói đi phải nói lại, uy lực tam hệ ngũ hợp trận khá mạnh. Nếu hắn không truyền thừa y bát của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn mà muốn phá trận ra ngoài, đột phá trong trận thì là nằm mơ. Lục Lâm Thiên cảm giác thực lực vũ sư ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong trong người, hắn vô cùng vừa lòng. Lục Lâm Thiên định đột phá tiếp nhưng cố nén bản quyền võ y gờ, áp chế ở vũ sư ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong, cách đột phá vũ sư lục trọng chỉ có một bước. Tu vi ban đầu của Lục Lâm Thiên là vũ sư tứ trọng trung kỳ, hiện tại là hậu kỳ vũ sư ngũ trọng đỉnh phong. Tu vi trực tiếp đột phá một tầng rưỡi. Tính từ thực lực thì Lục Lâm Thiên mạnh hơn gấp mấy lần, hắn rất bất ngờ vì được lợi lớn như thế trong Quỷ Vũ Tông. Lữ Tiểu Linh cười tủm tỉm hỏi lại. Ta trả cái gì cho ngươi? Lục Lâm Thiên gượng cười nói. Chẳng phải nàng nói ai được đệ nhất thì đưa túi không gian cho người đó sao? Hiện giờ không thể chọc giận đại tiểu thư này.
Người cười còn xấu hơn khóc. Lữ Tiểu Linh liếc Lục Lâm Thiên. Ta nói ai thắng sẽ cho một báu vật, có giá trị 700 vạn kim tệ nhưng không hề nói là túi không gian của ngươi. Lục Lâm Thiên tức tối nói. Vậy nàng lấy túi không gian của ta ra làm gì? Ai quy định ta cầm túi không gian của ngươi nói chuyện thì phần thưởng đó ý chỉ túi không gian của ngươi. Lữ Tiểu Linh Upsilon Lục Lâm Thiên. Ngươi nghĩ kỹ đi, ta có nói rõ phần thưởng là túi không gian của ngươi không? Lục Lâm Thiên sửng sốt sau đó ủ rũ như trái bóng xì hơi. Đúng là Lữ Tiểu Linh chưa từng nói sẽ lấy túi không gian của Lục Lâm Thiên làm phần thưởng, nàng chỉ lắc lắc túi không gian chơi. Lục Lâm Thiên khẳng định không phải hắn hiểu sai mà là bị Lữ Tiểu Linh dắt mũi. Lúc này quảng trường nền đất gồ ghề, sẽ tốn nhiều công sức để sửa chữa. Trong góc quảng trường, đám người Đới Trường An, Đới Trường Vân bị đánh bay lại bước tới chính giữa quảng trường, chen lến đứng cạnh Lữ Tiểu Linh. Cái này không tính, phải làm lại. Chúng ta không có mặt trong trận, Lục Lâm Thiên phá trận không tính là thắng. Đới Trường An oán hận lườm Lục Lâm Thiên, khóe môi còn treo vết máu. Biểu muội, cái này không tính, ta vốn có thể thắng, chúng ta so tài lần nữa. Không tính. Đám người trên khán đài đều nhìn ra, nếu không tính Lục Lâm Thiên thắng vậy chờ xem ra mặt Quỷ Vũ Tông dày đến mức độ nào, có thể làm điều không biết thẹn hay không. Lục Lâm Thiên mặc kệ Đới Trường An. Đới Đường nhìn Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Hai người lui xuống đi. Đới Đường tiếp tục bảo. Tiểu huynh đệ rất mạnh, vũ giả song hệ. Đột phá trong trận, trực tiếp phá trận, thật là bất phàm. Đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông lần này đương nhiên là tiểu huynh đệ thắng, hạng nhất thuộc về tiểu huynh đệ. Lục Lâm Thiên hành lễ, bình tĩnh nói. Tiểu tử đã đắc tội nhiều, lỡ tay không ngừng được nhưng buộc lòng phải dốc hết sức ra, xin Đới Tông chủ thứ lỗi cho. Lục Lâm Thiên thầm đoán người Quỷ Vũ Tông chỉ hận không thể giết hắn ngay, nếu bọn họ không e ngại mặt mũi. Đới Đường vẫn cười tủm tỉm như thể không để bụng. Làm gì có, đây vốn là bất lưu án sinh tử, không dốc hết sức thì sao thử ra thực lực thật sự. Đới Trường An không phục nói. Phụ thân, cái này không tính, chúng ta muốn so lại. Đới Đường chừng nhi tử của mình. Khốn kiếp, lui xuống. Chính mình thực lực không đủ còn dám mất mặt. Nhi tử lớn hơn Lục Lâm Thiên mấy tuổi nhưng so sánh thì thấy ngay ai hơn ai. Trước kia Đới Đường cảm thấy về thiên phú, thực lực thì nhi tử nổi trội trong thế hệ trẻ. Giờ so sánh với Lục Lâm Thiên thì không bằng một móng út của người ta, khí độ, khí thế, khí chất thua xa. Đới Đường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bị phụ thân nghiêm khắc quát nạt, Đới Trường An không dám phàn nàn nữa. Đới Trường An hung tợn trừng mắt lườm Lục Lâm Thiên, bực tức lui xuống. Đới Đường giao một túi chữ vật cho Lục Lâm Thiên. Tiểu huynh đệ thắng, theo quy định bên trong có một quyển vũ khí hoàng cấp sơ hỏa hệ, một viên đan dược tam phẩm sơ giai. Một thanh trường kiếm do linh giả linh phách luyện chế. Tất cả thuộc về tiểu huynh đệ. Lục Lâm Thiên kiểm tra cái túi rồi vui vẻ cất đi. Đa tạ Đới Tông chủ. Tuy Lục Lâm Thiên tin tưởng Quỷ Vũ Tông nhưng phải nghiệm hàng tại chỗ, thứ này giống như lấy tiền từ ngân hàng ra, sau khi ra khỏi cửa thì ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm. Cửa hàng lớn không cần khách, chuyện rất thường thấy. Đới Đường nói với Lữ Tiểu Linh. Tiểu Linh cũng có phần thưởng riêng đúng không? Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói. Đúng rồi. Lữ Tiểu Linh đưa một ngọc giản cho Lục Lâm Thiên. Đây là ta hứa với ngươi, một quyển linh ký hoàng cấp cao giai, tên là Hư Linh Huyền Ấn, tặng ngươi. Hư Linh Huyền Ấn, linh ký hoàng cấp cao giai. Mọi người hút ngụm khí lạnh, rất ngạc nhiên, so với Lục Lâm Thiên một chọi 15 còn đáng ngạc nhiên hơn. Đới Đường đứng gần bên cũng lộ vẻ mặt giật mình. Linh ký hoàng cấp cao giai đâu chỉ đáng giá 700 vạn kim tệ. Giá trị của vũ khí hoàng cấp sơ giai đã trên 100 vạn, đây chỉ là giá cả, sợ là muốn mua cũng không được. Võ khí hoàng cấp trung giai nếu muốn tính bằng tiền thì trên 1000 vạn kim tệ, bán được 2-3000 vạn là bình thường. Báu vật đến đẳng cấp này thường sẽ dùng kiểu trao đổi vật với vật. Vũ giả đến đẳng cấp nhất định không còn thiếu kim tệ, chỉ thiếu báu vật, đan dược, vũ khí. Về vũ khí hoàng cấp cao giai tính bằng tiền thì khoảng ức kim tệ. Mọi người đều biết linh ký có giá cao hơn vũ ký nhiều, linh ký hoàng cấp cao giai có giá 10 ức kim tệ là phỏng đoán bảo thủ. Quan trọng hơn báu vật đẳng cấp cỡ này dù là đại môn đại phái cũng đều xem như báu vật, làm sao chịu lấy ra bán. Trưởng lão họ Vương,
trưởng lão họ Lưu biến sắc mặt chạy đến bên cạnh Lữ Tiểu Linh khuyên nhủ. Tiểu thư, không thể truyền hư linh huyền ấn ra ngoài, đó là báu vật trong môn. Hư linh huyền ấn là báu vật trong môn, linh kỹ hoàng cấp cao giai, gần như giá trị tương đương với vũ kỹ huyền cấp sơ giai, trong môn phái cấm truyền ra ngoài. Lữ Tiểu Linh hỏi ngược lại hai trưởng lão. Các người muốn ta rút lại lời đã nói. Trưởng lão họ Lưu ngăn cản. Tiểu thư, đưa vũ kỹ khác cho tiểu tử này cũng được. Tiểu tử này là vũ giả, không thể tu luyện linh kỹ. Lục Lâm Thiên không khách sáo nói. Phi linh môn ta có linh giả, có thể tu luyện, đa tạ. Lục Lâm Thiên vội giật lấy ngọc giản trong tay Lữ Tiểu Linh. Linh kỹ hoàng cấp cao giai là thứ Lục Lâm Thiên đang cần, hắn chỉ có linh kỹ là đao hồn kỹ, giờ có thêm linh kỹ hoàng cấp cao giai này thì vừa vặn tu luyện để dùng. Trong mật thất phi linh môn để lại cao nhất là linh kỹ hoàng cấp trung giai, có vài bộ vũ kỹ hoàng cấp cao giai. Trưởng lão họ Lưu nói nhanh với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, người không thể lấy linh kỹ này, ta cho người bộ vũ kỹ hoàng cấp cao giai chịu không? Lục Lâm Thiên cười từ chối. Lưu trưởng lão, rất xin lỗi, tiểu tử thích linh kỹ này. Dùng vũ kỹ hoàng cấp cao giai đổi linh kỹ hoàng cấp cao giai. Tưởng hắn ngu sao? Lữ Tiểu Linh cười nói. Được rồi hai vị trưởng lão, đây là ta tặng người, có chuyện gì cứ kêu phụ thân đến tìm ta. Quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta trở lại. Lữ Tiểu Linh bí hiểm nhìn Lục Lâm Thiên. Thấy Lục Lâm Thiên bỗng dưng được một bộ linh kỹ hoàng cấp cao giai, mọi người hâm mộ ghen ghét, hận mình không phải là Lục Lâm Thiên. Đới đường cũng động tâm, linh kỹ hoàng cấp cao giai, cả Quỷ Vũ Tông chỉ có hai bộ. Tuy đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông đã kết thúc, mọi người rất trong mắt. Trưởng môn các môn cái phái ghen tị phi linh môn nhưng thông qua Lục Lâm Thiên hơi hiểu biết về phi linh môn. Trong lòng trưởng lão, môn chủ các môn phái đều cười nhạo Quỷ Vũ Tông. Chuyến này Quỷ Vũ Tông lỗ to, 15 đánh 1, thua luôn trận pháp. Sau này trong đại hội tông môn bọn họ cũng phải chú ý cẩn thận, dù sao sẽ không lấy được hạng nhất, cần gì cho đệ tử trong môn đi chịu chết. Rõ ràng Quỷ Vũ Tông hại người. Đại hội tông môn tan. Người các môn phái ủ rũ rời khỏi Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên cùng Lữ Tiểu Linh đi đến đại điện trên sườn núi trong ánh mắt ghen ghét của Đới Trường An, Đới Trường Vân. Dọc đường đi trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu cố gắng thuyết phục Lục Lâm Thiên đổi linh kỹ hoàng cấp cao giai hư linh huyền ấn, giá đã tăng lên 3 bộ vũ kỹ hoàng cấp cao giai. Lục Lâm Thiên kiên quyết từ chối làm hai trưởng lão thầm bực mình. Nếu Lữ Tiểu Linh không có mặt thì hai vị cường giả vũ xuất đã làm chuyện chặn đường cướp bóc. Lúc đoàn người trở về đại điện trên sườn núi bầu trời đã hoàng hôn. Ban đêm gió thổi qua sen lẫn lạnh lẽo. Lục Lâm Thiên tính thời gian còn 3 ngày nữa là cuối năm, hắn vô tình đến thế giới khác đắc hơn 1 năm. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Thời gian qua lâu, Lục Lâm Thiên phát hiện hắn đã dần quen và rất thích kiểu sống này. Ít ra tại đây Lục Lâm Thiên có thứ để truy cầu, kiếp trước hắn có thể truy cầu được gì? Không thể được cái gì. Nghĩ đến mọi thứ trong Quỷ Vũ Tông là Lục Lâm Thiên thấy phấn khởi. Hắn thu hoạch được nhiều, khỏi giao tiến cống cho Quỷ Vũ Tông, được hạng nhất đại hội tông môn. Giá trị đứng nhất rất lớn, khoảng 200 vạn kim tệ, cộng lại con số ngàn vạn kim tệ. Lục Lâm Thiên biết rõ giá trị thực tế của các phần thưởng hơn xa ngàn vạn kim tệ. Đặc biệt Lữ Tiểu Linh cho một linh kỹ hoàng cấp cao giai, cái này mới quan trọng, thu hoạch lớn nhất của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tìm đủ cách hỏi thăm thân phận của Lữ Tiểu Linh nhưng trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu kín miệng giấu. Có thể tùy tay sở hữu ngân linh huyễn thử, thiên sĩ tuyết sư, còn có linh kỹ hoàng cấp cao giai, môn phái như thế e rằng thế lực ngang ngửa tam tông tứ môn như Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Không gian thú nang, phải lấy nó lại, Tiểu Long ở bên trong đó chắc buồn phát điên lên rồi. Hiện không gian thú nang nằm trong tay Lữ Tiểu Linh. Lục Lâm Thiên muốn lấy về rất khó khăn, không lấy về thì không được. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên giường, kết thủ ấn. Lục Lâm Thiên chậm rãi điều tức, chuyện không gian thú nang gác lại ngày mai tính tiếp. Chân khí chậm rãi chuyển động, tuy tu luyện theo hệ thống chính quy tốc độ hơi chậm nhưng có chút ít còn hơn không. Huống chi ban ngày Lục Lâm Thiên liên tục đột phá một tầng rưỡi, thân thể cũng cần điều tiết. Lục Lâm Thiên ước chừng trong khoảng thời gian này hắn nên đột phá linh lực lần nữa. Lần trước thôn phệ linh giả của Cửu Hoa môn Lục, thiếu du đạt đến linh sư tam trọng, trên người còn 6 phần linh hồn thần dịch.
Lục Lâm Thiên cho rằng 6 phần linh hồn thần dịch có thể đưa hắn đến gần linh sư ngũ trọng hoặc lục trọng, nhưng vì giữa đường hắn đã thôn phệ được một linh sư nên giờ đã là linh sư tam trọng. Lục Lâm Thiên phỏng đoán có lẽ dùng hết 6 phần linh hồn thần dịch hắn sẽ đến linh sư thất trọng. Một lát sau vầng sáng vàng bao phủ người Lục Lâm Thiên, hắn tiến vào trạng thái tu luyện. Đêm đông tối đen, trong một đình viện ở thành Quỷ Vũ. Một căn phòng phát ra ánh sáng leo lét, mấy bóng người tụ họp trong phòng. Qua ánh nến nhìn kỹ, nếu Lục Lâm Thiên có mặt sẽ nhận ra mấy người này là môn chủ Mạc Thiên Vấn, mấy trưởng lão Cửu Hoa Môn. Một trưởng lão tóc dài lên tiếng. Môn chủ, Lục Lâm Thiên phi linh môn còn trẻ tuổi nhưng hắn không đơn giản. Trưởng lão tóc dài nhớ lại chuyện ban ngày vẫn còn rất ngạc nhiên. Mạc Thiên Vấn lạnh lùng hỏi. Các vị trưởng lão hắn bây giờ nên làm sao? Phi linh môn đã tiêu diệt tụ bảo môn của chúng ta trong trấn Hoa Môn, thù này phải trả. Trưởng lão tóc ngắn mặc áo xanh mở miệng nói. Tiểu tử này không đơn giản, chúng ta để mặc hắn trưởng thành sẽ nuôi hổ thành họa. Huống cho Quỷ Vũ Tông có ý khiến chúng ta đối phó phi linh môn, đây là cơ hội tốt. Giải quyết phi linh môn thì trấn Hoa Môn, trấn Đoàn Sơn thuộc về chúng ta, đó chính là một nguồn thu nhập lớn. Cửu Hoa Môn chúng ta sẽ dễ dàng lớn mạnh hơn. Trưởng lão áo xám bàn lùi. Nhưng ta lo nếu chúng ta đối phó phi linh môn rồi Quỷ Vũ Tông có thực hiện lời hứa không? Mắt Mạc Thiên Vấn lóe tia sáng lạnh, cười gằn. Chúng ta tạm thời đừng lo chuyện này. Tiểu tử kia còn ở trong Quỷ Vũ Tông nhưng sẽ có lúc hắn rời đi. Dù thế nào thì hắn còn giữ một quyển linh kỹ hoàng cấp cao giai, chỉ bấy nhiêu đủ để chúng ta hành động. Trưởng lão áo xám hỏi ý kiến. Linh kỹ hoàng cấp cao giai đúng là đủ để chúng ta ra tay. Trưởng môn, chúng ta hành động như thế nào? Tiểu tử đó còn ở trong Quỷ Vũ Tông, nếu chúng ta kiếm chuyện ngay mặt bị Quỷ Vũ Tông phát hiện thì linh kỹ hoàng cấp cao giai sẽ không rơi vào tay Cửu Hoa Môn chúng ta. Mạc Thiên Vấn nói. Lôi trưởng lão, ngày mai trưởng lão ra tay đi, ta và trưởng lão khác về trước. Lôi trưởng lão ẩn trong thành, chờ tiểu tử đó ra khỏi thành Quỷ Vũ liền tấn công, thần không biết quỷ không hay. Ta nghĩ với thực lực của Lôi trưởng lão đã đủ để đối phó tiểu tử kia. Trưởng lão áo xám bảo đảm. Chỉ là vũ sư ngũ trọng, tuy hơi đặc biệt nhưng ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Trưởng môn yên tâm, cứ giao chuyện này cho ta. Lục Lâm Thiên tu luyện điều tức, một đêm qua nhanh. Khi tia ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ thì Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện. Lục Lâm Thiên thở ra hơi đọng trong đan điền khí hải. Phù. Lục Lâm Thiên cảm giác chứ lúc này trong cơ thể mình tràn đầy chân khí, khóe môi nhếch cao. Một thanh âm trong trẻo vọng vào. Lục Lâm Thiên, dậy chưa? Lục Lâm Thiên nhướng mày, trừ Lữ Tiểu Linh ra còn ai đến tìm hắn? Két két két. Cửa phòng mở ra, mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi, bóng dáng yêu kiều xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Người đi vào đương nhiên là Lữ Tiểu Linh, khuôn mặt trứng vịt tròn tròn, mắt đen lay láy, gò má hơi hồng, toát ra sức sống thanh xuân. Sắc mặt tươi tắn, màu da như tuyết, khuôn mặt có hai lúm đồng tiền. Vóc dáng rong ròng cao mặc trang phục tỉ mỉ trau chuốt, Lữ Tiểu Linh mặc váy dài liền thân màu xanh biếc, hơi lộ bộ ngực trắng bóc, làn váy che chân. Dây lưng màu đồng cột eo nhỏ càng tôn lên bộ ngực cao V upsilon T. Đôi mắt trong suốt có chút nghịch ngợm, sống mũi cao thẳng, da mịn màng, môi mỏng màu hồng. Khuôn mặt tinh xảo bớt đi nóng bỏng nhưng càng thanh tú tuyệt trần, cho cảm giác khác hẳn. Lục Lâm Thiên nhìn nàng, bằng ánh mắt nam nhân thì Lữ Tiểu Linh là một nữ nhân xinh đẹp khiến nam nhân nhìn mãi không chán. Lữ Tiểu Linh xinh đẹp không thua gì Lam Linh, Lục Phô Song, Dương Diệu. Nữ nhân xinh đẹp dùng roi và nữ nhân giải nam trang Lục Lâm Thiên đã gặp trong sơn mạch Vũ Đô. Nhưng khó giải quyết nhất là Lữ Tiểu Linh. Mấy nữ nhân đều rất đẹp, tính tình thì mỗi người mỗi vẻ. Lục Lâm Thiên thu về các suy nghĩ vẩn vơ, làm vẻ mặt suy yếu đứng bên giường hỏi. Tiểu Linh, sao đến đây? Lữ Tiểu Linh thấy sắc mặt của Lục Lâm Thiên thì quan tâm hỏi. Kẻ lừa đảo, bị sao vậy? Trong mắt Lữ Tiểu Linh tràn ngập lo lắng. Lục Lâm Thiên thều thào. Hôm qua lúc phá trận ta bị thương nặng, không ngờ vết thương nghiêm trọng hơn tưởng tượng, đã tổn thương nội tạng. Lữ Tiểu Linh sốt ruột nói. Sao có thể như vậy? Cơ thể hôm qua ngươi không nói ngay. Mau nằm xuống nghỉ ngơi, ta đi tìm vương trưởng lão nghĩ cách trị thương cho ngươi. Lục Lâm Thiên vội kéo tay Lữ Tiểu Linh lại. Linh Nhi, không cần. Xin đừng rời xa ta.
Cả người Lục Lâm Thiên cứng ngắc như bị điện giật, hắn lớn đầu như vậy chưa từng nắm tay người con gái nào. Lữ Tiểu Linh đứng sững sờ trong phòng. Ta! Lục Lâm Thiên nắm trọn bàn tay Lữ Tiểu Linh, mặt nàng đỏ ửng, đầu cúi xuống sát ngực. Lữ Tiểu Linh cúi đầu, xoay người lại nhưng không dám nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, hỏi. Ngươi sao rồi? Ta không đi đâu, ta có một viên đan dược trị thương tam phẩm cao giai, ngươi mau uống đi. Lữ Tiểu Linh lấy một viên đan dược ra đưa cho Lục Lâm Thiên, mặt càng đỏ hơn. Lục Lâm Thiên từ chối. Đan dược này vô dụng với ta. Nói vậy nhưng Lục Lâm Thiên vẫn giơ tay trái chộp lấy đan dược tam phẩm cao giai, thứ này giá trị mấy vạn kim tệ, không lấy cũng uống. Tay trái Lục Lâm Thiên vẫn nắm chặt tay Lữ Tiểu Linh, nói. Linh Nhi, tại sao hôm qua nàng lừa ta, hại ta tham gia đại hội tông môn, nếu không ta đã chẳng bị thương. Lữ Tiểu Linh mếu máo. Xin lỗi, ta không biết ngươi sẽ bị thương, ta chỉ muốn ngươi được đệ nhất. Khi ngươi cùng ta trở về thì hai vị trưởng lão sẽ nói tốt cho ngươi, càng dễ xin phụ thân nhận ngươi làm đồ đệ hơn. Lục Lâm Thiên lại hỏi. Vậy tại sao nàng lấy không gian thú nang của ta ra làm chi? Nếu người khác thắng thì nàng vẫn sẽ đưa ra phần thưởng là một bộ linh kỹ hoàng cấp cao giai sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên hơi xúc động, tuy Lữ Tiểu Linh điêu ngoa chút nhưng từ khi Lục Lâm Thiên thổ lộ tình cảm với nàng thì nàng luôn lo lắng suy nghĩ cho hắn. Thiếu nữ Hoài Xuân đều ngây thơ như thế sao? Lữ Tiểu Linh đáp. Ta cố ý xúi ngươi tham gia, biết ngươi trân trọng túi không gian của mình. Nếu người khác thắng thì ta sẽ không đưa ra bộ linh kỹ hoàng cấp cao giai, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Cùng lắm cho mấy viên đan dược, cho ngươi linh kỹ hoàng cấp cao giai vì muốn ngươi mạnh hơn một chút. Ta biết ngươi là linh giả, phụ thân của ta sẽ không phản đối ngươi. Đừng hiểu lầm, ta sẽ không thích ngươi. Ta chỉ muốn phụ thân nhận ngươi làm đồ đệ. Tay Lữ Tiểu Linh luôn đặt trong tay Lục Lâm Thiên, nàng xấu hổ thẹn thùng khác hẳn với trước kia điêu ngoa. Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói. Linh Nhi, nàng hãy hứa đừng nói cho ai biết ta là linh giả được không? Lúc trong Lan Lăng Sơn Lữ Tiểu Linh đã biết Lục Lâm Thiên là linh giả. Lữ Tiểu Linh nghi hoặc hỏi. À, ta không nói cho hai trưởng lão biết, nhưng ta không hiểu tại sao ngươi vừa là linh giả còn là vũ giả. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Linh Nhi, ta bị thương quá nặng, trong túi không gian có loại đan dược trợ giúp ta trị thương. Linh Nhi đưa túi không gian cho ta chút, lát sau ta sẽ trả lại cho Linh Nhi được không? Lục Lâm Thiên chửi thầm mình, Lục Lâm Thiên, ngươi sa đọa, làm chuyện lừa gạt thiếu nữ ngây thơ, hết sức vô sỉ. Lữ Tiểu Linh móc ra túi không gian đưa ngay cho Lục Lâm Thiên. À, đây, ngươi hãy dùng đi. Lục Lâm Thiên mừng rỡ. Thả tay Lữ Tiểu Linh ra, nhanh chóng chộp lấy không gian thú nang trong tay Lữ Tiểu Linh. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm ngoài cửa kêu lên. Vương trưởng lão, sao các người đến đây? Mặt Lữ Tiểu Linh đỏ rực ngoái đầu nhìn ngoài cửa, nhưng bên ngoài trống rỗng không có bóng dáng hai trưởng lão đâu. Lục Lâm Thiên thừa dịp đó nhét không gian thú nang vào ngực mình. Lữ Tiểu Linh quay đầu lại hỏi. Sao không thấy ai? Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Cái này, chắc ta nhìn lầm. Lữ Tiểu Linh lo lắng hỏi. Ngươi uống chưa? Lục Lâm Thiên làm bổ nuốt nước miếng. Uống rồi. Chân khí chuyển động, sắc mặt Lục Lâm Thiên hơi hồng. Lữ Tiểu Linh nói. Tốt hơn chưa, cảm giác sao rồi? Lữ Tiểu Linh đã quên không gian thú nang rơi vào tay Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tốt hơn nhiều, ta không sao. Lấy lại không gian thú nang thì Lục Lâm Thiên yên dạ. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu đi vào phòng. Tiểu thư, chúng ta nên đi rồi. Nhìn tiểu thư nhà mình sáng sớm đã có mặt trong phòng Lục Lâm Thiên, trưởng lão họ Vương một thoáng nghi ngờ không biết có phải đêm qua tiểu thư ở lại đây suốt đêm hay không. Lữ Tiểu Linh nói. Vương trưởng lão, ta muốn mang Lục Lâm Thiên đi chung. Hai trưởng lão giật mình kêu lên. Cái gì? Mang hắn đi chung. Lữ Tiểu Linh nghiêm túc hỏi. Cơ thể không được sao? Nếu không mang hắn đi cùng thì ta không về. Trưởng lão họ Vương khó xử. Tiểu thư, cái này. Lục Lâm Thiên lên tiếng. Con người có ba chuyện gấp phải làm, hai vị trưởng lão, Linh Nhi, ta xin phép đi một chốc. Lục Lâm Thiên ôm bụng ra khỏi phòng. Lữ Tiểu Linh kiên quyết nói. Vương trưởng lão, ta muốn phụ thân thu hắn làm đồ đệ. Nếu vương trưởng lão không mang hắn cùng về thì ta cũng sẽ không về.
trưởng lão họ Vương nói. Tiểu thư, có phải người bị tiểu tử kia lừa hay tiểu thư đã thích hắn? Lữ Tiểu Linh ngại ngùng nói. Vương trưởng lão nói bậy bạ gì vậy, sao ta thích hắn được? Nhưng hắn không lừa ta, tin tưởng hắn cũng không có lá gan kia. Lục Lâm Thiên rời khỏi phòng liền co giò chạy ra đại điện. Lúc này không chạy thì hết cơ hội. Trên sườn núi không canh gác nghiêm ngặt như đỉnh núi, dọc đường chỉ có vài đệ tử Quỷ Vũ Tông tuần tra. Lục Lâm Thiên chạy ra đại điện lao uống chân núi, gặp mấy đệ tử Quỷ Vũ Tông tuần tra, không ai hỏi cái gì. Trên quảng trường ngày hôm qua rất nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông biết mặt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên chạy liên tục không dám ngừng, hắn sợ Lữ Tiểu Linh đuổi theo. Từ sườn núi đến thành Quỷ Vũ dưới chân núi không bao xa, Lục Lâm Thiên chạm mặt nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông tuần tra, hắn xuống chân núi, lẩn vào thành Quỷ Vũ náo nhiệt. Lục Lâm Thiên đi một vòng trên con đường rộng ãi giao nhau, hắn vào một khách điếm. Nếu Lữ Tiểu Linh phát hiện Lục Lâm Thiên trốn chắc chắn nàng sẽ đuổi theo, hắn định bụng núp trong thành một thời gian. Tốc độ của Thiên Sí Tuyết Sư cũng không nhanh bằng trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Lục Lâm Thiên giao mấy khối kim tệ, vào một gian phòng, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Lục Lâm Thiên định chờ đến trạng vạng rồi mới về, tránh cho bị Lữ Tiểu Linh tìm ra. Lục Lâm Thiên không hay biết từ khi hắn xuống Quỷ Vũ Tông, vào thành Quỷ Vũ luôn có một bóng người đi theo sau. Người này rất mạnh, thực lực cường đại tới nỗi Lục Lâm Thiên không phát hiện ra. Trong phòng, Lữ Tiểu Linh lẩm bẩm. Sao đi lâu vậy còn chưa về? Lữ Tiểu Linh uy hiếp thành công, hai vị trưởng lão đồng ý mang Lục Lâm Thiên về chung. Chờ nửa canh giờ sau vẫn không thấy Lục Lâm Thiên quay về. Đới Trường An đến. Biểu muội hôm nay định đi về sao? Lữ Tiểu Linh khẽ ừ. Ừm, hôm nay ta sẽ về. Đới Trường An mặc hoa phục lòe loẹt nói. Biểu muội, tiểu tử Lục Lâm Thiên chắc đi rồi. Ta mới thấy hắn xuống núi, còn tưởng hắn muốn trở về cùng biểu muội, làm ta hết hồn. Nguy rồi, túi không gian. Lữ Tiểu Linh chợt nhớ túi không gian nàng dùng để uy hiếp Lục Lâm Thiên đã trở về với hắn. Lữ Tiểu Linh hét to. Hai vị trưởng lão mau tìm về kẻ lừa đảo kia cho ta, nếu không ta sẽ không về. Lữ Tiểu Linh cuống cuồng chạy ra khỏi phòng. Hai trưởng lão khó hiểu. Chuyện gì thế này? Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhanh chóng chạy theo tiểu thư nhà mình. Đới Trường An căm hận nói. Lục Lâm Thiên, ta sẽ không tha cho ngươi. Trong lúc Lục Lâm Thiên núp trong khách điếm, Lữ Tiểu Linh tìm kiếm bóng dáng hắn khắp nơi nhưng không thấy. Cuối cùng Lữ Tiểu Linh quyết định đi Phi Linh Môn tìm người. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu bất đắc dĩ điểm huyết đạo huyết mạch của Lữ Tiểu Linh, đưa nàng rời khỏi Quỷ Vũ Tông. Hoàng hôn, Lục Lâm Thiên thở hắt ra. Phù, Lục Lâm Thiên rời khỏi khách điếm, đã tới lúc trở về, chắc Lữ Tiểu Linh không tìm thấy người cũng bỏ cuộc rồi. Thành Quỷ Vũ ban đêm vô cùng náo nhiệt, dòng người không giảm bớt ngược lại càng nhiều hơn. Tiếng kêu la, giao hàng không dứt. Nhiều nữ nhân mặc hở hang, trang điểm diêm dúa ở trên đường kiếm khách, làm nghề bán thịt xưa nay không thể thiếu. Lục Lâm Thiên suýt bị kéo vào ngõ nhỏ, hắn sợ quá co giò chạy ra khỏi thành Quỷ Vũ. Bên ngoài thành Quỷ Vũ, Lục Lâm Thiên cùng đám người đi ra khỏi cửa thành. Gần thành Quỷ Vũ có dãy sơn mạch, Lục Lâm Thiên đi vào trong đó. Sắc trời càng lúc càng tối, gió lạnh thổi qua, không khí sắp đông lại. Rừng cây trong sơn mạch có vài nhánh còn treo lá xanh, đa số trụi lùi, tiêu điều. Đi trong sơn mạch, chân đạp cành khô lá úa kêu răng rắc. Trong cảm ứng tinh thần của Lục Lâm Thiên xuất hiện một hơi thở kỳ dị. Vù vù vù. Giữa không trung lóe qua tia chớp màu xanh bắn về hướng lưng Lục Lâm Thiên, kình phong sắc bén giây lát đã đến nơi. Lục Lâm Thiên cảm thấy lạnh lẽo, cố gắng xoay người, tốc độ cực nhanh chỉ trong tích tắc né thoát kình khí màu lục. Lục Lâm Thiên vừa lùi nhanh ra sau vừa biến sắc mặt hét lên. Vũ Phách Mộc Hệ. Từ kình khí vừa rồi Lục Lâm Thiên cảm giác được người đánh lén hắn là Vũ Giả Mộc Hệ, đẳng cấp thực lực cỡ Vũ Phách, còn không phải Vũ Phách bình thường mà là Vũ Phách bát trọng, hoặc cửu trọng. Một bóng người áo xanh đứng trên cao. Tiểu tử, giao hết những thứ trên người ra đây, ta cho ngươi chết thoải mái một chút. Người này mặc áo xanh. Vải màu xanh che đậy nửa bên mặt chỉ lộ ra đôi mắt tràn ngập sát ý, chân khí cuồng bạo bộc phát. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống. Là người quen, từng gặp trong Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên thụt lùi ra sau, đánh giá người này.
Lục Lâm Thiên có cảm giác rất quen, chắc người áo xanh đã theo đuôi hắn khá lâu. Lục Lâm Thiên lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Đường đường là vũ phách nhưng giấu đầu lòi đuôi, ngươi không sợ mất mặt sao? Tuy đối diện cường giả vũ phách nhưng Lục Lâm Thiên không hề hốt hoảng. Nếu hắn muốn chạy trốn thì không thành vấn đề, nhưng Lục Lâm Thiên phải tìm hiểu rõ thân phận của người này. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút suy đoán hoặc là người của Quỷ Vũ Tông hoặc là người Cửu Hoa Môn. Người áo xanh nói, giết được ngươi là đủ rồi. Tiểu tử, không tự đưa ra thì ta đành ra tay tự lấy vậy. Người áo xanh đánh ra thủ ấn, xông hướng Lục Lâm Thiên kéo chuỗi tàn ảnh. Chỉ vài giây lão nhân áo xanh nhảy vọt lê y đỉ y hát đầu Lục Lâm Thiên, chảo ấn màu lục vỗ xuống. Không gian chấn động dữ dội, rõ ràng lão nhân áo xanh không hề nương tay. Lão nhân áo xanh lạnh lùng nói. Tiểu tử đi chết đi, thực lực của ngươi tuy rằng không tệ nhưng còn kém xa lắm. Lão nhân áo xanh có tu vi vũ phách bát trọng, giết phú sư ngũ trọng chứ không phải bắt sống, chuyện này dễ như chơi. Xoẹt xoẹt xoẹt, chảo ấn giáng xuống. Năm cái gai nhọn bắn ra từ bàn tay lão nhân áo xanh, kinh khí cuồng bạo xuyên thấu không gian. Vù vù vù. Sắc mặt Lục Lâm Thiên âm trầm, nhanh chóng thụt lùi, phối hợp thuộc tính phong biến mất tại chỗ. Bùm. Chảo ấn gai nhọn giáng xuống không gian Lục Lâm Thiên vừa đứng, dòng không khí trong phạm vi mấy thước hoàn toàn vặn vẹo như trái bóng bị đè bẹp. Không gian vỡ tung, kinh khí tứ tán, Lục Lâm Thiên đã biến mất. Lục Lâm Thiên dựa vào thuộc tính phong hệ một lần nữa né thoát lão nhân áo xanh công kích. Hai lần công kích bị vũ sư nho nhỏ tránh thoát, lão nhân áo xanh sắc mặt khó xem nói. Tốc độ rất nhanh. Lục Lâm Thiên xuất hiện cách trăm thước, hắn nhìn lão nhân áo xanh chầm chầm, upsilon. Là tốc độ của các hạ quá chậm. Lão nhân áo xanh lạnh lùng cười. Tiểu tử có chút bản lĩnh, nhưng người nghĩ dựa vào những điều này là có thể đối kháng lại ta sao? Vừa rồi lão nhân áo xanh chưa dốc hết sức. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Vậy sao, ta vốn không định đối kháng mà là muốn giết ngươi. Chân khí bùng nổ như dòng lũ chảy xuyên qua kinh mạch dày rộng, Lục Lâm Thiên vững tin hơn. Lão nhân áo xanh cười to bảo. Ha ha ha, ta có nghe lầm không? Bằng vào ngươi muốn giết ta. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Ngươi không nghe lầm, sự thật đúng là vậy. Khí lạnh phát tán từ người Lục Lâm Thiên. Cảm nhận khí thế sắc bén từ Lục Lâm Thiên, lão nhân áo xanh hơi có chút giật mình. Lão nhân áo xanh bình tĩnh nói. Tiểu tử, coi chừng gió lớn thụt lưỡi. Đôi mắt đen tràn ngập lạnh lẽo, Lục Lâm Thiên chậm rãi nói. Ngươi thử liền biết. Lục Lâm Thiên vọt lên, hắn như một tàn ảnh. Thanh linh khải giáp. Thiên thủ liệt cương ấn. Lục Lâm Thiên quát lớn, ánh sáng vàng bao phủ toàn thân. Năng lượng thuộc tính thổ trong không khí phô thiên cái địa tuôn ra, lực lượng cuồng bạo tựa thủy triều tụ tập vào thủ ấn. Chỉ khoảnh khắc Lục Lâm Thiên sử dụng thiên thủ liệt cương ấn. Trường ấn phóng lên cao nháy mắt hóa thành mấy trường ấn mơ hồ, các tàn ảnh ghép lại thành đóa sen. Vang mấy tiếng kinh thiên động địa, kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời ầm ầm ập hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh lạnh lùng quát. Tiểu tử, ngươi chưa đủ tư cách. Thủ ấn chuyển động nhanh. Chân khí màu xanh nhạt dâng trào trong người lão nhân áo xanh. Chân khí tựa rễ cây tràn ra hình thành cái lưới dây leo rậm rạp quanh thân lão nhân áo xanh. Khí thế cuồng bạo cực kỳ khủng bố, lão nhân áo xanh cười lạnh đánh ra thủ ấn. Cái lưới to đổ ập xuống, tiếng xé gió vang không dứt, rạch phá không gian bao trùm thiên thủ liệt cương ấn của Lục Lâm Thiên. Cái lưới to màu lục phô thiên cái địa ập đến, che kín tất cả đường tránh né của Lục Lâm Thiên, cũng trùm lên trường ấn. Hai năng lượng khổng lồ đỡ upsilon.ng mạnh, trong lưới màu lục có ngàn vạn gai nhọn xuyên thấu không gian đâm vào trường ấn. Bùm bùm bùm. Lực lượng khổng lồ va chạm, trong không gian vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng cuồng bạo càn quét. Máu tươi sôi trào trong ngực Lục Lâm Thiên, hắn vận dụng thiên thủ liệt cương ấn đối kháng lão nhân áo xanh, trường ấn nổ tan nát. Cái lưới màu lục to lớn của đối thủ chỉ thủng một cái lỗ dây lát đã khép lại. Năng lượng thuộc tính mộc hung bạo tràn ngập nhốt Lục Lâm Thiên vào. Thực lực của lão nhân áo xanh mạnh hơn Lục Lâm Thiên rất nhiều, hắn thi triển thiên thủ liệt cương ấn có thể đánh lại vũ phách nhất trọng nhưng không đủ sức đánh lại người này. Cái lưới màu lục to lớn chụp xuống, diện tích thu nhỏ, không gian vặn vẹo bao lấy Lục Lâm Thiên. Biểu tình Lục Lâm Thiên trầm trọng. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên thò tay vào ngực,
một luồng sáng vàng nhanh như tia chớp xẹt qua không gian xuất hiện trước mắt lão nhân áo xanh. Luồng sáng vàng bùng phát nhiệt độ cao, cái lưới màu lục bị hòa tan một lỗ thủng. Một con rắn nhỏ màu vàng gầm gừ. Gri gri. Thân hình con rắn biến to, phun ra ngọn lửa. Lửa vàng bao lấy không gian quanh lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh giật mình kêu lên. Yêu thú. Trong ngọn lửa vàng nóng cháy, tim lão nhân áo xanh dập nhanh. Lão nhân áo xanh vội thụt lùi, chật vật né tránh lửa vàng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Luồng sáng vàng là tiểu long, thân hình của nó đã biến to hơn 80 thước gần 90 thước. Trong thời gian này thân thể tiểu long tăng trưởng dần, nó há to mồm lao nhanh tới táp lão nhân áo xanh. Mắt lão nhân áo xanh tràn ngập kinh ngạc. Chết tiệt, đây là yêu thú gì? Lão nhân áo xanh đánh ra thủ ấn, năng lượng thuộc tính mộc trong không trung ngưng tụ lại, đông thành một cái cọc gỗ đường kính mấy thước, lực lượng cuồng bạo. Cọc gỗ nhanh như tia chớp rạch phá không gian, kình phong sắc bén bắn vào miệng tiểu long. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong hư không tiểu long lại há mồm, lửa vàng đốt cọc gỗ to lớn bắn nhanh tới hòa tan thành cho ngay giữa không trung. Lão nhân áo xanh thừa dịp đó đã trốn ra mấy trăm thước, mắt nhìn tiểu long đăm đăm, trong lòng cực kỳ rung động. Lục Lâm Thiên đứng sang một bên, nhìn lão nhân áo xanh chằm chằm. Tiểu long không đủ sức chặn giết đối phương, vũ phách bát trọng mạnh hơn Lục Lâm Thiên nhiều. Lão nhân áo xanh cơ mặt co giật nói. Tiểu tử, thì ra ngươi có yêu thú, hèn gì kiêu ngạo như vậy. Nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết. Lão nhân áo xanh vòng qua tiểu long lại lao hướng Lục Lâm Thiên, tay kết thủ ấn ngưng tụ quyền ấn màu lục đập vào mặt hắn. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống, kết thủ ấn. Nộ hải cuồng khiếu. Quanh người Lục Lâm Thiên ngưng tụ màn nước màu lam, màn nước xoay tròn, chân khí rót vào trong. Vòng xoáy to lớn run rẩy xoay tơ tí, trong tiếng gió rít đinh tai nhức óc nó trướng to ra, khí thế đáng sợ, uy nhiếp sắc bén, dòng không khí vặn vẹo như vòi rồng quét qua. Chớp mắt hai lực lượng va chạm mạnh. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp không gian, kinh khí khủng bố như cơn bão thổi quét. Nhưng khi những kinh khí khuếch tán đến phạm vi nhất định thì ngừng lại, lặng yên tan biến. Bùm bùm bùm. Lực lượng khủng bố đổ ập xuống người Lục Lâm Thiên, hắn bị đánh bay ra mấy chục thước. Thanh linh khải giáp không thể chịu nổi lực lượng cường đại này. Lực lượng khổng lồ trút xuống người Lục Lâm Thiên, xâm nhập nội tạng, máu sôi trào, khoang miệng đầy máu. Lục Lâm Thiên nuốt ngược ngụm máu sắp phun ra xuống bụng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên xa sầm, nộ hải cuồng khiếu chỉ là vũ khí hoàng cấp sơ giai, không thể đối kháng lại lão nhân áo xanh. Chỉ một chiêu y đã bị thương. Lão nhân áo xanh đứng tại chỗ, ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên. Vũ khí thủy hệ, ngươi là vũ giả tam hệ. Vù vù vù. Tiểu long lại vọt lên, cái đuôi to quét qua, không khí giạt ra, vang một chuỗi tiếng nổ. Khí lưu gợn sóng, không gian bị chấn sao động, cái đuôi mang theo lực lượng thiên quân quất mạnh vào lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh hừ lạnh một tiếng. Nhiệt xúc, tưởng ta sợ ngươi sao? Lão nhân áo xanh vung tay áo. Bàn tay xòe ra, năng lượng màu lục tuôn ra từ ống tay áo đông lại thành vật giống dây leo to mấy thước, dài trăm thước nhanh như tia chớp quấn tiểu long. Cái đuôi to quất mạnh vào dây leo xanh, dao động vô hình khuếch tán, kinh khí cuồng bạo lan tràn. Cùng lúc đó, một tiếng giống trầm thấp vang vọng nơi chân trời. Growl growl. Một yêu thú phi hành khổng lồ vọt lên cao, còn có một vật xanh sậm, thân hình to lớn. Khí thế lạnh lẽo lan tràn vào tới hướng lão nhân áo xanh. Là Lục Lâm Thiên triệu hoán thiên sĩ tuyết sư, còn có thiết thứ khôi lỗi phi hành tam cấp sơ giai lần trước hắn luyện chế ra. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long và thiên sĩ tuyết sư. Tiểu Long, tuyết sư, các ngươi bám giữ người này giây lát. Lục Lâm Thiên điều khiển thiếu thứ công kích, thực lực của thiếu thứ và thiên sĩ tuyết sư không đủ đấu lại lão nhân áo xanh. Lục Lâm Thiên hết cách. Hắn muốn sử dụng chu tước quyết nhưng cần có thời gian xúc tích năng lượng. Thiên sĩ tuyết sư, khôi lỗi phi hành thiếu thứ đập cánh bay lên, Lục Lâm Thiên nhanh chóng đánh ra thủ ấn. Vù vù vù. Thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh nhanh như tia chớp lướt tới trước mặt lão nhân áo xanh. Hai cánh vỗ mạnh, khí lưu hiện ra trên bầu trời. Khí lưu trướng lớn to 200 thước như vòi rồng. Vòi rồng thổi quét xen lẫn phong nhẫn cuồng bạo xé gió bay tới trước mặt lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh nhìn chằm chằm thiên sĩ tuyết sư khổng lồ, biểu tình kinh ngạc kêu lên. Thiên sĩ tuyết sư đẳng cấp tam giai.
Lão nhân áo xanh nhanh chóng thay đổi thủ ấn, chân khí màu lục tuôn ra từ thân thể lão. Lực lượng cuồng bạo ngưng tụ thành quyền ấn gào thét xẹt qua chém mạnh vào Thiên Sĩ Tuyết Sư. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hai năng lượng va chạm, kình phong đỡ upsilon.ng vào nhau. Tiếng nổ vang lên điếc tai trên bầu trời, kình phong năng lượng khủng bố khuếch tán rẻ ép không gian vặn vẹo. Thiên Sĩ Tuyết Sư tuy không yếu nhưng tu vi tam giai sơ kỳ không thể đối kháng lại Vũ Phách Bát Trọng. Thiên Sĩ Tuyết Sư bị xung lực đánh rơi xuống đất. Vù vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư cách mặt đất còn mấy thước thì đập mạnh cánh, khí lưu lao ra quét bay mấy mảnh đá vụn, mấy thân cây khô. Thiên Sĩ Tuyết Sư nương khí lưu lại vọt lên cao. Vù vù vù. Thiếu thứ khổng lồ đôi cánh như vật sống xé rách dòng không khí, trực tiếp cắt vỡ không gian. Vuốt sắc bén, mỏ nhọn cong cong công kích lão nhân áo xanh. Đây là khôi lỗi phi hành. Ban đầu lão nhân áo xanh tưởng thiếu thứ là yêu thú phi hành, giờ đòn công kích ập đến mới biết chỉ là khôi lỗi phi hành. Lão nhân áo xanh nét mặt xa sầm quát. Lui xuống. Lão nhân áo xanh vung mạnh quyền ấn đánh bật thiếu thứ. Thân hình to lớn bị chấn động mạnh, cơ thể cứng rắn tóe lửa, thiếu thứ nặng nề đập xuống đất. May mắn thân thể thiếu thứ cứng rắn nên không bị tổn thương gì. Gri gri. Tiểu long búng người, thân hình vàng nhạt như rồng bay lên trời. Tia lửa vàng rạch phá dòng không khí vọt hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh rất ngạc nhiên, lão không ngờ thiếu niên có tới hai con yêu thú. Yêu thú rắn vàng công kích, lão nhân áo xanh biết lửa vàng lợi hại, không dám khinh thường. Lão nhân áo xanh búng ngón tay, hai luồng kình phong màu lục bắn hướng tiểu long. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Lâm Thiên đứng một bên, hắn đang kết thủ ấn cực nhanh, khí thế cuồng bạo chậm rãi tăng cao. Lão nhân áo xanh nhướng mày. Đoán đối phương đang ngưng tụ lực công kích gì đó rất mạnh. Lục Lâm Thiên đánh ra các thủ ấn huyền ảo, ánh sáng bảy sắc bao phủ toàn thân, khí thế cuồng bạo tràn ngập. Ánh sáng bảy sắc luân phiên nhấp nháy rất thần dị, năng lượng khủng bố vặn vẹo dòng không khí. Trong khoảnh khắc Lục Lâm Thiên đánh ra một thủ ấn cuối cùng, năng lượng cuồng bạo tĩnh lặng lại ngưng tụ thành thể năng lượng phượng hoàng đỏ rực to 20 thước. Tu vi đến vũ sư ngũ trọng. Lục Lâm Thiên ngưng tụ thể năng lượng phượng hoàng lớn hơn lần trước nhiều, khí tức uy hiếp mạnh hơn gấp mấy lần, không gian dao động. Lão nhân áo xanh cảm giác khí thế xung quanh, sắc mặt âm trầm, chân khí bùng nổ đánh bật tiểu long, Thiên Sĩ Tuyết Sư ra. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, lão cảm nhận được lạnh lẽo. Lực công kích này rất mạnh. Lục Lâm Thiên ngưng tụ chu tước quyết xong hét to. Tiểu long, tấn công hết sức đi. Tiểu long phát ra tiếng rít trầm thấp. Gri gri. Ánh sáng vàng chói lòa, vảy dựng đứng, tia lửa vàng đốt cháy dòng không khí. Tiểu long cong người như mũi tên rời dây cung xuyên qua dòng không khí bắn tới hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh ngoái đầu trợn mắt nhìn tiểu long, hét to một tiếng. Xúc sinh, cút đi. Trên cái đầu to, giữa hai mắt có một con mắt to như chuông đồng dựng đứng nhìn lão nhân áo xanh chằm chằm, ánh sáng vàng chói lòa bắn ra. Lão nhân áo xanh đứng im như tượng. Năng lượng khổng lồ từ ánh sáng vàng chói mắt công kích sâu trong linh hồn lão. Công kích linh hồn là điểm yếu đối với vũ giả. Lục Lâm Thiên quát to. Chu Tước Quyết. Lục Lâm Thiên đánh ra Chu Tước Quyết, chân khí bị cắn nuốt. Thể năng lượng phượng hoàng khủng bố vọt ra, chớp mắt biến to 200 thước, lửa bao bọc quanh người nó, khí thế cuồng bạo phóng lên cao. Lửa ngập trời bao phủ phạm vi ngàn thước, không khí bị đốt xèo xèo, cực kỳ kinh khủng. Lực lượng cuồng bạo này bắn nhanh hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh chỉ bị ánh sáng vàng từ tiểu long giam cầm một giây, nhưng chỉ một giây làm lão không kịp né tránh. Lục Lâm Thiên chỉ cần một giây này. Bảo lũy khải giáp. Không cách nào né tránh, lão nhân áo xanh không kịp ngạc nhiên yêu thú vừa rồi công kích linh hồn kỳ dị, lão vội đánh ra thủ ấn. Khí lưu chân khí màu lục xoay tròn như vòi rồng rít gào LIG lột, dòng không khí nứt dạn vặn vẹo. Ánh sáng màu lục chói mắt bao phủ lão nhân áo xanh, các sợi dây leo thô bằng cánh tay rậm rạp cỡ ngàn sợi, trong không gian phạm vi 300 thước bị bao kín hình thành một thành lũy màu lục kín kẽ, không gì phá nổi. Khí thế cuồng bạo khuếch tán. Thể năng lượng phượng hoàng khổng lồ cùng với lửa nóng cháy đập mạnh vào không gian dây leo kín lẽ, vô số ánh sáng tung tóe. Không gian dây leo to lớn rung lắc nhưng không vỡ ra. Lục Lâm Thiên từ xa có năm ngón tay, trầm giọng quát. Bảo. Trên bầu trời thể năng lượng phượng hoàng biến mất, ngưng tụ thành quả cầu lửa khổng lồ nóng cháy.
quả cầu lửa mấp máy trướng to, vang tiếng nổ điếc tai trên bầu trời. Bùm bùm bùm. Lửa bay tứ tán, không gian đầy tiếng nổ đinh tai nhức óc, dòng khí cuồng bạo khủng bố bắn lên cao. Ngọn lửa cực kỳ hùng dũng kinh khủng đỡ Upsilon.NG mạnh vào không gian thành lũy dây leo. Dây leo không gì phá nổi giờ vỡ vụn trong ngọn lửa cháy hừng hực, bị lửa từng tầng đốt thành làn khói mù mịt. Lửa phá hủy một tầng lại một tầng, đốt tới tầng cuối cùng thì lộ ra thân hình lão nhân áo xanh. Biểu tình lão nhân áo xanh kinh hoàng, nhưng lúc này năng lượng lửa cuồng bạo cũng biến mất. Lão nhân áo xanh kinh kêu. Chẳng lẽ đây là vũ khí huyền giai? Tu vi vũ sư nhưng đối phương thúc giục đòn công kích khủng khiếp thế này, nếu uy lực mạnh hơn chút nữa thì lão nhân áo xanh gặp rắc rối to. Đối kháng đòn công kích kinh khủng vừa rồi làm lão nhân áo xanh kiệt sức. Lão nhân áo xanh lạnh lùng cười. Tiểu tử, đây là vũ khí huyền giai sao? Ngươi khiến ta rất bất ngờ đấy, nhưng chắc ngươi đã kiệt sức rồi. Giờ thì chết đi, vũ sư và vũ phách là đẳng cấp không thể vượt qua. Lão nhân áo xanh nhìn mặt Lục Lâm Thiên không còn chút máu, ước chừng hắn đã hết sức. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười khẩy nói. Vậy sao, thế thì nếm uy lực huyền giai thật sự đi. Nếu Lục Lâm Thiên tấn công bất ngờ thì lão nhân áo xanh sẽ không chịu nổi. Lục Lâm Thiên ngừng cười, đánh ra thủ ấn. Lục Lâm Thiên trầm giọng quát. Đao hồn trảm. Trong không gian vô hình, lão nhân áo xanh cảm nhận linh lực cuồng bạo dao động. Lão nhân áo xanh chưa kịp phản ứng thì một luồng đao quang đỏ rực rạch phá dòng không khí như Thái Sơn đè đầu. Đao quang hùng hổ chém xuống đầu lão nhân áo xanh, tốc độ nhanh không gì sánh bằng. Lão nhân áo xanh kinh sợ cơ mặt cứng ngắc, trợn mắt há hốc mồm hét lên. Linh lực, sao có thể? Ngươi là linh giả. Lão nhân áo xanh nhanh chóng thụt lùi, chân khí thuộc tính mộc vô biên hóa thành màn sáng chói lòa che trước mặt lão. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên ngưng tụ linh đao cắt phá hư không, nhát đao chém ra dẫn đến không gian chấn động, khí kình gào thét sinh ra tiếng nổ đi đùng. Đao quang kéo chuỗi tàn ảnh, uy nhiếp kinh khủng, ánh sáng chói mắt bắn tới. Bùm bùm bùm. Linh đao khủng bố đỡ Upsilon.NG vào màn sáng năng lượng thuộc tính mộc của lão nhân áo xanh, lực công kích đỡ Upsilon.NG mạnh. Công kích linh hồn xuyên qua, không gian thoáng chốc vặn vẹo, sóng năng lượng kinh khủng bạo động. Đa phần linh lực công kích tập trung vào linh hồn, lão nhân áo xanh không thể chống đỡ nổi. Trong đầu lão nhân áo xanh có lực lượng cường đại đè ép, hùng hổ sộc vào não. Đầu óc lão nhân áo xanh trống rỗng, mất hết chi giác. Rầm. Lão nhân áo xanh té xuống đất, khóe môi tràn máu, mặt trắng bệch. Lục Lâm Thiên mặt không còn chút máu đến gần lão nhân áo xanh. Đã chết chưa? Lục Lâm Thiên không thả lỏng cảnh giác, hắn búng tay. Một lũ kình phong vén vải che mặt lão nhân áo xanh lên. Lục Lâm Thiên nét mặt xa sầm nói. Là trưởng lão Cửu Hoa Môn. Lục Lâm Thiên từng gặp lão nhân áo xanh trong Quỷ Vũ Tông, một trưởng lão của Cửu Hoa Môn. Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia lạnh lẽo. Cửu Hoa Môn, ngươi chờ đó. Vù vù vù. Tiểu Long thu nhỏ thân hình cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư thân thiết lại gần Lục Lâm Thiên. Tiểu Long bị nhốt trong không gian thú nang mấy ngày. Ánh mắt ai oán trách móc nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vội giải thích. Tiểu Long, rất xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Ta biết ngươi ở bên trong đó rất khó chịu. Tiểu Long có duỗi lưỡi gò má Lục Lâm Thiên đáp lại. Xèo xèo. Lục Lâm Thiên ngần ngừ một lúc sau đến gần kiểm tra trưởng lão Cửu Hoa Môn. Vẫn chưa chết. Hơi thở trưởng lão Cửu Hoa Môn yếu ớt, hai mắt trống rỗng, linh hồn bị thương nặng, đã hấp hối. Nhưng nói chính xác trưởng lão Cửu Hoa Môn không chết, chỉ biến thành người thực vật. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười tà. Cũng tốt, vừa lúc luyện chế ngươi thành khôi lỗi hình người. Cửu Hoa Môn, lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Người thực vật là tài liệu tốt để Lục Lâm Thiên luyện chế khôi lỗi hình người. Trưởng lão Cửu Hoa Môn có tu vi vũ phách bát trọng, nếu luyện chế thành khôi lỗi hình người thì thực lực sẽ tăng mạnh một chút, là tài liệu khôi lỗi hình người hiếm có. Có một số xác chết cũng có thể luyện chế thành khôi lỗi, nhưng sẽ kém hơn luyện chế người sống. Nhưng luyện người sống thành khôi lỗi thì quá tàn nhẫn, bình thường không ai làm vậy. Lục Lâm Thiên túm trưởng lão Cửu Hoa Môn lên, thu thiết thứ vào chữ vật giới chỉ. Tuyết sư, chúng ta về đi. Thiết thứ tuy là khôi lỗi phi hành tam giai sơ giai nhưng không đánh lại vũ phách bát trọng, may mắn nó không bị tổn thương gì. Thiên sĩ Tuyết sư đập cánh, Lục Lâm Thiên bay lên lưng nó.
mang theo trưởng lão Cửu Hoa Môn nhanh chóng rời khỏi sơn mạch. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen thui, nhưng không ảnh hưởng được Thiên Sĩ Tuyết Sư, nhìn trong bóng đêm không làm khó nó. Lục Lâm Thiên ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, điểm vào huyệt đạo trên người trưởng lão Cửu Hoa Môn mới yên lòng, tránh cho xảy ra biến cố gì. Lục Lâm Thiên nuốt một viên đan dược trị thương tam phẩm, bắt đầu luyện hóa. Lục Lâm Thiên tự biết hắn may mắn mới làm trọng thương trưởng lão Cửu Hoa Môn được, cũng nhờ có Tiểu Long hỗ trợ. Một mình Lục Lâm Thiên không thể đánh bại cường giả Vũ Phách Bát Trọng. Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên đòn công kích ánh sáng vàng của Tiểu Long, không ngờ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Vũ Phách Bát Trọng. Thực lực của Tiểu Long thật đáng sợ. Tiểu Long sử dụng ánh sáng vàng công kích sinh ra tổn thương nhất định cho trưởng lão Cửu Hoa Môn, cộng thêm Lục Lâm Thiên bất ngờ tung ra Chu Tước Quyết, lại thi triển Đao Hồn Trảm, gộp lại tất cả mới có hiệu quả như vậy. Lục Lâm Thiên đã liều mạng, đây là thực lực mạnh nhất của hắn rồi. Lần này bị đánh lén, Lục Lâm Thiên càng nôn nóng muốn tăng mạnh thực lực hơn nữa. May mắn hôm nay có một Vũ Phách Bát Trọng Cửu Hoa Môn tập kích, đối phương xem thường mới cho hắn cơ hội liều mạng. Nếu là Mạc Thiên Vấn đích thân đến thì rắc rối to, vì gã là Vũ Tướng Ngũ Trọng. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Thực lực, cố gắng tăng mạnh thực lực mới được. Chờ đối phó với Cửu Hoa Môn xong Lục Lâm Thiên sẽ quay về Vân Dương Tông. Vân Dương Tông là một trong tam tông tứ môn, chắc có thể giúp Lục Lâm Thiên tăng thực lực mạnh hơn. Một lát sau, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư bay vững vàng, Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái điều tức. Vết thương trong người khá nặng nhưng tốc độ phục hồi cũng rất nhanh. Một đêm qua đi, bình minh đến, Lục Lâm Thiên thở hắt ra, ngừng điều tức. Cả đêm điều tức vết thương lành 10%, mặt Lục Lâm Thiên vẫn tái xanh. Dãy sơn mạch quen thuộc đập vào mắt Lục Lâm Thiên, Thiên Sĩ Tuyết Sư bay cả đêm đã đến Phi Linh sơn mạch. Vù vù vù, khí lưu xẹt qua, đệ tử Phi Linh môn chạy ra xem. Là trưởng môn trở về. Bái kiến trưởng môn. Các đệ tử Phi Linh môn thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư bay trên cao biết ngay trưởng môn dã về, lập tức hành lễ dưới đất. Lục Lâm Thiên khiến Thiên Sĩ Tuyết Sư bay tới đại điện chỗ hắn ở. Lục Lâm Thiên nhảy xuống Thiên Sĩ Tuyết Sư, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, Lục Tâm Đồng, Phương Tân Kỳ đã đi ra. Lục Tâm Đồng chạy tới, ánh mắt lộ tia vui mừng nói. Ca ca, Tâm Đồng nhớ ca ca. Lục Lâm Thiên ném trưởng lão Cửu Hoa Môn trong tay đi, bế Lục Tâm Đồng lên quay một vòng. Ca ca cũng rất nhớ Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên thật lòng yêu thương muội muội nuôi này. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh sắc mặt âm trầm hỏi Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, người bị thương. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Gặp chút rắc rối. Mắt thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh lóe tia sáng lạnh, sát ý lan tràn. Ai làm? Lục Lâm Thiên chỉ trưởng lão Cửu Hoa Môn nằm dưới đất. Chính là người này, trưởng lão Cửu Hoa Môn. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh lạnh lùng nói. Vũ Phách Bát Trọng, Cửu Hoa Môn ngày càng to gan. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đông lão, chúng ta vào trong nói chuyện, chuyến đi Quỷ Vũ Tông có nhiều chuyện khá thú vị. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cười. À, xem bộ dạng của tiểu tử nhà ngươi chắc được đến nhiều ích lợi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh biết tính tình của Lục Lâm Thiên, chỉ khi nào được lợi nhiều hắn mới cười rạng rỡ thế này. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm. Chuyện này nói ra thì dài dòng. Lục Lâm Thiên khiến Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư hoạt động tự do sau núi, hắn và thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đi vào phòng. Lục Lâm Thiên kể đại khái các sự kiện trong Quỷ Vũ Tông, chỉ giữ lại một số việc chưa nói. Dù sao thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh không biết Lục Lâm Thiên là linh giả, hắn định chờ một thời gian mới thổ lộ. Lần trước thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh biết Lục Lâm Thiên là vũ giả toàn hệ đã rất ngạc nhiên, nếu biết hắn là linh giả e rằng lão khó thể chấp nhận. Chuyện về Lữ Tiểu Linh thì Lục Lâm Thiên chọn vài điều nói ra, hắn giấu nhẹm linh kỹ hoàng cấp cao giai. Không phải Lục Lâm Thiên không tin thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, hắn chỉ sợ lão độc vật quá kinh ngạc. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đăm chiêu. Ngươi nói trưởng lão theo bên nữ hài tử một người họ Lưu, một người họ Vương thì ta không đoán được thân phận, nhưng nàng tên Lữ Tiểu Linh, họ Lữ thì, nếu ta không đoán sai, nàng này có lai lịch lớn. Lục Lâm Thiên hỏi. Đông lão, Lữ Tiểu Linh có lai lịch gì mà Quỷ Vũ Tông cũng hết sức lôi kéo. Lục Lâm Thiên luôn rất tò mò về thân phận của Lữ Tiểu Linh. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Quỷ Vũ Tông so với đối phương đương nhiên kém hơn nhiều.
Nếu ta không đoán sai, sau lưng Lữ Tiểu Linh là Linh Thiên Môn trong cổ vực. Nói đến Linh Thiên Môn thì ánh mắt Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh đổi khác. Lục Lâm Thiên ngu ngơ hỏi. Linh Thiên Môn, là môn phái gì? Lục Lâm Thiên không quen thuộc cổ vực, hắn ở khu vực biên giới đã một thời gian nhưng chưa đi đâu xa. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh giải thích. Thực lực hạng nhất trong cổ vực so với Tam Tông Tứ Môn trong Đại Lục Linh Vũ sàn sàn như nhau. Môn chủ Lữ Chính Cường đến đẳng cấp Linh Vương, là linh giả đỉnh cao trong cổ vực. Cường giả trong Linh Thiên Môn nhiều như mây, không thiếu cường giả Vũ Vương, so với Linh Thiên Môn thì Quỷ Vũ Tông chỉ là thế lực hạng hai. Lục Lâm Thiên kinh thán. Lai lịch lớn vậy sao? Bối cảnh lớn khủng khiếp. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh mỉm cười nói. Tiểu tử nhà ngươi lại đột phá trong Quỷ Vũ Tông, tốc độ tu luyện quá nhanh. Một mình phá tam hệ ngũ hợp trận của Quỷ Vũ Tông, chắc người Quỷ Vũ Tông trợn mắt há hốc mồm nhìn ngươi. Lục Lâm Thiên cười cười. Tình cờ tiểu tử từng tìm hiểu về tam hệ ngũ hợp trận, người Quỷ Vũ Tông phối hợp có mấy lỗ hổng nên may mắn phá được. Tiểu tử nhà ngươi luôn làm ta bất ngờ. Vậy cũng tốt, để Quỷ Vũ Tông không đoán ra được Phi Linh Môn, không dám dễ dàng đỡ Upsilon.ng vào Phi Linh Môn, như vậy Phi Linh Môn mới có đủ thời gian trưởng thành. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Nhưng ngươi định xử lý Cửu Hoa Môn thế nào đây? Lục Lâm Thiên nói. Chuyện Cửu Hoa Môn chờ ta xuất quan rồi tính, ta phải bế quan một đoạn thời gian. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh chừng Lục Lâm Thiên. Ngươi lại bế quan, ngày mốt là năm mới rồi. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh rất ngạc nhiên tiểu tử này 3 ngày 2 lần toàn là bế quan. Lục Lâm Thiên nói. Ta vốn định chờ sang năm mới rồi bế quan, lần này bế quan ngắn thì 20 ngày, lâu thì 1 tháng. Mọi sự trong Phi Linh Môn xin giao cho Đông Lão. Lục Lâm Thiên ra khỏi phòng, lại đến sau núi. Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo, Thị Huyết Yêu Lang trong không gian thú năng được thả ra sau núi hoạt động. Buổi chiều, Hồ Nam Sinh, Thường Lỗi biết tin trưởng môn trở về liền đến chỗ Lục Lâm Thiên ở chào hỏi. Hai trưởng lão cho Lục Lâm Thiên biết Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt đã bế quan, giờ chỉ còn 2 người ở Phi Linh Môn. Trong thời gian này Trấn Hoa Môn và mấy địa bàn của La Sát Môn cũ sau khi Phi Linh Môn tiếp nhận đã đi vào quỹ đạo. Bây giờ chỉ còn rắc rối ở Trấn Đoàn Sơn. Cùng lúc đó, mười mấy năm qua Phi Linh Môn không có đệ tử mới tham gia nay lục tục có nhiều đệ tử vào. Lục Lâm Thiên dặn dò hai trưởng lão là phải kiểm tra nghiêm khắc đệ tử mới nhập môn, tránh cho gian tế của thế lực khác lẫn vào. Nếu trẻ tuổi, thiên phú tốt thì đưa cho Lục Lâm Thiên, nếu hắn vắng mặt vậy chú trọng bồi dưỡng vào. Phi Linh Môn muốn lớn mạnh không chỉ dựa vào 1, 2 cường giả chống đỡ, mấy đệ tử rất quan trọng. Hồ Nam Sinh, Thường Lỗi luôn miệng vâng dạ. Ở trước mặt tiểu trưởng môn này hai trưởng lão đã tâm phục khẩu phục. Lục Lâm Thiên ra lệnh hai trưởng lão lo sắp xếp tiệc cuối năm. Ngày hội lớn mỗi năm 1 lần nên cho đệ tử trong môn phái náo nhiệt chút, cần thưởng cho các đệ tử gần đây biểu hiện khá tốt. Lục Lâm Thiên dặn dò xong Hồ Nam Sinh, Thường Lỗi cung kính rời đi lo công chuyện. Lục Lâm Thiên chơi với Lục Tâm Đồng suốt buổi chiều. Lục Tâm Đồng nhõng nhẽo đòi bay lượn 1 vòng, Lục Lâm Thiên mang tiểu cô nương lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư bay quanh Phi Linh Sơn. Làm Lục Tâm Đồng rất vui vẻ. Ban đêm, ăn cơm chiều xong Lục Lâm Thiên về phòng điều tức. 2 ngày này Lục Lâm Thiên định ban ngày thả lỏng để chờ sang năm mới lại bế quan. Lại điều tức 1 đêm, nhờ đan dược phụ trợ nên vết thương trong người Lục Lâm Thiên đã lành 3 phần. Sáng sớm hôm sau, Trương Minh Đào đến chỗ Lục Lâm Thiên chào hỏi, Lưu Nhất Thủ trở về từ Trấn Hoa Môn cũng có mặt. Điều dưỡng mấy ngày, trạng thái của Lưu Nhất Thủ tốt hơn nhiều. Lục Lâm Thiên bí hiểm nhìn Lưu Nhất Thủ, hỏi. Lưu Nhất Thủ, người ở Trấn Hoa Môn tình hình thế nào? Lưu Nhất Thủ hỏi lại. Không biết trưởng môn muốn hỏi về mặt nào? Lục Lâm Thiên nói. Người ở Trấn Hoa Môn đã mấy ngày, nói hết những gì đã thấy cho ta nghe. Mắt Lưu Nhất Thủ hấp háy nhìn Lục Lâm Thiên. Trưởng môn. Lục Lâm Thiên nói. Người cứ nói thẳng, ta muốn nghe lời thật lòng. Lưu Nhất Thủ gật đầu, nói. Tuân lệnh trưởng môn. Thưa trưởng môn. Hiện tại Trấn Hoa Môn là địa bàn của Phi Linh Môn chúng ta, nhưng 2 ngày nay ta không thấy có cửa hàng Phi Linh Môn nào trong thị trấn. Nhiều dòng binh đoàn, tiểu đội trong Sơn Mạch Vũ Đô rất hỗn loạn, tiến cống không hoàn chỉnh, e rằng chỉ thu được 1/2 số lượng. Điều này là tổn thất lớn cho Phi Linh Môn chúng ta.
Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm nhìn Lưu Nhất Thủ, chỉ lắng nghe. Lục Lâm Thiên thầm gật gù, Lưu Nhất Thủ đúng là có tài làm ăn, chú ý những chuyện ở biên giới Sơn Mạch Vũ Đô, hắn đã không nhìn lầm người. Lục Lâm Thiên không nói chuyện làm Lưu Nhất Thủ bối rối, còn tưởng mình nói lỡ. Mấy ngày nay trưởng môn không đặc biệt dặn Lưu Nhất Thủ xem xét cái gì, trong trấn hoa môn thứ duy nhất làm gã có hứng thú là kiếm tiền. Lưu Nhất Thủ phát hiện trong trấn hoa môn có đủ loại cửa hàng nhưng phi linh môn không có một tiệm nào, buôn bán là con đường kiếm tiền nhanh nhất và tốt nhất, chỉ dựa vào tiến cống thì phi linh môn không lời được bao nhiêu. Từ nhỏ Lưu Nhất Thủ đã lăn lộn trong thiên tinh trấn rồng rắn hỗn tạp, biết dành mấy chuyện khu vực biên giới Sơn Mạch Vũ Đô, quen nhiều dòng binh đoàn. Lưu Nhất Thủ hay nghe nói dòng binh đoàn có cách trốn tiền tiến cống, kiếm lời nhiều hơn. Tham gia vào phi linh môn Lưu Nhất Thủ mới chú ý điều này. Lục Lâm Thiên hỏi, Lưu Nhất Thủ, theo ý người thì phi linh môn phải làm sao? Cứ thoải mái nói thật đi. Lưu Nhất Thủ do dự một lúc sau cắn răng nói. Trưởng môn, trấn hoa môn là của chúng ta có thể tự mình mở cửa hàng. Dựa vào phi linh môn chống đỡ, khống chế tất cả cửa tiệm là vấn đề thời gian, buôn bán đan dược, dược liệu trong trấn hoa môn không phải số lượng nhỏ. Tiến cống thu phí trong Sơn Mạch Vũ Đô thì hơi rắc rối. Những dòng binh đoàn không dễ chọc, rất khó thu phí. Chúng ta có thể làm thế này, hễ là dòng binh đoàn, tiểu đội hay cá nhân vào Sơn Mạch Vũ Đô phải có lượng tiến cống nhất định, ai làm trái thì giết một người răn trăm người. Chúng ta sẽ mở một cửa hàng trong trấn hoa môn thu mua dược liệu, yêu thú linh tinh từ Sơn Mạch Vũ Đô. Những thứ dòng binh đoàn bán cho chúng ta có thể trả lại mỗi lần bọn họ tiến cống. Nếu không bán thì chúng ta không trả, giá thu mua sẽ cao hơn với người khác một chút. Ta tin đến lúc đó tất cả dòng binh đoàn, đoàn đội sẽ chỉ bán đồ cho chúng ta. Lục Lâm Thiên bình tĩnh hỏi. Mục đích làm vậy thì cái gì? Rốt cuộc chúng ta vẫn bị lỗ. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm ngạc nhiên trước ý tưởng của Lưu Nhất Thủ, hắn đã đoán được chút ít kế hoạch. Đây sẽ là con đường phát tài lớn cho phi linh môn. Lưu Nhất Thủ nói một hơi. Trưởng môn, chúng ta không lỗ. Ban đầu sẽ lỗ chút ít, nhưng khi đa số dược liệu trong Sơn Mạch Vũ Đô chảy vào tay chúng ta, khi đó trấn thiên tinh hết hàng thì chúng ta có thể bán lại với giá cao, hoặc bán trực tiếp trong trấn hoa môn. Khi ấy trấn hoa môn sẽ càng náo nhiệt hơn. Chúng ta có thể mở rộng trấn hoa môn, trấn đoàn sơn thành một trấn thiên tinh khác, muốn kiếm bao nhiêu tiền toàn do phi linh môn chúng ta quy định. Nguồn hàng nằm trong tay chúng ta, hết thảy do chúng ta quyết định. Mặt ngoài Lục Lâm Thiên bình tĩnh, khóe môi treo nụ cười. Lưu Nhất Thủ đúng là nhân tài, những gì Lục Lâm Thiên nghĩ đến thì gã đều nói ra. Những điều Lục Lâm Thiên không tính đến Lưu Nhất Thủ cũng nghĩ ra hết, gã đúng là thiên tài buôn bán. Lưu Nhất Thủ không thấy Lục Lâm Thiên nói gì, biểu tình hưng phấn vụt tắt, nghiêm túc nói. Trưởng môn, thật ra ta chỉ nói chơi, làm chuyện này không dễ dàng, cũng không thực tế. Đầu tiên cần có số kim tệ khổng lồ ém hàng, cần có cường giả tọa trấn trong phi linh môn nếu không sẽ dẫn đến thế lực khác thèm muốn, nhằm vào phi linh môn. Kế hoạch của Lưu Nhất Thủ đúng là có nhiều mạo hiểm. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng mắt Lưu Nhất Thủ. Ai nói là không thực tế? Lưu Nhất Thủ, chuyện này ta giao cho ngươi làm, ta sẽ dặn 5 vị trưởng lão giúp đỡ ngươi một tay. Ta cho ngươi 2 năm, sau 2 năm nếu có thành tích thì ta cho ngươi chức trưởng lão phi linh môn. Nếu không làm được, 2 năm sau ta giết ngươi. Kim tệ thì ngươi muốn bao nhiêu cứ tìm ta, ngàn vạn không đủ thì 1 ức, 1 ức không đủ thì 10 ức, đến khi nào đủ thì thôi. Về cường giả trấn thủ thì ngươi không cần lo, có đại trưởng lão trong môn. Cả cổ vực này không nhiều môn phái dám đỡ upsilon.ng vào phi linh môn ta. Lục Lâm Thiên biết rõ những gì Lưu Nhất Thủ lo lắng, độn dược liệu tích hàng, lũng đoạn thị trường dược liệu, yêu thú trong Sơn Mạch Vũ Đô, loại đầu tư này sẽ là con số khổng lồ, nếu thành công cũng sẽ kiếm lời nhiều kinh khủng. Trùng hợp là Lục Lâm Thiên có chút tài sản, đủ để tiêu hao một phen, nếu không đủ hắn sẽ tìm cách khác. Về cường giả tọa trấn. Có thôi hồn độc suất đông vô mệnh ở phi linh môn, dù là Quỷ Vũ Tông cũng không dám tùy tiện trêu vào, ứng đối thế lực xung quanh càng không thành vấn đề. Mọi điều kiện đều đầy đủ, Lục Lâm Thiên không có lý do gì không làm. Nếu kế hoạch thành công phi linh môn sẽ lũng đoạn thị trường dược liệu xung quanh, phi linh môn ở gần Sơn Mạch Vũ Đô, nó có ưu thế đó. Lưu Nhất Thủ kinh ngạc kêu lên. Trưởng môn nói thật không? Thật sự cho ta làm. Lưu Nhất Thủ không dám tin.
Lục Lâm Thiên nói. Đúng vậy, cho ngươi làm, ta sẽ không hỏi nhiều, cũng kêu năm vị trưởng lão giúp đỡ ngươi. Năm trưởng lão không nhúng tay vào chuyện này, mọi thứ do ngươi quyết định. Nếu ngươi thất bại, ta sẽ giết ngươi. Nếu thành công, ngươi là trưởng lão Phi Linh Môn. Lưu Nhất Thủ quỳ xuống đất. Đa tạ trưởng môn. Nỗi lòng Lưu Nhất Thủ kích động, gã không ngờ sẽ có ngày nổi bật. Lục Lâm Thiên nói. Đứng lên đi, ngày mai là sang năm mới, qua năm mới hãy bắt đầu làm việc. Lục Lâm Thiên nói với Trương Minh Đào. Trương Minh Đào, trong thời gian này ngươi hãy giúp đỡ Lưu Nhất Thủ một tay. Trương Minh Đào đáp. Tuân lệnh trưởng môn. Hai người từ biệt, một mình Lục Lâm Thiên đứng tại chỗ suy tư, trong đầu nghĩ đến nhiều vấn đề. Lũng đoạn địa bàn Sơn Mạch Vũ Đô sẽ kéo theo nhiều rắc rối khác, Quỷ Vũ Tông nằm trong số đó. Nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên bất chấp nghĩ nhiều, Phi Linh Môn cần có cơ hội lớn mạnh, hiện tại là một con đường. Một thanh âm trầm thấp vang bên cạnh Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ánh mắt của ngươi rất sáng, hèn gì ngươi giữ lại Lưu Nhất Thủ. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đã đứng cạnh Lục Lâm Thiên từ bao giờ? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Đông lão thấy Lưu Nhất Thủ làm được không? Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Thiên phú tu luyện của người này rất tệ, nhưng nghe những lời hắn nói, ánh mắt độc đáo, cơ trí, có lẽ là nhân tài. Đây gọi là rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Lục Lâm Thiên nói. Đúng thế, Phi Linh Môn muốn lớn mạnh dưới mí mắt Quỷ Vũ Tông thì phải mở con đường khác để đi. Một già một trẻ nhìn nhau cười gian. Một ngày qua đi, hôm sau là năm mới. Lục Lâm Thiên, Thôi Hồn Độc xuất Đông Vô Mệnh, Hồ Nam Sinh, thường lỗi đến đại điện. Hiện tại Phi Linh Môn có 600 đệ tử, trừ đệ tử trấn thủ ở bên ngoài ra tập thể có mặt trong đại điện. Lục Lâm Thiên nói một đống lời ký tỷ y, sau đó phát đan dược dựa theo tu vi của mỗi đệ tử. Các đệ tử rất hào hứng, bây giờ Phi Linh Môn cho phúc lợi rất tốt. Mọi người náo nhiệt ăn lễ, Lục Lâm Thiên thì lặng lẽ vào mật thất trong sơn động sau núi bế quan. Lục Lâm Thiên lấy linh ngọc sàng ra, ngồi xếp bằng, lại nuốt một viên đan dược tam phẩm. Lục Lâm Thiên bắt đầu điều tức, vì vết thương còn chưa lành hẳn, hắn ưu tiên trị thương trước. 11 đến 15. Một lát sau, có vàng sáng vàng nhạt bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên. Thời gian chậm rãi trôi, sang ngày thứ hai, trong Phi Linh Môn. Lưu Nhất Thủ nông dân vùng lên chạy đôn chạy đáo, dùng dinh túi kim tệ. Qua năm mới. Đệ tử Phi Linh Môn cố gắng tu luyện, không ai làm biếng. Mật thất trong sơn động, 8 ngày sau Lục Lâm Thiên ngừng điều tức, sắc mặt hồng hào. Lục Lâm Thiên trị thương 8 ngày cộng với thân thể mạnh mẽ, vết thương đã khép 8, 9 phần, không còn gì đáng lo. Lục Lâm Thiên thở hắt ra. Phù! Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia sáng. Linh hồn thần dịch. Lục Lâm Thiên lấy linh hồn thần dịch ra, hắn định luyện chế khôi lỗi hình người. Trưởng lão Cửu Hoa Môn là vũ phách bát trọng, về mặt luyện chế có nhiều khó khăn. Lục Lâm Thiên định đột phá linh lực một chút rồi mới luyện chế khôi lỗi, làm vậy càng thêm tự tin. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm linh hồn thần dịch trong tay. Cách bình ngọc, khí thể năng lượng cuồng bão mơ hồ chuyển động. Lục Lâm Thiên đắn đo có nên một lần uống hết hai phần không? Một phần linh hồn thần dịch giờ đây không tạo thành nguy hiểm cho Lục Lâm Thiên nữa, hắn có thể dễ dàng luyện hóa nó. Một phần linh hồn thần dịch không đủ để Lục Lâm Thiên trực tiếp đột phá một tầng tu vi, phải nuốt hai phần mới có cơ may. Lục Lâm Thiên cắn răng quyết định. Uống luôn. Hiện giờ đẳng cấp tu vi của Lục Lâm Thiên có thể chịu đựng năng lượng khổng lồ từ hai phần linh hồn thần dịch. Lục Lâm Thiên không do dự gì nữa, hắn ngửa đầu đổ linh hồn thần dịch vào miệng. Ực ực. Lục Lâm Thiên phỏng đoán lượng nước đủ hai phần liền ngừng, cất bình ngọc đi. Linh hồn thần dịch còn 6 phần. Nay Lục Lâm Thiên uống hai phần chỉ còn lại 4. Lục Lâm Thiên nuốt hai phần linh hồn thần dịch vào bụng, thoáng chốc linh hồn thần dịch hóa thành dòng khí nóng mãnh liệt khuếch tán trong cơ thể hắn. Lực lượng tăng gấp đôi năng lượng một phần linh hồn thần dịch. Năng lượng khổng lồ chạy một vòng trong kinh mạch, lao vào không gian khí hải nơi chứa linh lực trong đầu linh lực. Thoáng chốc không gian linh lực truyền đến cảm giác đau nhức. Lục Lâm Thiên có thể chịu đựng đau đớn từ một phần linh hồn thần dịch. Nhưng năng lượng hai phần linh hồn thần dịch lớn hơn nhiều. Hai phần linh hồn thần dịch biến thành khí nóng như vô số dã thú hung dữ chạy rầm rập trong não Lục Lâm Thiên, uy thế khổng lồ. Không gian trong đầu Lục Lâm Thiên không chịu nổi, đau đầu như búa bổ. Chết tiệt!
Lục Lâm Thiên không ngờ năng lượng hai phần linh hồn thần dịch mạnh mẽ đến mức này, năng lượng cuồng bạo như lần đầu tiên hắn dùng linh hồn thần dịch, chớp mắt phá hủy không gian trong đầu hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.